Rồi mẫu mới của em nha, xịn sò nha các cục vàng của em, quá xá đẹp luôn. Dạ hôm nay em sẽ là trang cho các cục vàng của em nha, 8 tháng 3 cho cả nhà mình nha. Mở đó luôn đi, trang 8 tháng 3 cho cả nhà mình ha. Ồ đẹp quá trời luôn cả nhà mình ơi, cả nhà mình à. Dạ của vuông nè cả nhà mình, những mẫu này cái nhìn mặt rất là sang nha, riêng về cái thun bên em thì nó rất là xịn sò cho cả nhà mình ha. Dạ một bộ như thế này chỉ có là 189 nha cả nhà mình, chỉ có 189, 189 cành cả nhà mình. Ôi nó đẹp quá trời luôn các nhà của em ơi. À có 6 màu nha cả nhà mình, sẽ có 6 màu, hình như là cái này nó có sẵn bên kia đâu, là con đem mất rồi. Nè nè nó để đây nè, đây nè. Cái nhà mình ai đang xem like, cái nhà mình cho em xin một nút tim tim giùm em cái cục vàng. Ồ đẹp chưa, cái nhà mình thấy đẹp chưa? Dạ ai đi chơi thì chúc cái nhà mình đi chơi vui vẻ 8 tháng 3 nha. Dạ à, còn ai mà ở nhà thì cái nhà mình vô lựa đồ là ha, ta nói là ai đi chơi đâu thì đi ha, còn mình ở nhà mình lựa đồ cái nhà mình ơi, tự mình thưởng cho mình các cục vàng của em ơi. Dạ tự mình thưởng cho mình cả nhà mình ơi. Dạ một bộ thế này chỉ có 189 nha các cục vàng, còn cái áo là chỉ có 99 cành, cái áo cũng có áo lẻ nha các cục vàng, áo lẻ thì cái mã khác nha. Đẹp không các cục vàng của em? Ồ đẹp quá trời luôn cả nhà mình ơi, 189, 189 nha cả nhà mình nè. Dạ cái này á nè, tất cả bên em đều có hai nút cho cả nhà mình ha, nút là bên em á đóng từng hộp vô cả nhà mình, nó đắp chắc chắn cho các vàng của em luôn nha. Hôm nay cô chủ đẹp quá, cảm ơn tình yêu của em, cảm ơn chị. Dạ nè bộ bà in hoa mai hoa cúc nha mấy chị nha, 189 ngàn một bộ thôi, 189 nha cả nhà mình. Các chiều mình thấy nè đẹp không à, lượng lại chiều cao kèm cân nặng rồi tôi bán mình cái xe luôn nha, là co giãn rất là thoải mái luôn cả nhà mình. Những bộ đồ này cái nhà mặc lâu lắm luôn á, có nhiều chị mặc bên em là 7-8 năm chưa hư bộ đồ các cục vàng. Dạ mê hôn. Những cái mẫu này là cái nhà mặc không có lỗi mốt cái nhà mình. Dạ, dạ thích màu nào số là vô cửa hàng chốt màu đó. 3, số 4, số 5 từ 40kg đến 85kg các chị của em ha. Màu này là màu xanh dương nè cái nhà mình. Các cục vàng em thao tác vào giao hàng cái nhà mình đặt hàng giúp em nha. Mày là màu xanh dương ha, và nó có màu nè cái nhà mình. Em đưa màu cho cái nhà mình xem nha. Màu cho mấy chị nha mấy chị. Dạ. Xanh ngọc nè mấy chị. Màu kem. Màu xanh dương. Màu xanh bơ nè mấy chị. Màu ngói nha. Và cuối cùng luôn là màu đỏ mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Thích thì vào thao tác vô giới hàng mình chốt liền. Tay phòng như cái nhà mình, tay phòng cổ vuông nha. Những cái bộ đồ thế này cái nhà mình thấy có nhiều khi cái cục vàng em mua 200 mấy cành đúng không? 200 mấy cành mà có nhiều lốm đúc á, cái nhà mình mua nè. À, vải nó không có được co giãn như vậy đúng không? Dạ. À, vải bên em là cái này là co giãn như cái nhà mình mặc rất là thoải mái luôn nha. Dạ, đẹp em từ 40 đến 85 kg là có size nha mấy chị nha. Đẹp nhưng mà phải thoải mái mới được các cục vàng. Đẹp mà phải thoải mái mới được nha. Dạ à, 79kg cao 1m6 là mặc chọn như chọn size 5 giúp em nha. Rồi size 5 luôn dạ, chị nha. Chị Hồng em. Nhung nè 1m65 mà 60kg giải size 3 chị đẹp của em nha. Chị chọn size 3 em chị. 1m48, 45kg là size 1 của chị ơi. Dạ. Đồ nhất cái nách luôn các cục vàng của em. Rồi từ 40 đến 85kg là có size mấy chị. 40 đến 85kg mình nói là mình đồ đẹp luôn nha. Cứ để là chiều cao kèm nặng là có size cho mấy chị cái luôn nha. Mình nha. Chắc vải gì thảo nguyên nè, cục vàng và nhìn vải bên em là bà thấy nó xịn vải. Sò là cục vàng chắc chắn là vải thun rồi đó chị, vải làm nó sẽ xịn sò cục vàng co giãn lắm nha mấy chị, thoải mái lắm luôn nha. Ai mà hỏi vải gì bên em là chưa mua đồ bên em rồi á, bao nhiêu bộ giá có 189 ngàn. Ai mà hỏi đẹp. Vải gì bên em là chưa mua đồ bên em là cái nhà mình có 189 ngàn bộ thôi nha mấy chị. Đẹp chưa, lứa tuổi nào cái nhà mặc những bộ đồ này cũng rất là sang luôn á. Dạ. Thun này mặc mát mẻ lắm nha mấy chị nha, mặc tới mùa hè tới ta nói ai mà hỏi vải gì bên em á lấy bán sĩ. Dạ dạ chị ơi, để cho em này chị đẹp, chị là để lại cái này chị, để lại này giùm em nha, là chị để chị hỏi đúng chủ đúng nơi. Dạ. Chị nhà chị bên em là chuyên sĩ giá luôn chị, giá xuất xưởng cho mình á. Dạ à, sĩ là hôm qua trung gian giá xuất xưởng cho mình rồi, cục vàng hỏi đúng chỗ đúng nơi để lại cái. Dạ. Đó là bên em sẽ tư vấn cho mình. Ồ đẹp chưa, chiều cao kèm cân nặng là sẽ có size luôn mấy chị. À nè, ai mà hỏi vải gì bên em là cái nhà mình chưa mua vải, chưa mua đồ bên em rồi đó. Có nhiều khi cái nhà mua hả 200 mấy ngàn mà có lắm lúc cái nhà mua nó không có được co giãn, không có thoải mái như thế này đúng không. À, đồ quần là có túi nha. Dạ có hai túi luôn nha cả nhà mình. Chị đang ngồi xuống lắm mấy chị, tim màn hình cho em mấy chị mà tăng tương tác lên nha mấy chị nha. Các cục vàng. Đẹp không? Dạ em thấy cái đó của mình rồi, cục vàng à, Tuyết Nhung. Để rồi chị Tuyết Nhung có đơn nè. Ôi đẹp quá trời luôn. Bên em sẽ có nhân viên sĩ tư vấn cho sĩ cho mình cục vàng. Dạ.
nè. Ôi đẹp quá trời luôn cái nhà mình. Mê chưa, mê chưa, mê chưa. Cái nhà mình thấy nè, màu nào cũng mê luôn các chị vàng của em ơi. Màu nào cũng mê luôn cái nhà mình. Dạ. Em có nhắn tin rồi á, chị để lại cái đó là bên em nó sẽ kết bạn cho mình là cục vàng. Dạ, nhắn tin bây giờ bên em á, tin nhắn 50 mấy trang nè. Nó quá tải. Chị có cái đó rồi, em thấy cái này của mình rồi cục vàng. Ồ đẹp quá trời nè cái nhà mình. Vậy rồi, sao bên em từ 40 đến 85 kg thì để lại cho em chiều cao kèm nặng nha em chị nha. Cái bộ đồ này cái nhà mình mê không? Cái nhà mình thấy bộ đồ nè. À, tay là tay phòng ha, tay phòng nha cái nhà mình. 1m62 mà 65 kg giả size số 3 á chị đẹp. Chị chọn số 3 em luôn nha. Những bộ thế này cái nhà mình thấy quần bên em nè. À, nè cái nhà mình thấy quần bên em nè, nhìn cái quần thôi là cái nhà mình thấy nó xịn sò như thế nào nè. À, thoải mái lắm luôn nha, cái nhà mình mặc rất là thoải mái nha. Dạ, xây từ 40kg đến 85kg nè, đó nè, lưng là lưng bản nè. Ra ngoài xem live mình tiên tiên nhận hình giúp em luôn mấy chị nha. Dạ. À, 49kg cao 1m55 là xe 1 giùm em nha. 83kg cao 1m6 là chọn xe 5 giùm em. Dạ, thao bên em bác, có, ngồi hàng bên là em sẽ có đơn, từ 40kg đến 85kg là cái nhà mình. Cái nhà thấy bộ đồ này nó đẹp chưa? Trời ơi. Dạ. Mê lắm cái nhà mình. Bên em mai màu chuẩn cho cả nhà mình. Cái nhà mình thấy màu nào cũng mê luôn. À, màu nào cũng mê chưa? Thích cái nách chưa? Rồi nhanh tay mình thao tác vô giỏ hàng mình chốt đơn cho mấy chị ơi. Rất là hời ngày hôm nay đúng chị này. Lễ tri ân rất là sâu cho mấy chị nè. Luôn mấy chị. Trên sàn này trợ giá rất là sâu luôn nha. Chỉ có 189 cái nhà mình mua. Ai mua được có giá miễn ship không cái nhà mình? Có cái miễn ship không các cục vàng ai mua? Sáng giờ là thấy rất là nhiều chị được miễn ship luôn mấy chị. Nè, nhớ nha, đặc biệt hôm nay 8 tháng 3 cho dù cái nhà mình mua một cái áo hay là cái nhà mình mua một bộ đồ, bên em cũng có sẽ kèm một cái phần quà cho các cục vàng. Có phần quà cho mấy chị luôn nha. Dạ. Mua càng nhiều thì quà càng nhiều nha các cục vàng. Nè, quần này cái nhà mình thấy nè. Quần bên em là quần 2 túi nha. Dạ, quần 2 túi và quần lưng bản nha. Quần lưng bản và quần 2 túi nha cái nhà mình. Mê lắm luôn. Nè. Một quần sẽ là quần rộng luôn mấy chị. 189 các quần dạ. Rộng luôn nha, mặc duyên dáng lắm mấy chị ơi. Một tắc hồ màu đỏ nữa trời. Màu đỏ nha. Màu đỏ nha mấy chị, màu đỏ bông màu vàng nhìn nó. Quá nhức đẹp luôn cả nhà mình ơi. Trời ơi, bộ đồ nó đẹp mê luôn. Dạ rồi. Vàng. Chị 1m45 mà 48kg. Dạ, size 2 chị đẹp đi, chọn size 2 giùm em chị. Size 2 giùm em nha. Mê luôn cục vàng. Thấy mấy cái quần lạ, lấy mấy quần đen con. Mê luôn cục vàng. Đẹp lắm luôn, đẹp lắm luôn. Nè, tay là tay phòng nha cái nhà mình ha. Nè, tay phòng của Vuông này các cục vàng. Nút là đôi cho mình ha và em đóng chắc. Chào chị Nguyên Nguyên nha, chào chị Lê Hương nè, chào chị Lê Gia Huy luôn mấy chị nha. Rồi mình đang xem live mình tim tim trên màn hình để mình đừng có bị mà mất tương tác mấy chị nha. Cho em xin một nút tim tim giùm em các cục vàng. Tương tác càng nhiều là mình được sàn trợ giá càng sâu. Cho em xin một nút tim tim giùm em cái nhà mình. Ai đang xem live cái nhà mình cho em xin một nút tim tim giùm em các cục vàng của em. Đẹp mê không? Càng nhiều càng tốt mấy chị nha. Ôi ôi màu nào cũng mê luôn cái nhà mình ơi. Chích cái nắp luôn các cục vàng. Chỉ cần mình là chiều cao kèm cân nặng là sẽ có size đẹp hay chỉnh cho mấy chị luôn mấy chị. Rồi tha hồ vô lại vô giỏ hàng lựa chọn luôn nha. Thích màu nào chiều chọn chốt màu đó liền em nha cái nhà mình. Nè. Màu kem này cục vàng. Ôi màu nào cũng mê không cái nhà mình. Kem nha mấy chị. Cái quần màu kem luôn mặc sang trọng lắm mấy chị. Đẹp mê nè. Cổ vuông mà tay phồng mấy chị. Có phần nút đôi cho mấy chị luôn mấy chị. Thiết kế thì với giải là phải thun nha mấy chị. Chào chị Cúc miền Tây luôn nha. Hello cục vàng. Trời ơi màu xanh á, màu xanh á. 1m68 mà 62kg giả số 3 chị đẹp. Số 3 là đẹp nha. Chào chị gia đình nhỏ và chị Mỹ Duyên luôn nha. Đẹp. Ôi đẹp quá trời luôn cái nhà mình ơi, màu nào cũng mê luôn các cục vàng của em ơi nè. À, cái nhà mình thấy nè, in trước in sau cho mình luôn. Dạ. Chị 80kg 1m60. Dạ, 80kg 1m60 là mà size 5 mấy chị đẹp. Nè. Chọn size 5 là vừa đẹp luôn nha. Quần bên em là quần có 2 túi hết nha cái nhà mình. Quần có 2 túi hết nha. Túi là túi sâu và túi rộng như các cục vàng của em. Đưa cái đó lại đây cho Dũng nè. Rồi đưa cho cái hộp ông. Nó tốt quá trời luôn nha. Tôi tức quá trời cho nó luôn á. Rồi mấy chị ơi, em chuẩn bị sang cho mấy chị cái mẫu đẹp hơn mấy chị nha. Màu nào cũng đẹp hết trơn cái nhà mình. Ôi là trời, không thể nào thiếu nha các cục vàng của em ơi. Có size 40kg, 1m54. Dạ rồi. Chị 40kg, 1m50 là chị chọn size số 1 của em chị đẹp trời nha. Trời, mặc cái này đẹp lắm luôn á cục vàng. Rồi chị 62kg, chị chàng chọn số 4 nha. Đẹp chưa, đẹp chưa. Cái nhà mình thấy bộ đồ nè, em sẽ đưa màu lên cho cái nhà mình. Rồi, lên đóng màu mấy chị cho mấy chị chọn cái nhà mình ha. Dạ. Màu xanh ngọc. Ủa đẹp lắm chị ơi. Màu bữa nay em sẽ tri ân rất là nhiều mẫu cho cái xanh nhà mình dương nha. Màu xanh bơ nè mấy chị. Ồ xanh bơ nè trời nó màu ngói với em luôn mấy chị nha. Mà cuối cùng là màu đỏ phối với bông màu vàng trời đẹp mê luôn dạ. Mấy
đẹp mê luôn nha, nhập xịn xò lắm, thao tác vô giới hạn chốt rồi, thoải mái lắm chị. Bà nhìn vải bên em nè, bà nhìn vải bên em nè cục vàng, bà nhìn cái vải là biết rồi. Chốt hàng mình đặt ngay trên like luôn, ai mà hỏi vải gì là em là chưa mua đồ bên em rồi, chưa mua phải mua thử mà chị, mua thử về là thành khách sĩ luôn chị. Rồi mình thao tác vô giới hạn mình chốt đơn mấy chị nha. Cái này lên cho nhà mình xem nè. Rồi mấy chị chọn trong giấy đá lên cho mình xem mẫu mới mấy chị nha, mẫu áo lẻ R3 mấy chị. Rất là đẹp và rất là xinh luôn mấy chị. Ngày hôm nay mấy chị tha hồ mà lựa chọn đồ đẹp đồ xinh luôn nha mấy chị. Chỉ có ở lại xem like của em mấy chị. Tim cho màn hình với em luôn nha mấy chị. Tim càng nhiều là sẽ bị tim càng nhiều là mình sẽ được dân càng nhiều mấy chị. Dạ. Được trên sàn này trợ giá cho mình rất là sâu nha mấy chị nha. Mình tim mình không mất gì hết trơn chị, mà mình hời nữa mấy chị nha. Chứ là chia sẻ phiên like cho rộng cho nhiều người vào mình xem mấy chị. Nói chung là mình tương tác với em càng nhiều mình sẽ được trợ giá càng sâu nha mấy chị nha. Rất là đơn giản luôn mấy chị. Có size 42 kg. Dạ 42 kg là số 1 quá chị đẹp. Là số 1 em luôn nha. Rồi mình đang vào xem like, nhớ chia sẻ phiên like mạnh tay cho em mấy chị nha. Mình mạnh tay rồi em ra nhiều chương trình cho mình, ưu đãi cho mình luôn nha mấy chị nha. Đẹp quá trời. Dạ rồi, em lên mẫu mới chị. Quá đẹp. Để em ghim mình chị. Ôi là trời, cái mẫu này nó đẹp quá trời. Để em ghim mẫu này cho mình liền cho chị đẹp nha. À, rồi. Chị nhắn mình lên nha. Áo lẻ xanh dương thôi. Dạ cái mẫu mà em mới lên màu xanh dương là nguyên bộ chị đẹp. Có 179.000 chị, mình vô giới hàng mình chốt đi chị. Cái nhà mình thấy cái bộ đồ nè, nó đẹp nhất cái nách không các cục vàng. Cái áo này ha. Cái áo này chỉ có là 95 cành nha các cục vàng. Ôi cái áo này cái nhà mình ơi, nó đẹp quá hết rồi luôn cái nhà mình ơi. Trời ơi, chị em phụ nữ chúng ta mà ta nói là không có mua mặc bà ba là nó có lỗi với bản thân mình lắm luôn nha. Dạ, chị em phụ nữ chúng ta mà không mặc ba, cái nhà mình cho em xin một nút tim tim giùm em cái nhà mình. Dạ, cái nhà mình mà hả, chị em phụ nữ chúng ta mà không mặc màu, không mặc đồ bà ba là nó có lỗi bản thân mình lắm luôn á. Cái nhà mình thấy nó đẹp không? Mặc không? Lên cho duyên dáng dịu dàng dạ. Nha mấy chị. Tay là tay phòng nha cái nhà mình. Dạ, tay là tay phòng nha các cục vàng của em. Nè, mê không? 40kg đến 85kg. Shop bên này bán đồ đẹp lắm rồi. Cảm ơn chị đẹp của em luôn nha. Dạ. Rồi ôi nè. Chị mới nhận hai áo nè em, đẹp mê luôn. Dạ cảm ơn chị luôn nè chị. Áo xanh dương không em, áo lẻ xanh dương không, có đó nguyên bộ cục vàng. Cái nãy mới là nguyên bộ. Cái nãy mới lên là nguyên bộ cục vàng. Cái này mới lên là nguyên bộ cục vàng, nguyên bộ. Set nguyên bộ. Chị ngoan luôn nha, chị hồng tươi luôn nè. Trời bà mua 200 mấy cái này con 189 cành là cục vàng. Dạ. Ôi nó đẹp quá trời nè cả nhà mình. Đang vào xem like, chia sẻ phiên like cho em, chia sẻ cho em xin một chia sẻ nha các nha. Ôi cái nhà mình đồ nè. Mê không? Đẹp không cái nhà mình? Cái nhà mình ai đang xem cái nhà mình cho em xin một nút chia sẻ giùm em ha. Cho em xin một nút tim giùm em nha. Đặc biệt mình... hôm nay là em sẽ đem cho mình. Mấy. Dạ sản phẩm đang ghim luôn chị, sản phẩm đang ghim trên giới hàng luôn chị. Trời ơi nó đẹp quá trời luôn cái nhà. Là cái sản phẩm số 33 dạ. Chị, em đang ghim luôn á chị. Cái còn cái màu em đang mặc là màu 10 nha, chị vô giới hàng chọn màu 10 nha. Vàng. Cái này là mã 10 cục vàng. E010. Ủa là E10 nha chị. Ừ. E10 nha chị Thúy Nguyễn nha. Mẫu là tới 10 màu luôn chị. Rất là đẹp luôn nha, màu nào cũng đẹp luôn chị. Bảo đảm màu luôn cục vàng. Cái này là E10 cục vàng. À, nè em đưa màu cho cả nhà mình rồi, xem nè. Rồi em lên màu trời nha. Ơi, màu nào cũng mê hết trơn cả nhà mình. Màu 01. 02. Ôi lộn. Ủa sao 02 nó màu đó. Có ghi chưa? 02 màu này đúng không? Rồi sớm về soạn ghi gì? Không có bán áo lẻ. Áo lẻ đây chị, đang áo lẻ này. 02 nữa chị. Nhãn hàng đẹp lắm, cảm ơn chị Lan Anh nha. Dạ. Yeah. Nè. Mẫu này là mẫu 05 nè. Thấy khác E10 hả? Mẫu E10 cái này, nè. Cái này là mã mấy? Cái này mã mấy? Ra ghi mã ra đi. Ra đi ghi mã vô một cái đợi vô like. Ra ghi mã một cái. Dạ. Ra ghi mã một cái. Nè, cái là cái này. Ở trong bịch nè. Trong bịch này đúng nha, trong bịch này đúng rồi nãy gì cũng kêu á là ghi rồi đâu. Rồi ghi chưa? Bịch này con ghi. Không ghi rồi tháo cái bịch ra sao nhớ. Con nhớ mày mãi rồi, cái nhìn nó nhớ nè. Hả? Rồi con chứ con về rồi sao? Con nhớ mãi rồi con về sao? Con ghi vô móc, ghi lại vô móc. Trời ơi, nó trớt nữa rồi đó. Ôi cái nào cũng đẹp hết trơn á. Để nó đọc cái mã. Mà cái nhà mình ơi, ở trong giỏ hàng tất cả đều có cái mã cho mình mà. Ở trong giỏ hàng đều có cái mã cho mình mà cục vàng. Nè. Đó. Tất cả. Cái nhà mình biết không? Bên em á mặc sao á, cái nhà mình thấy á, ở trong á chụp là tất cả, chụp là chụp ảnh ở cửa hàng không à. Mà chụp mà có hình á cho lên cửa hàng để cái nhà mình đặt là một, nó 2-3 ngày là nó hết cái mẫu đó à. Như cái mẫu này đúng không? Mai cái mốt cái nhà mình vô cái nhà mình đặt là cái này nó hết rồi. Trời ơi, nó nhanh lắm. Dạ. Yeah. Nó nhanh cực kỳ. Mà bông là bông mới về xuống. Mẫu đang mặc là E mà yeah, E07 á chị đẹp. E07 với em nha. 40kg đến 85kg. Cái nhà mình thấy cái áo nó đẹp chưa? Dạ, áo đang mặc là vải thun lưới á chị đẹp nha. Trời ơi là trời, xỉu không cái nhà mình.
Dạ. Chị Thúy Nguyễn ơi, E07 giùm em, chị đẹp nha. Hồi nãy em bị nhầm. E07 thuộc vàng. Cái này là mã này E07 phải không con? Dạ. E07. Phải thun lưới vô anh nha, vô anh. Rồi tim tim vô màn hình giùm em cho, xin một phút tim tim vô màn hình mấy đẹp chị nha. Mê chưa? Cảm ơn chị Thùy Anh đã follow em nha. Nè em ấy. Dạ cái này là E06. E06. E06 mấy chị. Rồi, E07, E06 chị cũng đẹp phê hết trơn cái nhà mình. Từ 1 tới 10 luôn có mấy chị nha. Có nhiều chị mua 10, bên em có 50 mấy màu ha. Dạ tại vì khi một cột á là nó sẽ cho mình có mười mấy màu à. Dạ. À 3-4 cột luôn là cái nhà đi sâu. 50 mấy màu, có nhiều chị mua hết 50 mấy màu bên em luôn á. Dạ. Nè. Ôi ôi. Chào tình yêu. Dạ em chào chị Chưa Lê nha. Hello cục vàng. Ô đẹp quá trời luôn. Cảm ơn chị Thúy Anh đã follow nè, cảm ơn chị Vinh Vinh đã follow nè, luôn cái nha. Cái nhà ơi, chị có biết nhiêu không? Chị có là 95 cành. Chị có 95 cành. Áo 95 mình mua thêm cái quần 85 ngàn nữa, mình về anh hối là hết sảy luôn chị nha. Quần nè, quần bên em nó xịn nó sò nè, cái nhà mình cả nhà mình thấy quần em là bao chất lượng của chị. Sò chưa? Mấy bà thấy quần bên em nó xịn nó sò chưa? Chị có là 85 cành này các cục vàng. Cái nhà mình ai đang xem live, cái nhà mình cho em xin một nút tim tim giùm em. Tim tim vô màn hình giùm em nha. Lứa cảm ơn chị nào? Lan Anh luôn nha, đã chia sẻ cho em nè. Lứa tuổi nào mặc cái này cũng được hết trơn á. Dạ. Cái nhà mình thấy không, nhân viên bên em nó 20 tuổi, cái nhà mình thấy nó mặc không? Em 40 mấy tuổi, cái nhà mình thấy nó mặc không? Đó những cô 60 mấy tuổi ha, mặc rất rất, ai cũng mặc cái mẫu này nó sang, có nhà mình ha. Em chào chị Hằng Mã Thúy nha. Nó sang, nó trẻ trung, nó duyên dáng đúng không? Đẹp không cái nhà mình? Ôi. Quá đẹp không chị? 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi mặc đều đẹp luôn mấy chị nha. Lứa tuổi nào mặc cũng đẹp mê cái nhà mình. Ha. Nè, cái này là em ấy. E07 mấy chị E07 ơi. Cục vàng. Vào giỏ hàng mình chọn E07 giùm em nha. E07 cục vàng. E06 nè. Sao đẹp luôn cả nhà mình ơi. Cảm ơn tình yêu của em đã follow nha. Dạ. Rồi 1m48 mà 45 kg xe mấy. Dạ, xe 1 luôn chị đẹp. 45 kg là xe 1 nha. Trời, xe 1 là đẹp luôn chị. Vải này là vải bên em là vải thun lưới nha mấy chị. Thun lưới vải đẹp thun đẹp lưới. Nha. Ê em nói cái cục vàng em nghe nè. Vải thun lưới á, vải thun lưới thật rất là nhiều nhưng mà cả nhà mình thấy ha, vải thun lưới bên em nó khác lắm nha. Mấy bà coi vải thun bên em nè. À, những cái hàng nhập thì cả nhà mình thấy nó khác lắm nha các cục vàng. À, thun lưới bán rất là nhiều mà cả nhà mình lý do sao mà cả nhà mình rất là phái rồi thích cái đồ bên em không? Cái chất vải ha nó mát nó mát mẻ mình mùa hè mát. Tới mấy chị ơi mùa dạ. Hè tới mà cái nhà mình thấy một cái áo cái nhà mặc bao nhiêu năm trời ơi nó lâu lắm luôn á 47 chị Trần Thúy nha, chị Đăng Kiều luôn nè, chị Ngọc số 1 luôn số chị đẹp tình yêu. Rồi chị Ngọc My thao tác qua giỏ hàng em chị, nếu mà không biết cái đặt hàng của mình là em ơi chị không biết cái đặt hàng hướng dẫn chị đặt hàng rồi em hướng dẫn mình đặt hàng luôn nha. Trời ơi đẹp mê chưa, màu nào cũng đẹp mê quá đẹp luôn mấy chị, sao không thấy màu đó. E07 chị bấm E07 là đúng luôn chị Anh Nguyễn. Ở trên hình nó sẽ hơi bị sáng hơn xíu hay sao? Nhưng khi nó chụp ở trên hình đó, nó chụp ở trên camera cam đó, bên em không có o hình bảnh cả nhà mình chụp lên mà cho có cái hình cả nhà mình đặt thôi chứ còn bên em không nhưng có mà. Em giao là giao màu không màu đang mặc luôn mấy chị nha. Trời ơi bên em like mỗi ngày mà các cục vàng. Bên em lại like từ 10 giờ tới 3 giờ rưỡi và từ 5 giờ cho tới 9 giờ. Ngày nào cũng lên kiếm mấy chị chứ, mấy chị khỏi lo em nha. Khỏi lo. Mấy chị phải kiếm nhưng mà có cái nhiều khi á biết không? Nhiều khi có cái có nhiều khi cả nhà mình á nhiều khi nó hết. Nó hết cái này nè cái nhà mình thấy 2-3 bữa nó vô cái nhà mình kiếm ra nữa mới sợ cái bộ quần màu em mới xuống luôn chị Xuân Lý ơi, bữa là nó hết rồi cái nhà mình có màu vàng không em, nhiều màu lắm chị, rất là nhiều màu cục vàng. Nếu mà mình thích màu thì mình có thể chọn áo trơn áo đá đâu chị, còn mẫu bông giống vậy cổ vuông giống vậy chị thì bên em có cái bông vàng vàng thôi chị nha. L82 dạ chị cứ để lên cho em cái chiều cao cân nặng nữa chị, cái mẫu này đúng không dạ, đúng cái này cái nào thế nào. Dạ chị cứ để lại cho em chiều cao nặng nha chị Nguyễn Nhi nha. Còn cái eo thì bên em tư vấn sao nha chị nha. Chiều cao kèm nặng là có xe đẹp phải chuẩn cho chị luôn, bảo đảm là xe đẹp phải chuẩn cho mấy chị luôn nha. À nó chụp hơi đậm hơn. Hơi đậm hơn á chị. Nó chụp cái này nó hơi đậm hơn. Nhưng mà mình đặt E07 là dao màu giống vậy luôn nha. 60 kg mét 58 là chị mặc C3 luôn chị đẹp. Nó chụp trong hình nó đậm hơn. Rồi chị mặc C3 em luôn nha. Do cái điện thoại cục nha. Ừ chị mới vào coi like. Dạ ok, cảm ơn chị Xuân Lý luôn nha Xuân Lý. Màu nào cũng mê hết trơn, cái nhà mình ơi nó đẹp nhất cái nắp. E07 là đang mặc luôn rồi chị. E07 đang mặc này cục vàng. Đang mặc luôn chị Kim Xuyến. E07 là đang mặc luôn nè. Ở trong hình nó nhiều chị, khi là cái thấy mê luôn á. Dạ cảm ơn chị Hoa Ngọc luôn cái, nha. Cái hình á là nó ở ngoài là nó đậm hơn, nó đậm hơn chút xíu. Dạ đúng rồi nha. Chị. Trong màn hình là nó sẽ là trực tiếp thì nó hơi ở ngoài nó đậm hơn chút xíu. Nhưng mà dao là chắc chắn là dao màu đẹp rồi đó. Nói chung á làm cái nhà mình coi trực tiếp thì nó chính xác hơn. Dạ. Còn nhiều cái hình thì do điện thoại nhiều khi ánh sáng nó không đủ nó chụp á rồi nó chụp nó hơi tối. Trời ơi bên em á. Cái nhà mình nhận hè là cái nhà mới thấy đồ nó đẹp như thế nào. Có đúng lúc là các cục vàng của em á mình nó cũng như là mình nhìn trong hình vậy thôi ha, chụp hình nó vậy á nhưng mà về nó còn đẹp hơn, bên em không có o quấy hình. Có nhiều khi cái nhà mình á hình mà cho nó đẹp thì có đẹp mà rốt cuộc về nó thất vọng đúng không? Còn cái nhà mình thấy nè. Nhiều cái hình bên em đó trời ơi, hàng gì liên tục mỗi ngày.
Dạ, bông mới về liên tục mỗi ngày, bông mới về liên tục mỗi ngày các cục vàng. Cho nên là cái nhà mình thôi, nhiều khi 2-3 bữa là cái nhà mình hỏi cái bông này là nó hết rồi. Dạ, 2-3 bữa là nó hết rồi, nó không có còn nữa, là về một là bông mới suốt à. Dạ, à, này là E07 nha các cục vàng, E07 nè. Bông nào cũng mê, ôi bông đỏ nữa nè, trời ơi. E09 mấy chị, bông đỏ là E09 nha, trời ơi đẹp mê à, luôn mấy chị. E03 ôi. Nhìn là mê luôn nha chị, bông nào cũng mê hết trơn mấy chị ơi. Bông nào cũng mê. Vô chứ hàng mình chốt một lần 10 áo cũng được đó mấy chị. Nè, mê lắm, trời ơi, ôi là trời. Nhất có 95 cành một áo thôi mấy chị nha. Có 95 cành một cái áo như thế này, cả nhà mình thấy chưa? Cả nhà mình thấy màu nào cũng mê. Vô chỗ hàng mấy chị, hồi nãy giờ em tư vấn cho chị nào, bây giờ chị nói vô chỗ hàng mình chốt nha. Mê chưa? Nãy giờ tư vấn sai chị nào, giờ vô hàng chốt liền rồi đó mẹ mình. Cái nhà mình thấy màu nào cũng mê chưa? Quá đẹp luôn mấy chị. Mê luôn, nhất cái nắp luôn. Dạ. Nhất cái nắp luôn cả nhà mình. Rồi, 1m48 mà 90 49 kg hả chị? Mặc size 2 nha chị đẹp nha. Size 2 em luôn chị. Cái nhà mình ai đang xem size 2 thì thoải mái nha. Cái dáng cầm. Cái đang cầm là nãy cầm màu đỏ hay là cái màu nhiều màu ở trong hình đó chị, ở chị vô cái hàng, chị nhắc vô hàng là chị thấy rất là nhiều màu cục vàng. Cái mẫu này cũng có 10 màu thôi chị, nên dễ chọn lắm nha. Vô cái hàng 10 màu cục vàng. Ồ nó đẹp chưa cả nhà mình. Phải chi mà nó 20-30 màu á. Nè đứa màu con. Để em lên đóng màu cho chị luôn nha chị nha. Màu nào cũng mê. Ồ cái nhà mình thấy nè. E01 trong giới hàng nữa chị. Trời E02 màu vàng, nãy ai hỏi màu vàng? Ai hỏi màu vàng? Chị ơi. Ai hỏi màu vàng? Vàng nè, cái nhà mình thấy nè. E01 nha. Ôi cái áo 95 cành các cục vàng, với em thấy cái áo 95 cành này mấy bà. Nó đẹp về nè cục vàng. Ồ nó duyên dáng chị em phụ nữ chúng ta không có nhiều bằng đẹp duyên dáng hết trơn á. Nè, màu vàng nè, ở trong giới hàng. Ở trong giới hàng chị nó đẹp mê luôn. Màu xanh nè. Em thường gọi là cái trong trống á chị. Ôi là trời. E03 giúp em nha. E04 nè. Này là E05 luôn mấy chị. E06 trong cái hàng của mấy chị luôn nha. E07 nè. E08. E09 là cái bông đỏ mấy chị, đẹp mê luôn mấy chị. Cuối cùng là E10 luôn nha. Áo màu vàng. Dạ đúng rồi chị Như Ý. Nè. Dạ. Nè. Đẹp chưa? Màu xanh lá hồi nãy, xanh lá hồi nãy là 03 á chị. Xanh lá xanh là 03. Xanh lá này nè. 03. Cái này chị hỏi cái đang cầm. À. 03 á chị đẹp. Nè, E03 cục vàng. Cái này là E03 cục vàng. E03 cục vàng. Chị Tuyết Hồng nha, chị Tuyết Hồng. 65 kg mà 1m60 là size 5 cục vàng. Rồi, size 5 cục vàng. 65 kg, 1m60 hả? 1m60 chứ không phải 50. 1m60 chứ không phải 1m50, em nhầm cục vàng, size 4 cục vàng, size 4. Size 4 mà em. Dạ, chưa sạc size 4 cục vàng. Mặc thoải mái luôn chị đẹp. Em nhầm là 1m50 dạ. Trời ơi, nó đẹp. Trời ơi, nó đẹp quá trời vậy nè. Nhìn cái bông là mê luôn đó chị. Cổ vuông nha. Trời ơi, cổ vuông Tây Phong. Đây là E03 mấy chị nha. E03. Của chị hàng mình chọn E03 em không mấy chị. À, bên này chị để lại cái này giùm em cục vàng ơi, bà nhắn vậy không là không có đơn. Đây là cái này nè chị đẹp. Nha. Để cho mẹ em này nha. Dạ. Rồi. Nhắn vậy xong là bà không có đơn là bà la làng nha. Cái này á, cái bông này á. Cái là số 2 chị. Ờ, em mặc 2-3 áo trong này cái nhà mặc một áo nha. Sẽ đẹp nữa. Dạ, tại vì cái bông này nó mang. Mấy sao làm 85 kg là size 5 á chị. Size 5 cái bông này cái nhà mình thấy mua quá vài nhân vậy. Trần nè. Rồi lên vô hàng chừng 1-2 bữa cái nhà mình lại kiếm có không? Không có hàng. Không có nha mấy chị nha, có trái hàng luôn nha mấy chị. Dạ. Cái mau hết lắm nè. Ừ. Đẹp chưa? Trời em mặc 2 báo mặc trong này ai nè. Ai cũng khen trời, cảm ơn chị Nguyễn Ly nhiều luôn nha. Mình đặt hàng bên đây là mình để lại cái này giùm em, mình không có cái này là bên em không áo vàng không có đơn 01 đúng không shop? Dạ. Dạ đúng rồi chị, cái áo vàng là 01. 65 kg. 1m65 85 kg. Trời ơi bà 10 mẫu size 5 cục vàng. Mặc à, đẹp ai mà chịu cho nổi. Để rồi dạ. Chị Như Ý vô giới hàng mình chọn E01 liền, mình đừng có phân vân chị có cái màu vàng này E01 quá chị. Để rồi chị chọn size 4 rồi chị chọn E01 là lộn con chị đẹp nha. Dạ. Em ấy. E03 mấy chị ơi. Này có không? Này cầm này có ai mẫu à? Này có. Dạ. E03 cục vàng. E03 cục vàng. À, áo mặc ở trong hả? Áo mặc ở trong là mã mấy? E07 luôn chị ơi. A07. Áo mặc ở trong là A07. Cho em coi áo vàng. Áo vàng mẹ không ok em thấy cái này của chị Tiết Phạm rồi cục vàng nè đấy nè đấy nè đây chị. Ôi, màu nào cũng đẹp với bà ơi, màu nào cũng mê hết cục vàng ơi. Rồi chị Tiết màu Phạm có đơn nha, màu nào có đơn nè cục vàng ơi, bà coi cái áo nè nó đẹp lắm luôn. Dạ nè vải bên em nè cả nhà mình thấy một cái áo như thế này bằng tiền vải không? Cặp vàng của em thấy cái áo này cái nhà mình thấy bằng tiền vải không? A07 dạ, nha. Dạ rồi chị vô cửa hàng chốt A07 em chị đẹp. A07 nha rồi làm sao giao vô hàng vô cửa hàng chốt luôn chị. Cục vàng A07 nha rồi tôi biết được nào mà tôi giao hàng cho cục vàng.
áo đây mà. Dạ, cái này nè em có bán quần trắng quần đen luôn chị nha. Này là áo lẻ với quần lẻ chị, mình vô giới hàng mình chọn sản phẩm số 2 giùm em chị. Áo lẻ là cái nhà mình mua quần, cái nhà mình kích vô cái giá hàng, cái nhà mình đã đặt quần ha. Mình bấm sản phẩm số 2 là nó sẽ có cái mẫu mà quần trắng rộng với quần đen rộng, mình chọn quần trắng mình thêm vô giới hàng mình đặt quần nha chị nha. Có nhiều chị á lấy cái kim xíu E07 thì mình vô giới hàng mình chốt em luôn chị kim xíu nha. Thì được lấy làm sao? Mình vô giới hàng mình đặt mới có đơn cục vàng. Mình mua hàng trên sàn nè, mình bình luận là chưa có đơn chị. Mình đặt hàng làm phải vô giới hàng đặt hàng mới có đơn. Mặt màu 04 dạ. 62 kg. 1m56 62 kg là chị chọn C3 giùm em cục vàng. Chọn C3 hộ đẹp quá chị ơi. Thích cái nách luôn chị ơi. Áo vàng. Màu vàng nè cục vàng. Dạ chị Kim Xuyến vô giới hàng chốt áo vàng giùm em chị đẹp nha. Áo vàng vô giới hàng chốt giùm em mới có đơn cục vàng. Cho chị xem lại A07 nè. Chị em đưa hết màu đi lấy con. Dạ. Rồi để em đưa nguyên màu cho mấy chị luôn nha. E02 nè. Ôi nó đẹp quá trời. E03. Mê chưa? E04 mấy chị nha. E05 nữa bông chị, vô giới hàng chọn em nha. Dạ, bông E06 nào nè. Trơn cái nhà mình. E07. E07 nè cục vàng. Nè. Ôi mê luôn chị lắm nha. Chị ơi, cái E07 nó duyên mà cái nhà mình thấy không? Bông nào cũng mê chưa. Dạ. E08 mấy chị. Có 95 cạnh cái áo. E09. Nè, cái nhà mình thấy nó cuối cùng là E10 luôn nha mấy chị nha. Quá đẹp quá, xin luôn chị thao tác vô giới hàng mình chốt đơn luôn nha. Đẹp lắm, bông nào cũng. Cáo vàng là cái E01 của trong giới hàng đang ghim chị. Cái mà sản phẩm đang ghim mà E01 mẹ em nha. Em không có xem like được cục vàng. Ôi trời ơi. Like được chị. Sản phẩm đang ghim chữ đặc sắc. Là bị đi Bình Dương bán nước tương cục vàng ơi. Dạ. E01 của trong giới hàng sản phẩm đang ghim chị nha. Ủa nó đẹp quá trời. Chị Nguyễn Hy Lệ luôn nha. Nó đẹp quá trời luôn cục vàng. Đẹp không? Dạ. Ôi cái nhà mình thấy nè, bà ba nè. Bà ba bên em bởi vậy có full giá nó khác. Không có trong vỏ. Bà ba bên em có full giá nó khác lắm cục vàng. Dạ. À, cái nhà mình mua rất là đây nhiều. Đây là chị đẹp nha. Nhưng mà lý do ở trong vỏ của mình là nó vậy đúng không chị? Cái nhầm dừng. Cái vỏ hàng của mình này nha. Có nhiều chị mua 9 sản phẩm đang ghim nằm đầu tiên luôn chị. Mình bấm chữ mua mà em chị. Giờ vẫn còn mua hoài không bỏ chứ mua nào chị. Xong mấy rồi chị. Cái nãy chị nói là mẹ à, mã nào không có. Áo vàng luôn. Áo vàng là mã A01 luôn. E01 luôn chị đẹp. Đưa là chị vô chị chờ cái chừa chừa cái áo Dũng Khang dạ. Nè, thấy không? Đó, dạ. Giới thiệu vậy đó. Đấy chị, E01 nha. Hay là chị nói cái vàng em đang mặc. Nè. Hay là cái vàng em đang mặc chị. Nè, cái đang mặc là áo là đang 03 em chị nha. E03 cục vàng, 03 cục vàng. Áo đang mặc là 03. Ồ nó sang không cái nhà mình. Sang không có cục vàng, nó sang nó xịn nó sò không cái nhà mình. Ôi đẹp chua đẹp chua. Em nói nha, có nhiều khi cái nhà mình đi đám đi tiệc mấy bà mặc đậm váy rồi ha. Áo em đang mặc là E03 trong cái hàng này không bà ba chị. Cái này đây trời ơi, nó duyên dáng lắm cả nhà mình. Áo ôi, vàng vỏ hàng không có sao. Vàng của em ơi làm sao? Không có là nó hết chị đẹp ơi. Cái nào còn mấy bà chốt đi, cái nào còn chốt đi để nó hết. Cái nào còn chốt đi chứ trời ơi bán phải cho nó hết chứ bán mà nó còn hoài rồi làm sao? Dạ. Dạ. Bởi vì em nói mấy chị là phải tranh thủ mình nhanh tay mình thao tác luôn chị. Hết chứ mấy bà bán mà có còn hoài. Em nói thì sao? Nó mau hết lắm. Nè biết sao? À ta nói á, lạ hả? Em nói mà đăng lên chừng 1-2 bữa là cái nhà mình kiếm cái bông này nó không ra. Cái bông này là bông nhập mà, vải này vải nhập mà mình về mỗi đợt nó về mỗi vải khác nhau cho nên cái nhà mua hoài bên em cái nhà mình không ngán. Ta nói mua hoài cái nhà cũng muốn mua hoài à tại vì mỗi đợt bông về là nó khác nhau. Dạ. Yeah. Thích cái màu nào là phải vô giới hàng chốt liền cái màu đó mấy chị nha. Chốt liền chốt lẹ em luôn mấy chị. Rồi. Chậm tay hồi lớn chậm tay hồi lớn. Mấy bà đi đám thì tiệc đâu mà mấy bà hả? Ta nói lâu lâu á ta nhả à, hồi đó vừa mặc đầm mặc váy mặc đồ nữa ha bây giờ lâu mặc bộ bà ba này cái nhà mình thấy trời ơi nó đẹp mà hen nó đẹp mà nó phải thoải mái mới được nha mấy cục vàng nó đẹp mà mấy bà mặc nó phải thoải mái mới được chứ nó đẹp mà nó không thoải mái mặc cũng không nổi đúng không trời ơi mặc đi đám cái tiệc dù cả ngày về đi chợ đi quán mua bán hàng ngày gì hả ta nói hả ta nói mặc xong rồi hả gì nó mắc lạnh cả ngày à cả nhà mình ơi nó không có hầm không có nực các cục vàng ha đẹp mê chưa đó rồi ngồi vô ông ngồi hoài mà ông không tiến bộ. Dạ, trong giỏ hàng không đẹp. Rồi giỏ hàng đúng rồi, trong giỏ hàng nó chụp ở cửa hàng mà chị nó mặc lên á, nó mặc lên nó trong con balacan á, nó mặc lên con balacan nó chụp lên hè. Dạ, nó mặc lên con balacan nó chụp đại lên vậy đó cục vàng. À, thì bà thấy nè, like trực tiếp mà. Like trực tiếp mà cục vàng. À, em đâu có rảnh mà em chụp từng mẫu, bên em không có thời gian mà rảnh mà chụp từng áo từng mẫu đâu. Dạ, đứng lên xem hả, đứng tới sáng cho bà lên xem luôn này cục vàng. Đẹp chưa, đẹp chưa? Nè. Đó, mê không? Quá đẹp luôn mấy chị nha, mua về phối quần đen quần trắng thì rất là đẹp luôn mấy nhà chị. Nhà mình thấy nè, em mặc hai ba áo trong này nè. Đó, em phơm mặc hai vẫn đẹp nè, luôn nha. Em mặc hai ba áo trong này mà cái nhà mình thấy không? Có mắc phôn không? Dạ, đẹp áo lắm. Áo em đang bận còn dạ còn chỉ trong giỏ hàng mấy chị. Mà nó còn ít nha, còn size 1 với size 4 size 5 hay gì chị? Size 2 size 3 nó hết hay cái sao? Cái size nào còn thì các cục vàng của em mình đặt đi để nó hết uổng lắm luôn. Mình thích cái màu nào mình đặt liền nha. Mình thấy không giống mình đặt, không giống mình. Cái màu nào không giống chị ơi?
cái ủa không giống là ngồi la được hết. Trời, bà nghĩ sao vậy? Tại nó chỉ đậm hơn hoặc là hơn lúc mấy chụp năm không chị? Một dạng thôi. Dạ. À, xe năm còn á chị Nguyễn Loan ơi, xe năm còn á chị. Ở trong giá hàng á nhiều khi nó mới dạ. mình nó mặc cái con Panacan thì cái màu nó hơi sậm, nhiều khi nó chụp hình rồi nó chụp cho có đại. Nó chụp cho có đại cho cái nhà mình đặt. À, thì nó nè y rang vậy. Dạ. Chứ không lẽ gì ngồi la vậy rồi bán làm sao, lấy cái gì khác giao cho cái nhà mình được. Trời ơi, xưởng bên em là mai 20 mấy năm cục vàng ơi. Dạ. Like là mỗi ngày luôn á, từ 10 giờ cho tới 3 giờ rưỡi và từ 5 giờ tới 9 giờ. 04 dạ. Nè chị ơi. Nè, 04 của chị nè chị. 04 nè. Ôi, cái nhà mình thấy cái bông màu cũng đẹp hết trơn á. Dạ, chị dạ. Nguyễn Loan mình vô giới hàng mình chọn dạ. Em cái em đưa đủ màu cho cái nhà mình xem nè. Chị lấy size 5, bà lấy size 5 rồi bà lấy không sao, sao giao cho bà cục vàng. Bà lấy rồi không vô hai. Nhà mà đặt mới có đơn cục vàng. Màu E03 dạ. Bà lấy size 5, size 4 cho ba mà cứ nhắn vậy rồi là sao có đơn. Màu E04 là trời nó đẹp. Khác cứ nhắn em là trời ơi sao Cúc Dưỡng chị đặt hàng mà sao không có. Vậy chứ bây giờ hả, tao nói hả, đặt hàm cứ lấy 04, 03, 02 rồi cứ nhắn vậy hoài rồi không vô đặt rồi sao có đơn. Dạ yeah. Không vô đặt sao có đơn các E05 mấy chị. Dạ yeah. E06 nè. Ôi cái nhà biết không, cái hoa văn nào cũng đẹp hết trơn. Ôi, E07 nhiều chị hỏi lắm nè mấy chị nha. Nè. E08 nè. Dạ. E09. Trời ơi đẹp mê lắm chị. E010 mấy chị, quá đẹp, quá xinh luôn mấy chị. Để lên cho em chiều cao cân nặng rồi có size cho mình luôn nha chị. Nhớ chụp cho nó rõ rõ ra. Chụp nhiều khi nó đậm quá không có nhìn kỹ, nó đậm quá chừng cái mình cái nó là không giống không à. Dạ, nhưng mà mấy chị đặt hàng sẽ giao như cái màu ông đang like luôn chị nha. Không tưởng mọi người tưởng không đẹp mà đẹp mà nhận hàng đẹp không tưởng mọi người. Cảm ơn cục vàng của em. Cảm ơn nghe cái khoái đẹp quá chị. Trời luôn. Dạ áo chị mặc mà bao nhiêu, 95 cành, 95.000 không chị, mua về phối quần đen quần trắng em nha. Dạ. Quần đen quần trắng là có trong cái hàng của chị có 95 cành là cục vàng. Ừ. Còn cái quần là có 85.000 thôi nha. Hình trong shop đậm hơn ngoài. Dạ đúng rồi chị. Chính xác. Mình mua ngoài thì được như dạ. Em đang like chị. Mình mua như trên thì like. Em like sao để ra vậy? Còn nhiều khi dạ. Chụp hình á là nó mặc lên, nhiều khi ở cửa hàng nó không có bắt đèn. Dạ. Trời ơi, nhân viên có họ đông lúc nó chụp đại cả nhà mà biết sao. Nó về hoài liên tục bóng mới về nó chụp. Thời gian mà mặc vô Comaca là chụp hình là mừng rồi đó. Dạ, dạ có cái hình cho cả nhà mình nó đặt hàng là mừng rồi, 2-3 ngày là 1-2 ngày, có khi một ngày là la một ngày là nó hết tiêu. Bởi vậy em mới lên em like cho mấy chị lựa chọn like như vậy. Like nhiều khi có một mà bữa là nó hết tiêu cái bông nó luôn hè. Dạ. Ồ đẹp không cả nhà mình. Mình đặt hàng trực tiếp trên like là ok nhất luôn mấy chị. Rồi em mặc nè, em mặc 2-3 áo trong này nè trời. Vẫn giữ được cái form đẹp không? Ui, mặc 2-3 áo nè cả nhà mình thấy không? À, mặc 2-3 áo mà cả nhà mình thấy cái full dáng nó đẹp chưa? Dạ. Ôi, là bà ba là cái nhà này mặc là nó đẹp, duyên dáng. Mọi lúc mọi nơi và hả ta nói lứa tuổi nào mặc cũng rất là đẹp ở nhà mình đúng không? Nhân viên dạ. Của em ở nhà mình thấy 19-20 tuổi còn em 40 mấy tuổi của nhà mình thấy nè. Đó. Ai mặc cũng đẹp luôn mấy chị nha, phù hợp mọi lứa tuổi luôn mấy chị. Một điều bên em là may size cho mình là từ 40 kg đến 85 kg. 40 đến 85 kg. Dạ. Để là chiều cao nặng là có size luôn mấy chị nhà nha. Ai lăn đó nổi đó cầm nó lấy cái chị 1m60 nặng 63 kg. Dạ size 3 chị đẹp. Size 3 luôn chị. Size 3 luôn chị đẹp nha. Cái gì? Cái gì nó cũng không biết hết trơn á. Rồi mình đang vào xem live mình chia sẻ phiên live cho em mấy chị. Gì nó cũng không biết chứ nó bỏ nó nhìn tìm không à. Mấy chị nha, tìm phiên live cho em luôn mấy chị. Ôi là trời, biết sao không tiến triển vậy con? Con phải phát triển chứ. 48 45 kg là size 1 của chị. Phải phát triển. 1m50 65 kg size 5 có bị động. Không bị thì dạ, làm được có chị con nha. 1m50 65 kg size 5 chị đẹp nha. 1m50 75 kg size 5 cục vàng. Dạ. Rồi. Bà nhắn hoài bà không vô giới hàng bà đặt làm sao có đơn. Thao tác vô giới hàng luôn chị Nguyễn Loan. Ôi là trời cứ size 5. Size mấy? Bà nghe không thấy. Dạ, áo đang gọi là E03. Ở trong giá hàng nó có tất cả những cái mã cục vàng của em á, nhấp vô giá hàng cái nhà mình đặt là có đơn. Dạ, vô giá hàng mình chọn 203 mình chọn 205 nha. Vậy là chưa mua đồ bên em rồi đó. Áo sẽ là thun lưới mấy chị, quần là quần vải thun nha. Chị, bà nhìn cái vải này cục vàng. Dạ, chị đặt rồi. Ok, cục cảm vàng. Cảm ơn chị em. Đẹp các em luôn nha, nhanh thiệt luôn chị. Áo em mặc E03 trong giá hàng của chị nha. E03 trong giá hàng. Dạ. E03 trong giá hàng cục vàng. Quá đẹp, quá xinh luôn mấy chị. Đẹp không cả nhà mình? Phải đẹp mới bán mấy chị nha. Dạ. Trời mấy bà mua còn mấy bà chốt để nó hết ủng lắm luôn á. Còn size nào mình chốt size đó, không ấy còn màu nào mình thích mình chốt liền cái size của mình mặc mấy chị chứ mình để mình có khi mình nhấp vô cái hàng xong mình quay ra cái hồi mình nhấp lại nó hết trơn. Dạ. Tiếc lắm luôn mấy chị. Shop ơi, shop đẹp đồ, shop đẹp y vậy. Cảm ơn chị. Nghe cái phái được không mấy chị? Ôi. Màu xanh nữa này trời ơi. Màu xanh này E02 nha. Nó đẹp. E02 nha mấy chị, đẹp của em ơi. Nó nhức cái nách luôn. Màu này mặc trẻ trung lắm mấy chị. Ừ, cái nhà mình thấy đẹp mê 20 chưa? 20 tuổi, 30 tuổi chốt màu dạ. Này thì em nha. Cái nhà mình thấy đẹp mê chưa? Ôi, mặc cái áo không muốn lột ra luôn cái nhà mình. Em mặc 2-3 áo trong này nè. Bé 55, 50kg là size 2 á chị. Không biết mua vỏ hàng.
Dạ, có ai hướng dẫn cho mình được cục vàng ở nhà mình có ai không? Để em hướng dẫn lại cho mình đặt vô đẹp nha. Ở nhà mình có ai hướng dẫn mình hoặc nhân viên nó hướng dẫn. Bây giờ em hướng dẫn mình là biết liền luôn chị. Trời ơi, rất là đơn giản luôn nha. Chị đúng không? Được rồi, mình đang xem live đúng không chị? Chiều hai áo. Okay, mình nhấp vô giỏ hàng nha em nha, góc giỏ hàng dưới đây nè chị. Giỏ hàng màu cam dưới góc trái màn hình đó chị. Mình chọn người sản phẩm của em đang ghim nha. Sản phẩm em đang ghim là chị bấm chữ mua nè. Xong rồi sau đó chị chọn cái màu mình thích nha, thích màu nào chọn màu đó liền với em là được không chị? E03, E09. Ví dụ giờ em thích màu 02 nè. E3. Rồi. Cái xuống mình chọn cái size mình mặc nè chị. Đẹp quá trời cả nhà mình. Mình bấm chữ mua ngay giùm em nha. Y 4 áo là miễn ship ba. 4 áo miễn ship. Rồi, mua ngay tới đây mình điền thông tin như này giùm em nha. Điền cái thông tin như đây cho em nè chị. Điền đầy đủ rồi, nha. Nói vải nhập ở cả nhà mình đúng không? Dạ rồi, mình kéo xuống mình chọn là phương thức thanh toán nha. Mình chọn là thanh toán khi nhận hàng. Đây. Mỗi được vải về là rồi mình bấm đặt hàng là có đơn luôn chị. Thấy nó dễ không? Nó dễ đơn giản kia không chị? Dạ. Rồi bấm đặt hàng là có đơn luôn. Shop dễ thương quá trời. Mỗi được á, mỗi được vải về cái nhà mình mừng lắm luôn á, cái nhà mình biết không? Dạ. Bông mỗi được em chị Lê Thị Danh nè. Mình thao tác thử giống em hướng dẫn nha, nếu mà không được quay mình lại hướng dẫn lại cho mình luôn chị đẹp nha. Đặt. Nó gửi bông cho mình đặt cái bông đó xong một thời gian nó mới về. Dạ. Nó về mừng còn hơn cái gì hết, nó về cái rồi về là lên cho mấy chị liền luôn chị. Có 5-3 bữa là hết phải đặt về. Cái này phải nhập mà cái nhà mình thấy một cái áo ở nhà mặc bao lâu nó mới hư cái áo cái em nhà đứng xa cho xem với. Dạ. Trời, một cái ghế nó chà bá luôn kìa nhà mình, mà giờ em đứng vậy cho mình xem và được chưa cục vàng. Muốn là dạ. Chiều nha. Em đứng vậy xem được không hay là muốn đứng tới sáng cho mình xem, đứng tới sáng cho mình xem luôn cục vàng. Chừng nào bà kêu ừ thôi em ngồi đi em nghỉ thì em, chứ giờ em đứng hoài mỏi chân em ngồi được không? Mặc một lần hai báo mà vẫn giữ được cái phơm dáng đẹp luôn mấy chị nha. Đó. Đẹp chưa? Tay phòng cho mấy chị luôn chị. Chị vô giỏ hàng rồi mà không có cái áo em. Dạ E03 chị. Tại ở trong cái hàng nó hơi đỏ đỏ xíu nó thôi, nhưng mà đó. Ở ngoài là nó giống mà em đang like luôn chị đẹp. Cái hàng là tại vì không có bắt đèn lên đó chị. Dạ. Có nhiều khi ở đây nó rộng lắm luôn á. Có hồi nó chụp đại nó cũng không có bắt đèn lên. Dạ. Nó không có sáng. Chị đặt màu này nha, 53 kg. Vậy rồi vô giỏ hàng luôn chị Kim Xuyến nha. Chị đẹp Kim Xuyến vô giỏ hàng mà bà nói vậy không, bà không đặt rồi. Bên em cũng không biết sao mà có đơn cho mình được. Bình luận là chưa có đơn chị, bình luận phải vô giỏ hàng mình đặt mới có đơn nha. Vô giỏ hàng xem cái nào còn cái nhà mình cái bông nào cũng mê hết trơn cái nhà mình. Bông nào cũng mê, bông nào còn đủ size không? Dạ bông còn đủ size là 4 cái xuống hàng. Đâu? Cái màu này. Ồ đẹp. Ồ cái này có con tím nữa ta ơi. Đẹp chưa? Thôi quá xá đẹp luôn cả nhà mình ơi. Bông nào cũng mê các cục vàng. Bông nào bông mê. Em mặc còn không? Bông mặc còn trong cái hàng của chị còn luôn chị đẹp. Hàng chị. Nó còn đủ size luôn chị. Ôi màu đang mặc là còn đủ size luôn nha. Chọn màu này đúng đắn. Mới về luôn cục vàng. Bông nào cũng đẹp trơn cả nhà mình ơi. Bông nào cũng mê hết trơn cục vàng. Bông lớn bông dạ. Nhỏ gì chị? Ở trong giỏ hàng á chị, size số 3. E03 trong giỏ hàng luôn chị Kim Xuyến nha, có nha chị. Ra bà. Em lột cái áo này, bớt cái áo này ra cho cái mình xem nè. Em lột bớt cái áo này ra, rồi lột bớt áo dưới lên con. Áo đang mặc nhiêu xiền 95.000 cục vàng. Ờ có 95.000 không chị nha. Cành à, bà quần thấy thì có 85.000 không chị. Cái áo có 95 cành bà thấy nó nhất cái nách chưa? Dạ. Đẹp mê luôn á chị nha, thao tác của giỏ hàng mình chốt nha chị. Rồi, em mặc hai cái áo E07 nha. E07 nè, thấy bông nhỏ không? Nè, cái nhà mình thấy bông nhỏ chưa? Nó nhu nhu mà nó rất là đẹp nha. Nó nhu nhu mà nó rất là đẹp nha. Muốn mặc quần đen mặc, muốn mặc quần trắng đẹp. Đặt nè, cái nhà mình thấy nè, tay phòng nè. Tranh thủ với hàng đặt liền em. Tay phòng nè, duyên chưa? Cái nhà mình thấy cái áo nè, có 95 cành các quần vàng. 95 ngàn thôi nha. 95 cành, mấy bà thấy nó đẹp mê chưa? Cổ vuông tay phòng luôn mấy chị, quá đẹp luôn. À, cái nhà mình thấy đẹp mê chưa? Bông mua lớn về bông nhỏ quần đen quần trắng bông nha. Lớn bông nhỏ thì nó đẹp theo bông nhỏ, bông lớn thì đẹp theo bông lớn cục vàng. À, bông phối với quần đen quần trắng gì cũng được, đẹp hết trơn á tình yêu. Đẹp chưa? Ôi đẹp lắm luôn á cả nhà mình ơi. Nó ngọt quá trời luôn. Vậy chị lấy hai cái E01 E03. Thôi bà ghi như vậy. Dạ chị ơi. Chị vô giỏ hàng như chút đơn em luôn chị đẹp. Cục vàng ơi sao bà ghi hoài vậy? Bà ghi nhiều quá mà cũng không có được cái gì luôn cục vàng. Bà vô giỏ hàng bà đặt mới có đơn. Dạ. Dạ cứ vậy lấy cho chị 5 cái, vậy lấy cho chị bông to nha, mình mua vậy hàng ở trên cái sàn nha, trên vậy cái lấy cho chị 75 kg nha, vậy lấy cho chị nha, vậy lấy cho chị nha, rồi vậy lấy rồi sao gửi, biết chị ở đâu dạ. Mà gửi phải em biết dạ. Em gửi cho mình luôn chị, em đâu cần mình vô giỏ hàng đặt chi chị, mua dạ. Hàng ở trên đây là mình phải đặt hàng vô giỏ hàng dạ. Mình đặt mới có đơn nha, mình biết đặt không, không đặt thì mình có ba bạn nhỏ nào nhà hướng dẫn cho mình cục vàng dạ. Chị gì chị Nguyễn Loan đẹp gái của em nha. Dạ em sợ mình không có đơn, mình đang xem TikTok, chị đang xem là chị đang xem TikTok mà dạ. Nên chị phải vô với hàng đặt mới có đơn mua một ơi. Áo có ship dạ, dạ chị đặt được là chị đặt đi một ship áo chị luôn chị. Ship chị dạ đặt hàng là đơn có đơn à cục vàng, đặt hàng là có đơn dạ chị Ngọc Hoa mình vô với hàng mình đặt nha. Nè nó đẹp vậy nè mấy bà,
Nó đẹp dày này mấy tình yêu của em. Trời ơi là trời. Phối với dạ. Quần là hết sảy luôn mấy chị. À, quần nào cũng đẹp nè. Cái áo nè. Nhầm thấy cái áo nó đẹp nhất cái nách chưa? À, đẹp vậy đó. Sao không bán nguyên bộ luôn? Giả dạ, này là em báo lẻ cho mình dễ lựa chọn chị. Áo lẻ dễ chọn. Còn nguyên bộ là em mới lên hồi đầu lai nguyên bộ luôn nè. Biết gì không? Có nhiều chị mua cả chục áo, mua 2-3 cái quần thôi. Dạ. Có nhiều chị mua 2 cái quần, mua cả chục cái áo rồi em dạ. Mua nguyên bộ mấy bà phải mua 9-10 bộ. Cái em lên nguyên bộ cái mấy chị đòi áo lẻ với em rồi sao? Em lên lẻ mình dễ mua. Mình có thể mình mua 9-10 cái áo, mình mua 2-3 cái quần. Mình có thể mua một cái quần mình mua 9-10 cái áo được. Đúng dạ, không? Đúng chứ bây giờ em lên nguyên bộ cho mình, em để trong giới hàng nguyên bộ, cái nhà phải mua nguyên bộ, sao cái nhà tắt lẻ được. Dạ. Nào. Vô luôn nè. Bừng Thái ăn, bừng Thái đi. Dạ. Lấy chị bộ đang mặc. Chị Ngọc Bích, Ngọc Bích để lại cái này giùm em cục vàng. Bà bên đó là để lại cái này được. Bà bên đó để lại cái này bên em nó tư vấn cho mình, nó chốt đơn cho mình. Trời ơi sao không xếp, chị đang bán hàng mà sao không xếp cục vàng? Đang bán hàng mà cục vàng nghĩ sao không xếp cục vàng, đang bán là phải xếp chứ. Có áo 45kg số 1 cục vàng vô với hàng đặt số 1. Trời ơi em đang đáng mà cái nhà mình hỏi có xếp không em, có giao không em, trời ơi đang bán mà sao không xếp. Chị Thúy Nguyễn một nhanh tay giúp cho hàng nha chị Thúy Nguyễn ơi. Mấy nhân viên mà. Dạ. Nè. Nghe không một. Áo mặc trong giỏ hàng. Áo mặc có không có giao hàng có cục vàng, áo giỏ mặc là mã mấy con? Dạ. Mã ôi là trời, ông cái này ông gạch một cái thôi chứ ông làm gì ông bơi cả đống luôn vậy. Trời ơi, cái thằng Đạt này thiệt chứ. Đưa lên đủ màu. E02 E03 E04 E05. Mấy cái này he, nó nhu nhu, nó đẹp lắm luôn nha cái nhà mình. Nó nhu nhu mà nó rất rất là đẹp như các cục rất đẹp luôn nha mấy chị yêu. Dạ, đúng rồi, mua áo lẻ để được mua nhiều áo hơn chứ quần chỉ cần cái đen cái trắng đủ rồi. Dạ đúng rồi chị Phùng Dung ơi, đúng rồi đó chị Phùng Dung. Có nhiều khi mình ví dụ mình mặc hư mình có thể mua cái khác, nhưng mà một cái quần mình mặc 5-6 năm luôn, nó lâu lắm. Chứ bây giờ em lễ nguyên bộ cái nhà phải mua 9-10 bộ luôn. Còn có nhiều khi mua 9-10 áo, mua 1-2 cái quần là được rồi, một quần đen một trắng bạc thông minh. Dạ. Ui cái này nó muốn hết pin rồi. Hút pin rồi, đưa lên bắt đầu vô lấy cái pin sẵn. E07. E07 là như cái áo em mặc nè. Đó, rất đẹp luôn nha mấy chị. Mê lắm cái nhà mình. E08. Thì đặt áo em đang mặc đó, bà đặt hàng mà bà không vô gió hàng mà cứ bà đặt hoài, bà nhắn bà đặt hoài. Nhanh tay ép vô gió hàng nha mấy chị. Mà bán cho bà được luôn cục vàng. E09. Bà đặt hàng mà cái đặt áo em đang mặc rồi đặt rồi sao? Sao em giao, em biết mình ở đâu đâu mình giao. E010. Dạ. Mình phải vô gió hàng mình đặt mới có đơn tình yêu. À, nếu mà không biết thì chị kêu đứa nào á nhỏ bé bé nào ở nhà nó hướng dẫn cho mình cục vàng. Dạ. À, chứ em đang like là em đang bán cho mình nè, mình đặt hàng thì mình phải thao tác vô gia hàng mình đặt mới có đơn. Dạ. Khi mình nói là ha, cứ chị lấy áo em đang mặc nha, chốt cho chị nha, gửi cho chị nha, rồi sau gửi. Em đâu có biết mấy cục vàng của em ở đâu đâu, cái nhà mình phải vô gia hàng cái nhà đặt mới có đơn nha. Áo chất liệu vải gì nè. Nè, bà hỏi vải gì là bà chưa mua bộ đồ bên em rồi đó. Dạ, cục vàng của em hỏi vải gì là cục vàng chưa mua đồ bên em rồi nè cục vàng. À, đã không? Mê không? Đẹp không? Cục vàng hỏi vải gì là chưa mua đồ bên em nè chị, bà thấy nè. Vải nè, xịn xò chưa? Mấy cái thun nhật này cái nhà mặc nó mát lắm luôn á. Dạ, nó có đồ co giãn, nó đẹp mà nó phải thoải mái mới được mấy cục vàng. Dạ, nó đẹp mà nó phải thoải mái mới được chứ nó đẹp mà mặc nực quá nó chịu không nổi đâu. Đồ bên em là nó có co giãn nha. Dạ, chị nhắn E07 ra màu khác em. Chị không. Cái này không ra màu khác tại vì chị biết xong. Nó chụp ở cửa hàng đó. Nó chụp ở cửa hàng á, cái bóng tối á do cái điện thoại á cục vàng. Dạ. Chứ mà ha, vải này giờ chị muốn cái da em giao khác chị cũng không có đâu mà giao. Y rang vậy á, nó không khác đâu giao, chị coi trực tiếp là sẽ giống. Dạ đúng rồi, chị coi trực tiếp thì nó sẽ giống ở hơn. Trong giao hàng bữa khác tụi con chụp hình là tụi con nhớ cho đúng cái màu nha. Chứ cứ chụp mà cái màu không có bắt đèn rồi lên cho nó sáng là chụp nó không có đúng. Ở trong giao hàng á thì màu nó hơi tối hơn xíu mấy chị. Có quần ống nhỏ không chị? Ống nhỏ là 69 cành. Không con, ống nhỏ 69 phải không con? Áo đang mặc là E07 cục vàng. Áo đang mặc là E07. E07 dạ. Nha mấy chị. À, áo có bán lẻ không chị? Đang bán lẻ nè. Dạ đang có bán lẻ chị Thấm Nguyễn ơi. Đang bán lẻ nè cục vàng. Đang bán lẻ nè, hộ đẹp nè cả nhà mình. Hộ sao hết pin mà nó có vô pin không? Ở đang vô gì vô. Ok. Khi nhận hàng xài màu là đậm nha. Khi nhận hàng xài màu là không nhận nha. Trời ơi, bà bán mà ví dụ như hả, em đâu có dạ gì mà em bán cho không nhận hàng, không nhận hàng là em lỗ mà, tốn tiền phí ship đi với tiền phí về chị. Dạ. Chị ơi, bên em bán 20 mấy năm rồi chị. Dạ.
chị có sợ thì chị theo dõi đi, chị theo dõi chừng nào mà mình cảm thấy tin tưởng thì mình mua cục vàng. Dạ, bên em like mỗi ngày cục vàng bán mà lường gạt cho nó lạ hả, đâu có mà tồn động mà được ra trên cái sàn tấp tấp này đâu chị. Dạ, bên em bán 20 mấy năm rồi chị ơi. Dạ, xưởng mai bên em 20 mấy năm rồi cục vàng. Màu đen mặt. Dạ. Màu đen mặt là chị màu ơi, không có được, không có đúng, em không có ngồi em màu đen mặt là chị. Màu 07 à chị Mai Nguyên ơi, mỗi ngày cục vàng bán mà tao trở bán mà treo đâu mà bán bậy bạ, đâu có ngồi mà like mà mỗi ngày vậy được chị. Dạ. Màu đen mặt là màu 07 á nha, trong trong cửa hàng chị Mai Nguyên ơi. Vô bên không? Đồ bên shop đẹp xỉu, mua là ghiền. Cảm ơn chị Lan Anh nha. Dạ. Như bộ bà ba chị, cái này là 95.000 cục vàng, 95 cành cục vàng. 95 cành. Trời ơi, nó làm chị nó tắt luôn rồi. Cảm ơn tình yêu đã follow. Dạ. Sao nó chớp chớp hoài ta? Nó sao nó chớp chớp hoài trời. Nó nóng hay sao? Nó nóng quá mà dữ. Nó cũng đâu có nóng gì đâu mà chớp chớp. Dạ, áo lẻ này cục vàng, em đang bán áo lẻ này tình yêu. Em đang bán áo lẻ á. Dạ. Áo đen mặt luôn. Là E07 trong cửa hàng chị Mai Nguyên ơi. Dạ. Dạ đúng rồi, chị lim lớp 26 ơi. E07 chị. Ồ nó đẹp này trời. Cái màu nào nó cũng đẹp. Áo đen mặt vải gì vậy chị? Vải thun á nha chị. Cái màu nào nó cũng đẹp hết trơn, cục vàng. Cao 1m57, nặng 63 kg, mặc xe nào? Dạ xe 3 vậy Dung Nguyễn ơi. Xe 3 tình yêu. Xe 3 là vừa đẹp với mình luôn á chị Dung Nguyễn, nhanh tay giúp vô cửa hàng. Em đưa màu cho cả nhà mình xem nè. E01. E02. E03. E04. E05. Mấy chị mua đồ bên em bán bà mua một lần mấy bà. À. E07. Chị đặt xong rồi, nếu nhận hàng đẹp, bà bạc bạc hồi bà không bỏ em được đâu. Em nói mình nghe nè, mình sẽ nhớ cái lời của em nè. Chị đặt hàng bên em, chị nhận hàng rồi ít bữa bà bỏ em không được đâu, bà sẽ kiếm em hoài, bà bỏ không được em đâu. Nhiều chị đặt bên em bây giờ chứ mười mấy năm vẫn còn đeo bên em hoài không bỏ được. Dạ, bán hàng sao á mà mình á, khách mua một lần khách kiếm mình hoài, đó là đỉnh của bán hàng. Bán hàng mà khách mua một lần khách trốn mất tiêu là trời ơi, 30 mấy nhân viên bên em cả nhà, nói 37 nhân viên là tao nói là nó thất nghiệp luôn, mà em cũng thất nghiệp luôn. Chị yên tâm đi chị. Dạ. Chị yên tâm đi chị. À E08. Chị sợ chị đặt cái áo thôi. Dạ, sợ đặt cái áo thôi. Đẹp và nhận, không đẹp và khỏi nhận. Dạ. E09. Mà có một cái là bây giờ mình đặt hàng bây giờ nè, mình có cái này nè, ít bữa nó hết cái bông này, nó uổng, nó qua được, nó qua qua là nó hết. À, mấy cái này hàng nhập á. Dạ. Rồi cái máy sao nó chớp chớp ngoài ta. E010. Bên em like mỗi ngày, like từ 10 giờ cho tới là 3 giờ rưỡi, từ 5 giờ cho tới 9 giờ cục vàng. Mình lấy E07 rồi, mình muốn mua quần đen ống rộng. Sao? Mình mua thì ống rộng thì vô mà chọn cái mã. Sao nó chớp chớp vậy con? Gió thổi. Hả? Gió thổi không vậy. Nó chớp chớp vậy cái đó vậy. Dạ, mình vô cái mã chị, vô con cái mã quần mấy như hướng dẫn cho cô con. À, chị lên bộ bà ba đi chị. Dạ, chị muốn gửi bà vô bà ba, chị kêu em đi em nó gửi mẫu cho chị, hoặc chị để lại cái này chị ơi. Em đang like tấp tớp mà đang like cái này mà em like cái khác là nó bị bay màu á chị. Nó bị lên đường tòng quân á chị. Dạ. Nó bị lên đường tòng quân nhập ngũ á, tội nghiệp em cục vàng. Dạ. Cục vàng muốn mua mẫu là cục vàng để lại cái này giùm em. À, rồi bên em nó tư vấn cho mình, bên đó thì mình đưa để lại cái này giùm em ha. Bên đó thì chị để lại cái này giùm em. Còn riêng về bên này á, bên này thì mình vô giỏ hàng mình đặt hàng thì có đơn, tại vì tất cả bên tức tốt là nó có giỏ hàng hết trơn. Xin trước vài con sao nó chụp trước của nó nữa vậy ạ. Hướng dẫn mình mua giùm, ở nhà mình có ai không cục vàng, ở nhà mình có ai không, ở nhà mình có bé nhỏ nào không tình yêu, bé nhỏ con em được của mình nó sẽ làm hướng dẫn cho mình. Rồi rồi, em sẽ hướng dẫn cho chị Nhung Trần nha chị Nhung. Ồ, Trần ơi, quá trời luôn này. Giờ là bên góc bên đây nó sẽ có một cái cửa hàng màu vàng, chị ấn vô rồi cái sản phẩm em đã ghi, chị bấm vô là chữ mua. Dạ rồi, ví dụ là chị muốn mua cái màu E01 thì chị cứ nhắm vô em à, 01. Dạ chị bấm vô cái size của mình. Rồi chị bấm mua ngay. Rồi chị điền tất cả thông tin của chị vô là chị sẽ có đơn nha chị Dung Trần ơi. Dạ, biết đặt chưa cục vàng? Biết đặt chưa? Biết đặt chưa tình yêu? Ồ đẹp quá trời luôn cả nhà mình. Quá trời đẹp luôn nha mấy chị. Đẹp luôn các cục vàng. Dạ. Cái này là E07 nha. E07 nha mấy chị. Em đưa màu lại cho cả nhà mình xem nè. E08, E09, E10,
đọc đi con. 07 E06 E05 E04 1m665kg là số 4 là cục vàng. E03 E02 giữ cùng là con màu E01 nha mấy chị. Ồ, quá đẹp luôn nha mấy chị. Nhanh tới vô cửa hàng nha mấy chị. Cái nhà mình thấy full dáng bên em nó đẹp không? À, cái nhà mình thấy full dáng bên em nó đẹp mê chưa? Dạ. Đẹp mê chưa? Đẹp lắm cái nhà mình, vải nè. Dạ, vải là thoải mái lắm cái nhà mình. Vải là vải thun nha mấy chị, co giãn thoải mái lắm nha mấy chị. Dạ. Mấy chị chỉ cần để là chiều cao và cân nặng để bên em tư vấn size cho mình nha. Chị em phụ nữ chúng ta mà không thể nào thiếu mà hả, những cái bộ bà ba như thế này. Cái hai sản phẩm có phí ship không ạ? Dạ, cái này là tùy vào tài khoản của chị nha mình chị ơi. Mình đặt hàng bên đây là cái tài khoản là do phí ship là do tài khoản của mình chị. Dạ, bên em đâu có lấy tài khoản, bên em đâu có lấy cái đồng nào của mình đâu. Phí ship là do tài khoản của mình ở cục vàng. Em 50 ký cao. Chị coi phí ship mình bao nhiêu là mình thấy bao nhiêu mình biết cái cục cao vàng. 50. Bên tớp tớp là phí ship C2 nghe chị Nguyễn Ngọc ơi. Còn bên bia bên kia là phí ship 20 cành. Dạ, bên kia là phí ship 20 cành. 50 ký là cao 1m55 số 1 cục vàng. Dạ. Là số 1 quá chị Nguyễn Ngọc ơi. Xin giá 95 cành là cục vàng. Chỉ 95 cành thôi nha mấy chị. Ồ, chị đẹp mặc đẹp nhà. Chị đặt nữa. Dạ, bà bỏ em không được đâu. Đẹp lắm. Dạ chị. Rồi, đúng dạ. Rồi chị. Mà mặc nó mát nha mấy chị. Mặc nó có cái áo nó nhẹ hiều và tình yêu. Nó mát lắm cục vàng. Thoải mái dạ. Đó nha mấy chị. Chị lấy áo, chị lấy áo, chị lấy một áo, chị lấy cái mã gì chị nói giùm em nha. Dạ, cái mã gì nãy giờ em đọc nè, đem đọc mã lại nè. Tại vì nó có nhiều mã lắm. E01 chị nói giùm em. E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 giới cùng là con E010. Con E010 này là có kim tuyến lấp lánh lắm nha mấy chị. Số 3 rồi chị. Dạ, còn cái màu nào thì lấy đi chị. Dạ. Còn cái nào nó lấy, còn nó hết thì nó hết luôn vàng. Cái màu nào cũng đẹp bắt lên nữa con. Cái màu nào nó lấy, cái màu nào còn thì mình lấy cục vàng, cái nào màu nào thì còn nó thì mình lấy nha mấy chị. Cái bông nào cũng đẹp hết trơn, nó hết cái bông này mình nào đặt cũng khác. Rất đẹp luôn nha. Nó hết cái này mình đặt cái khác cục vàng. Trời ơi, nó mê quá trời luôn á. Dạ. Hết cái này mình đặt cái khác cục vàng, nó quá là đẹp mà. Em E01 là nào em đưa lại. Dạ rồi. Ôi cái bông lá này nữa nè trời. Ôi là trời, cả nhà mình thấy cái bông nào, cả nhà mình thấy cái bông nào cũng đẹp mê chưa? Các cục vàng của em thấy cái bông nào cũng đẹp mê chưa? Dạ. E03 còn đủ size em đưa lại cho cái nhà mình xem nè. E01 E02 đưa ra đây rồi hãy đọc. Ôi cái thằng này tu tức quá, tôi quánh cho nó. E02 con dơ đây vậy nè, con dơ đây vậy nè, con đọc lên chứ con đưa cái gì vậy đã. E02 con la vô dưỡng 2 ngày là bắt đầu mày phát triển à. E02 E03 E04 E05 E06 E07 62kg mặc xe gì lên chị cao gì mang vàng. E09 mê chưa. E010 nha mấy chị. Thấy chưa, con dưa ra vậy nè, con E010 nè đó. Chứ con dưa trong này ra khách sao ta thấy. La với em là phát triển chị. La em là em quánh em la nó, em mới nó mới biết được. Nó la mấy đứa nhân viên đâu dám la nó là nó không có phát triển được. Còn nó la với em là em nó mới phát triển được. Tôi quánh nó, tôi ký nó là phát triển. Chị bông dạ. Tím cao 1m. Số 3 cục vàng. Số 3 chị bông tím ơi. Nhanh tay vô cái hàng nha chị bông tím. Ôi nó đẹp nè. Gì có bị gì? Gì đó người ta, cái máy kia nó bị gì vậy ta? Cái máy kia bị gì mà nó chớp chớp hoài vậy? Kêu còn kêu anh Việt dùm dưỡng ơi con. Quánh đó. À 01 chị không lấy, 01 chị không thấy. Ủa sao không thấy? Trời ơi, cái này mã gì đây? Em mặc hai ba áo trong này nè, mấy bà mặc một áo nó sẽ đẹp nữa. Dạ, em mặc hai ba áo luôn. Rồi cả nhà mình thấy chưa? Các cục vàng của em thấy cái bông nào cũng đẹp chưa? Tôi nói mấy bà, mấy bà cứ mà hết cái này thì lấy cái đặt cái khác giùm em. Tại vì vải này mỗi được về là em lựa dữ lắm luôn cái nhà mình ơi. Chứ không phải không mà được cái vải mua mà được vậy đâu nha nhà mình. Trời ơi, mấy cái vải, mấy cái hàng nhập này á, em mỗi lần về là hả, tao nói xưởng gửi mẫu cái là em hả,
em lựa nó kỹ lắm luôn mới được cả nhà mình ơi, lâu lâu nó mới được về nữa, để về được một hai bữa là nó hết hà. 53 kg cao cao mà 53 kg nằm 1m53, 52 kg, xe 2 cục vàng ơi, em không một trong giá hàng nó không tha giống vậy lớp Iran này. Dạ chị, dạ chị ơi, bên em á là bên em like mỗi ngày, dạ không có mã hả, nói cái này bán cái khác thôi chị, like từ 10 giờ cho tới là 3 giờ rưỡi, từ 5 giờ cho tới 9 giờ. Dạ trời ơi đẹp xuất sắc vậy, người mẫu ơi cảm ơn vậy rồi, cảm ơn dạ, chị nè, qua 10 giờ đẹp nha nhà, chị thấy nè quá trời đẹp luôn nha chị. Như, qua 10 giờ em đã nói á, cửa hàng em á nó mặc lên con balacan ha, nó mặc lên nó chụp nhiều khi nó không có bắt đèn á chị, nó tối ở trong cái hình nó tối. Dạ còn cái nhà mình đó nè, đó em like thì sao em vậy, Iran vậy chứ nó không khác cái gì đâu, muốn có khác em cũng không giao, có cái khác đâu mà em giao cho mình được. Chị giúp tay à, kiểu dạ. Y chị mặc vậy tại phòng luôn có không shop nè, thì Iran đang học đang like nè chị, cái đó đang like luôn chị, là tại phòng dạ. Luôn á chị, ghim lại đi con, để em ghim lại cho chị xem nha, em để em ghim lại cho đó đó con, tức là con bỏ cái con ghim lại đó. Chơi rồi em mới ghim lại cho chị nè. Coi á chị ơi, dạ tới phòng nè, em mặc 2-3 áo trong này nè, không có tay dài chị, cái áo này mà tự nghiêm bà kêu mai tay dài rồi sao, dạ nó chỉ có tay tay tới đồ mà em mặc chị. Ôi là trời, em mặc 2-3 áo trong này nè, cái cục vàng em mặc 2-3 áo trong này nè, dạ vậy thôi chứ bà mặc cái này mà này, dạ cổ mặc dạng của nữ hoàng mà cục vàng e không dạ. Một của nữ hoàng mình phải, còn áo bà ba thì mới mặc tới đây, còn áo của nữ hoàng là mình phải cái tay lại lỡ thôi, rồi mình có đeo vàng vòng nữa mình cũng khoe được cục vàng, bà cứ gần mai tới đây rồi sao e có không ha, em mã ngắn hơn nữa nhưng mà bên em là hàng thiết kế e không ba dạ e không bốn dơ ra nè ha, đó con dơ ra nè, đó con dơ ra màn hình này là con đọc lên e 05 khách mới thấy, đúng rồi chính xác rồi, e 06 đúng, e 07 đúng rồi dơ vậy đó, E08, ừ. E09, bởi cùng là con màu E010 nha mấy chị. À, cả nhà mình thấy chó. Nhanh tay đi cái hàng đặt hàng nha mấy chị. Cái cục vàng của em thấy, cả nhà thấy phun dán bên em nè. Các cục vàng của em mua đồ rất là nhiều. Dạ, cái nhà mua đồ rất là nhiều mà cả nhà mình thấy cái phun dán bên em không, nó khác không? E01 size 2 hết. Nhất là dạ rồi, đúng rồi chị. Nhanh nhất, tay. Chị cái nào nó còn size nào thì mình vô mình. Còn size nào thì nhanh tay chốt nha mấy chị. Dạ bông nào cũng đẹp. Bông nào cũng rất đẹp luôn nha. Có nhiều chị khách sĩ, nhiều chị nhiều khi mai bên em 4-5 xưởng mà, nhưng mà có nhiều khi đặt mai mấy bà không đủ hàng, mấy bà lấy thử khác chỗ khác xưởng khác nha, mấy bà xong là mấy bà cũng quay lại à, tại vì cái phun dán nha nè, tỉ mỉ từng cái đường kim mũi chỉ này, cái nhà mình từ cái phun dán này, cái nhà mình nó đẹp như thế này chị nè. Ủa, bộ chị đang mặc cái này là nhanh tay giúp vô cho hàng nghe chị Thu Hằng ơi, này nè mấy bà, dạ bộ đang mặc còn không, lấy cho chị trời ơi E01 đỏ chị ơi, chứ không phải bộ bài. Dạ không phải chị ơi, tại cái này là chụp hình mà nó thiếu ánh sáng vậy nên nó hơi đỏ đỏ chị. Em like, em không có hàng xem like được. Mình vô với hàng đặt thì có đơn. Cao 50 nặng 58 kg sai mấy. 58 nặng 58 kg với 50 C3 cục vàng. C3 như cũng mặc với quần tím không chị? Ôi mặc cái quần đen cục vàng ơi, bà muốn mặc quần đen hả chị ơi? Tím cục vàng, cái này em bán áo lẻ không à. Nè nhớ nè, em đang bán áo lẻ nha. Có nhiều chị 100 ngàn người thì cũng có một khách hàng chứ không phải ai cũng vậy. Có nhiều khi bán áo lẻ về cái mấy bà nói ủa sao bán áo không có quần. Ôi là trời ơi, vậy cái áo lẻ này mình mua quần thì mình vô võ hoàng mình đặt cái quần. Dạ. Này là áo lẻ là chị không muốn bán đặt cái áo kèm vào tặng cái quần. Chị phải đặt thêm một cái áo rồi đặt thêm một cái quần nữa ra nguyên bộ nha chị. Một bộ là 95, hai áo chị. Áo cục vàng. Áo chị lon lên ơi. Bà nghe cho kỹ giùm em nha. Dạ. Bữa hôm em bán cái áo nữ hoàng kia hả, áo màu á là 119 ngàn, cái chị đó hỏi là ủa sao á hả, sao thấy mặc nguyên bộ mà trần giao cái áo, trời ơi không lẽ bây giờ tôi mặc nguyên bộ, không lẽ tôi mặc cái áo tôi không mặc cái quần rồi mấy bà chịu nổi không, ôi là trời, thì có phải mặc nguyên bộ thế này, còn mình muốn mặc cái quần thì mình phải đặt hai mã. Chị Quỳnh Lê chị thì sao thấy mặc nguyên bộ, không lẽ bây giờ ngồi lại okay, đẹp lắm cả nhà yên tâm mua cả nhà. Dạ gò em cảm ơn chị Quỳnh Lê nha, bắt cười lắm cả nhà mình. Cái này nè có nhiều chị mua hả, không phải bao nhiêu, cả 100 áo bên em nữa, tại vì mỗi đợt bông gì nó khác nhau ha. À, mấy chị mua không biết bao nhiêu áo hết trơn á, mà có tình yêu bộ kia em đang mặc mãi mà bà nói em. Sao mà dạ hả? Cái này là em đang bán áo lẻ nha chị á? Sao Thái Lai á họ mặc nguyên bộ mà sao chị mà chị giao gì cái áo không dạy vậy chứ, bà đặt cái áo giao cái áo với tự nhiên gây áo lẻ rõ ràng vậy đó. Dạ rồi tự nhiên đổi cái áo đổi thêm cái quần ở đâu ra, cao nào với 50-57 kg C3 cục vàng. Dạ áo nè. Cộng quần đen như với em. Ồ đẹp, quần đen 85 cành cục vàng. Quần đen 85. Ồ màu đỏ nữa nè trời.
đẹp quá. E09 nha mấy chị. Lắm, cảm ơn cục vàng. E08. Mã máy em ơi. Nè, em đọc mã nè, em đọc mã nè, cục vàng em đang đọc mã nè. Dạ em đang một mã nè, vậy. Máy con. Dạ E07. 207. Dạ. E06. Ừ. E05. Dạ. E04. E05 là em đang mặc này phải không con? E05 là em đang mặc. Dạ đúng rồi. E03. E02. Rồi cùng là E01 nha mấy chị. Nhanh tay ép vô giới hàng nha mấy chị. Ồ đẹp chưa, đẹp chưa. Dạ. Bãi gì vậy em? Bãi thun coi dạng thoải mái nè, chị ơi. Ơi chị, bà hỏi bãi gì là cục vàng chưa mua đồ bên em nữa cục vàng. Bà mua thử bên em, bà bỏ không bỏ được đâu, bà kiếm bên em. Mua thử một lần là muốn cao mua thêm nha chị. 66kg số 4 cục vàng. Vô đặt số 4 giùm em. Nè, nó đẹp nha, mà nó phải thoải mái mới được các cục vàng. Dạ nó đẹp chứ mấy cục vàng mặc nực là nó mệt lắm luôn nè. Em mặc nè, cả nhà mình thấy. Dạ đang mặc là áo mã 5 á nha chị ơi, chị bông bông. Em mặc là 2-3 áo trong này nè cả nhà mình. Dạ. Ủa? Em mặc 2-3 áo trong này nè. Nó xong nó tự nhiên có em ra nó hết rồi. Không có, nó lúc có vô pin, nó lúc không vô pin. Nãy nó cà giật cà chớp có chớp mà tự nhiên nãy giờ cái kêu gì cái nó đâu mất tiêu. Mã em đang mặc là mã E05 á chị bông bông ơi, nhanh tép vô cho hàng, nhắn vô mã 05 nha chị bông bông. Đẹp mê chưa? Trời ơi là trời. Quá trời đẹp luôn nha mấy chị. Em mặc 2-3 áo trong này nè cả nhà mình. Ôi em mặc 2-3 áo mà cả nhà mình thấy không? Có đẹp chưa? Trời ơi chị em phụ nữ chúng ta mấy bà mặc lâu lâu mấy bà mặc áo bà ba mấy bà đi đám cái giùm em cái coi. Em mua một lần là ghi muốn đặt mỗi riêng lần nha đi mấy đám chị. Cái là tôi chốt cả trăm áo bà ba luôn á trời. Về gửi cho chị bông xanh nha, gửi chị bông vàng nha, gửi chị 5 cái nha, gửi chị 10 cái. Tao nói mỗi lần đi đám là tao nói. Ủa? Là y như đi bán hàng cả nhà mình. Chốt đơn. Vui. Ủa, lắm sao luôn. Sao mã 05 không có loại hoa em? Thì đó em đọc mã rồi đó chị. Em đọc mã rồi đó cục vàng. Dạ. Con đúng mã chưa? Dạ, đúng. Con ghi đúng mã phải không? Đúng mã này em đưa lại cho mình xem nè. 1m62, 63kg. Dạ chị đặt xe 3 giùm em. Trời ơi dáng bà đặt mặt đẹp. E01. E02. Dạ. Cái nào hết thì nó hết cục vàng. Cái nào E03. Hết thì nó hết, cái nào còn thì vô đặt giùm em. E04. Dạ. Bông này á, bông E05. Nào đẹp trơn á. Dạ, bông nào đẹp trơn. E06. E07. E08. E09. Bởi cùng là E010 nha mấy chị, nhanh tay vô cho hàng nha mấy chị. Mê chưa, cái nhà mình thấy nè, bông 05, nào cũng mê chưa. Rồi. Dạ, giờ là hết còn màu nào thì chốt hết, đi chị. Hết cái nào mình đặt cái khác cũng nha. Hết cái nào thì mình đặt cái khác đi hết chị. Hết cái này mình đặt cái khác cũng nha. Trời ơi, đẹp quá trời. Quá trời đẹp luôn nha mấy chị. Màu đỏ nữa nè, cái nhà mình ơi. Màu đỏ là E09 đó nha mấy chị, nhanh tay vô cho hàng nha. Màu đỏ em chỉ còn đủ màu không con? Ôi màu đỏ. Còn đủ xanh con, đẹp quá trời. Ôi, mê quá trời luôn các cục vàng của em ơi. Hàng bên shop đẹp lắm. Chị mua 80 mấy bộ bà ba. Trời ơi. Có nhiều chị mua cả trăm bộ luôn. Hello chị thì cốt dạ. Đen thì lấy cái đừng có ống rộng quá cho chị đẹp. Cái gì chị? Đen thì lấy. Chị ơi bên em nó có hai loại chị, một loại ống rộng, một loại ống nhỏ chị. Dạ, một loại ống là 30, một loại ống 15. À, chị đặt hàng thì chị để lại cái alo giùm em chứ bà đừng lấy ống rộng cho chị, đừng lấy ống rộng quá, đừng lấy ống nhỏ quá. Chị hỏi vãi gì bên em, phải thun co giãn á chị ơi, chị ơi. Mặc chị vô thoải mái mát mẻ lắm nha chị. Cành. Chị muốn ống rộng á là 85 cành và ống nhỏ là cái ống là 15. Dạ rồi chị Quỳnh Phương nhanh tay giúp cái hàng bấm vô E09 nha chị Quỳnh Phương ơi. Chị cục vàng của em mà muốn mai theo cái như mình là thì chị mua giải chị mai đi chị ơi. Dạ. Mua giải mai đi chị ơi chứ bên em không có theo cái ý của mình. Nhanh tay giúp cái hàng nha chị Quỳnh Phương. Em ơi chị quá rộng nha. Em ơi lấy cho chị vừa thôi. Em ơi lấy cho chị nhỏ nhỏ. Bây giờ em nói nè, có quần nó là ống 30 nè. Đó ai muốn rộng thước tha viên giá. Chị Quỳnh Nghi chị đặt được rồi em ơi. Dạ rồi, em cảm ơn chị Quỳnh Nghi nha. Nhỏ thì mặc ống ôm, ống nhỏ là 15. Đó vậy đó. Chứ mà cái đừng lấy chị rộng quá, đừng lấy chị nhỏ quá, bên em bán là nó chuẩn lắm cái cục vàng. Dạ, cái nhà mình nó hài lòng á, vừa ý thì cái nhà mình đặt hàng ha. Mấy chị chỉ cần lên chiều dạ. Cao kèm cái nặng để bên em hỗ trợ tính size cho mình nha. Mấy bà đã không bỏ được em, trời đồ nó đẹp lắm luôn á. Nè, cái nhà mình thấy cái áo 95.000 nó đẹp như cái này nè. Quá trời đẹp luôn nha mấy chị. Đồ bán nhiều lắm luôn á, em mặc 2-3 áo trong này nè. Dạ, mà mấy cục vàng đó. Dạ, nhiều vậy. 95 cành. 95 cành thôi nha chị Ngọc Huyền ơi. Dạ. Chỉ 95 cành thôi nha chị Ngọc Huyền. Vải gì nè, chục nhà hỏi vải gì là bà còn chưa mua đồ bên em nữa. Em nhận đồ rồi, đồ đẹp lắm nha shop. Dạ rồi, em cảm ơn chị Ngọc Hân nha. Ôi, cái quần nay vô đặt thêm đi chị Ngọc Hân ơi. Ôi cái bông, ý bà đặt cái bông này chưa Ngọc Hân, bà đặt cái bông này chưa? Cái bông này chị đặt chưa? Quá trời đẹp luôn chị Ngọc Hân. Cái bông này bà đặt chưa? Đẹp mê chưa? Dạ. Nè đi em mặc cái áo này lên cho cái nhà mình xem nè. Áo đỏ này như các vàng của em xem nè.
em mặc áo đỏ cái nhà mình xem nè. Dạ. Cái nhà mình đợi em một tí nha. Để em đi em mặc cái mã E09 cho mọi người xem nha. Xem nha. Ê khoan khoan để em mặc cái áo ở trong nè. Khoan tôi trời ở tôi nè, cái này là em mấy con Quỳnh? E07 phải không? Cái này là E07 nè. Hả? E07. E07 này cái cục vàng. E07 nè. Đứng đây mình xem nè chị. E07 nha mấy chị. Nè bà thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Quá trời đẹp luôn nha. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Dạ, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Chỉ có 98, chỉ có 95 cành thôi nha mấy chị. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Nè trời ơi chị, nó đẹp lắm cục vàng ơi. Phun dáng bên em là chị khỏi lo chị. Dạ vải này cục vàng ơi, cục vàng. Được rồi, chị Quỳnh Phương lấy C4 nha chị Quỳnh Phương. Điều đó là mấy cái bông này nó còn hay không? Còn cái size gì thì các cục vàng em cứ lấy. Shop này xứng đáng đồng lắm nha mọi người. Vải đẹp cực kỳ. Dạ rồi, em cảm ơn chị Ngọc Hân nha. Dạ rồi, em sẽ lên cái màu E09. Cái này nè, cả nhà mình bên em đóng từng hộp vô chắc chắn cho mình hết luôn á. Quá đẹp luôn nha mấy chị. Nè, để em mặc cái màu lại lên cho cả nhà mình xem nè. Bên em mai tỉ mỉ từng mũi kim đường chỉ lắm cả nhà mình, chứ không phải cái áo chín mấy ngàn bên em. Chỉ có 95 cành được một áo lẻ rất là đẹp, rất là xinh luôn nha. Nó xứng đáng xiên cái cục vàng em lắm. Chất vải là chất vải thun mềm mịn co giãn mát mẻ cho mình luôn á mấy chị, nhanh tay vô cửa hàng nha. Còn mấy chị nào không biết size của mình thì lên cứ lên cận nặng chiều cao để bên em tư vấn size cho mình luôn nha mấy chị. Rồi để em lên cái màu E09 cho mọi người xem nè. Màu E09 quá rất đẹp luôn nha mấy chị. Mặc hai ba áo trong này luôn rồi. Dạ rồi. Mặc hai ba áo trong này. Ôi, cái nhà mình thấy đẹp chưa? Ôi có 95 cành nè, có thịt vàng của em thấy mê chưa? Đó. Đẹp được chưa cả nhà mình? Ôi à không, em mấy con? E09 đúng không? E09 cục vàng ơi. 1m55, 72kg, số 5 cục vàng kim liên. Bên đó thì mình để lại cái này tình yêu. Bên đó là để lại cái này cục vàng, để cái này. Áo quần luôn nhiêu bộ? Dạ áo là... quần là 85 cành. Dạ. Cái quần là 85 cành, còn 100... cái áo là... Dạ mọi nguyên bộ là 170 cành luôn nha chị. Em mặc hai ba áo trong này. Ờ, có em mặc hai báo trong này. Em mặc hai báo trong này, các cục vàng em mặc một áo nó sẽ đẹp nữa mà nhầm thấy em. Em mặc hai ba áo chứ nó không có mắc phọt nha. Dạ, em mặc hai. Dạ rồi, chị Giao là em lấy cho chị size 5 nha chị Giao. Dạ. Là có size của mình luôn chị Giao ơi, nhanh tới vô cho hàng nha chị Giao. Ôi cái màu đỏ này đẹp quá trời luôn. Quá chị đẹp luôn. Dạ E09 hay gì? E09. Màu đỏ này là E09 nha cả nhà mình. Màu E09 nha. Em mặc hai ba cái áo mà cả nhà mình thấy nó cũng không có bị mắc phôn dáng cho cả nhà mình ha. E09 nha các cục vàng. Đẹp chưa cả nhà mình ơi. Ôi là trời. Nè phải nè, mê không cả nhà mình. Hồ đi đám đi tiệc đông mấy bà mặc cái áo bà ba giùm cho tôi một cái nha. Nó duyên dáng luôn nha. 1m56 này. Rồi em lấy cho mình size 3 nha chị Thu ơi, nhanh tay đi cho hàng nha. 1m6 là size 5 cục vàng. Size 5 á chị Giao ơi, nhanh tay đi cho hàng nha chị Giao. Chị Thu làm 1m56, 58kg size 3. Size 3 nha chị Thu ơi. Nè đồ bên em thì nó có size rồi. 40kg đến 85kg rồi, nhưng mà ví dụ như mà chị 56kg, chị 58kg, 1m56 đúng không? Chị chọn size 3 đúng không? Bà có lên 2-3 cân nữa mặc khoảng vừa. Tại vì cái này nó có đồ co giãn, mặc nó mát lắm luôn. Dạ, chất liệu, chất vải thun co giãn, mềm mịn, mát mẻ luôn nha mấy chị. Hàng thun lưới mà thun này, hàng nhập nó dành mặc ai đặt bên em rồi, cái dành quá tàn rồi. Ai mua đồ bên em là cái dành đặt bên em rồi đúng không? Cái này vô gió hàng nha chị Quỳnh Phương ơi. Cái quần là 85 cành, cái áo là 95 cành. Em tách lẻ ra cho cả nhà mình dễ mua, biết không? Em tách lẻ cho các cục vàng của em dễ mua, chứ mình ví dụ như là em để nguyên bộ thì cả nhà mình phải mua nguyên bộ như này. Dạ trong gió hàng có E09 mà chị hoa lo kèn ơi. Trong gió hàng là có màu E09 đó chị. Để chị nhấp vô gió hàng chị coi lại coi nó có không chị. Mấy chị nào mà không biết size của mình thì cứ lên cân nặng chiều cao để bên em tư vấn size cho mình luôn nha. Chị Hoa lo kèn thấy em màu E09 chưa chị? Chất liệu là chất vải thun co giãn mềm mịn luôn nha. Một áo là chỉ có 95 cành một áo thôi nha mấy chị. Quá hời luôn nha mấy chị. Chị 165kg có áo không? Dạ chị lên cho em cái chiều cao đó nha chị Văn Phan ơi. Lên cho em chiều cao đó là em rồi em sẽ báo size cho mình luôn nha. Chị Hồng Mai em không biết mình nói xuống nào. Dạ rồi chị Hồng Mai bên bển là chị Hồng Mai lên cái này giúp em nha chị Hồng Mai ơi. Là em 1m6, 1m7. Có màu trắng không? Có áo màu trắng. Áo trắng có trong cục vàng, trong giao hàng có màu. Áo màu bên em nhiều lắm. Áo màu bên em nhiều lắm, trong giao hàng có nhiều màu lắm cục vàng. Chị Văn Văn muốn muốn thoải mái thì lấy xe 4, mà muốn vừa bạn với mình thì lấy xe 3 chị Văn Văn ơi.
65 kg hả? 65 kg cao mét 67 hả? Size 4 được rồi. 65 kg mét 67 size 4 được rồi cục vàng. Mà 65 kg mét 56 size 4 được rồi cục vàng. Chị 61 kg cao mét 67 là size 3. Size 3 chị Ngọc Quyền ơi. Nhắn chiều cao cho đúng. Cái bữa của chị kia bả cao mét 57 và bả nói lộn, bả kia bả cao mét 75. Em không có chút đơn cho bả. Em nói thôi chị cao mét 75 em sợ cái quần nó hơi ngắn quá à. Em không chịu, bả kêu trời ơi chị mặc bên em vừa. Em nói trời ơi bà cao mét 75 là cái quần nó ngắn nghe, bà về bà tháo cái like này xuống giùm em nha. Một hồi bà nói không chị lộn chị có mét 57 à. Ôi. Chị báo phải đúng dạ. Chiều cao cân nặng không cho cười. Bên em đây nha. Mà cái ơi. Nhà mình em nói cái cục vàng nghe nè, ví dụ như cái nhà mình đặt mà có lỡ mà cái nhà mình đặt nhầm á thì cái nhà mình cũng là bên em cũng hỗ trợ đổi cho mình nha. Dạ. Chị kêu nè, chị ghim bọa ba ống rộng, trời ơi đâu cần ghim đâu cục vàng, đâu cần ghim cục vàng thôi. Dạ, mình vô với hàng mình trong đó nó có rất là nhiều, chị vô với hàng chị đặt cái nào cũng được. Nhiều khi em đăng like cái này mình đặt cái bổng này nè, rồi mình đặt rất là nhiều mẫu trong giao hàng được luôn. Trong giao hàng có rất nhiều mẫu luôn nha. 50 số 1 cục vàng. Số 1 nha dạ. Chị Kiều Kiều ơi. Dạ. Đẹp mê luôn. Ồ đẹp quá trời. Quá trời đẹp. Cái mã đang mặc là mã E09 nha mấy chị, dạ. Nhanh tay vô giao hàng E09 nha. Cái này là nó có khung tuyến nè, cái này nó có khung tuyến nè. Ồ, còn cái áo này nó có kinh tiếng nè, cái nhà mình nè, áo mấy mẫm này con E010, để mặc cái áo E010 cho cái nhà mình xem nha. Ủa, tôi mặc 2-3 cái áo trong này. Tôi mặc 2-3 cái áo trong này. Dạ. Để em lên cái mẫu E010 cho mấy chị coi nha mấy chị. Chất liệu, chất vải thun lưới, co giãn mềm mịn thoải mái cho mình luôn nha. Mấy chị nào mà không biết size thì cứ lên chiều cao cân nặng để bên em tư vấn size cho mình luôn nha. Mấy chị nào không biết cách đặt hàng thì cứ lên không biết cách đặt hàng để bên em tư vấn. Chứ mấy anh chỉ mấy chị đặt cách đặt hướng dẫn mấy chị cách đặt hàng luôn nha mấy chị. Mấy chị không cần ngần ngại nha mấy chị. Dạ rồi. Ô đẹp quá trời nè cái nhà mình ơi. Có cục vàng của em ơi. Cái này là ôi tao nói mấy cái nhu vậy mà đẹp quá trời luôn cái nhà mình ơi. Nè. Tao nói nó duyên dáng cái nhà mình ơi. Các bà ba cái nhà mình thấy phun dáng bên em nó đẹp chưa? Mẫu đen mặc là E010 nha mấy chị. Em nó đẹp chưa? Cái này là E010 nha cái nhà mình. E010 nha các cục vàng. Chị Văn Văn cái này là chị nhấp vô gió hàng nha chị Văn dạ. Văn ơi. Chứ chị cứ nói vậy là chị sẽ không có đơn nha chị. Dạ. Chị một áo E09 nha 10, một váy 6 số 4. Trời ơi bà nhắn vậy sao. Cái này là nhấp vô gió hàng dạ. Nha chị. Chị nhắn vậy là không có đơn bên em. Bên em làm sao giao cho mình được. Bên em đâu có gửi cho mình E09 bên em chỉ hết C2 cái C4 của mình là vẫn còn nha. Dạ chị vô gió hàng chị đặt mới có đơn cục vàng ơi. Vô gió hàng đặt mới có đơn nha chị. Chứ chị nói vậy là sẽ không có đơn cho mình nha chị. Chất liệu là chất vải thun co giãn mềm mịn luôn nha. Cái áo đen mặc đẹp. Là E010 nha mấy chị, mã E010 nha. Nó có tim tiếng nữa mấy chị, mà lên mà hình thì nó sẽ không thấy á. Nè, cái này là nó có kim tuyến cho mình nha cái nhà mình. Ôi cái nhà mình thấy nè. Ôi cái bông mà nó duyên quá trời duyên. Quá đẹp luôn mấy chị. E010 nha các cục vàng của em. Mã E010 nha mấy chị. Chưa? Em mặc nè, cái nhà mình thấy em mặc 2-3 áo trong này nè cái nhà mình. Em mặc là 2-3 áo trong này nè các cục vàng, mà cái nhà mình thấy phun dáng nó đẹp chưa? 2-3 áo luôn. Dạ, mặc chồng cho nó nhanh. Dạ, mặc chồng cho nó nhanh mấy cục vàng em về mặc nó còn đẹp nữa ha. Em mặc 2-3 áo cho nó nhanh lẻ. Dạ. Cái này là E010 rồi, cái bông này đẹp quá trời. Đi E010 nha mấy chị. Cho cái nhà mình xem ha. Em đưa bông lại cho các cục vàng của em xem. E01. E02. E03. Ồ đẹp quá trời được cái nhà mình. E04. Dạ. E05. E06. E07. Cái nhà mình thấy bông nào E08. Cũng mê không? Bông nào cũng mê không? E09. E010 nha mấy chị. Rồi E09 nè cái nhà mình. Quá đẹp luôn mấy chị. Chỉ có là 95 cành cái nhà mình thấy nè. Chỉ bông có nào 95 cành một áo thôi nha mấy chị. Dạ của em thấy bông nào cũng mê chưa? Dạ, bông nào cũng mê trơn cái nhà mình. Dạ, cho chị một bộ xanh dương 189 cục vàng Nguyễn Tràng, để lại cái này giùm em chị ơi. Dạ, chị đặt hàng bên này để lại cái này giùm em tình yêu. Đặt hàng mới để lại cái đó giùm em cục vàng mới có đơn cục vàng. Cho chị coi 01 hả? E01 hả? Ồ đẹp quá trời luôn. E01 của E01 chị ơi. Chị. E01 này cục vàng. Nè, E01 này tình yêu. Trời ơi E01 nó đẹp lắm luôn á. E01 nó đẹp lắm luôn. E01 rất đẹp nha mấy chị. Mấy chị nhanh tay ấp vô giỏ hàng E01 là sẽ có. Chị điền vô thông tin của mình nữa là sẽ có đơn cho mình nha. Ồ E01 này cục vàng. Sao chị thấy cái màu không giống mặt chị? Dạ cái này là bên em nó chụp. Ở cái cũng như là nó chụp hình. Nó chụp hình cái. Bữa khác con chụp hình con bắt đèn cho nó rõ nha con. Khách ai cũng nói là cái màu nó đậm hơn chứ.
Nè, cái này nè, cục vàng là cũng như á, là cái này mình coi trực tiếp thì nó đúng rồi, nhưng mà có nhiều khi ở đây nè, chụp hình nè, trời ơi, nó chụp hình nhiều khi nó không có bắt đèn lên á, rồi do cái điện thoại nữa. Bên em á, nhiều khi chụp mà tao nói là có cái hình trên gió hàng là mừng đó, cho cả nhà mình đặt là mừng đó, cái nhà mình à, chứ không có thời gian mà phải là chỉnh chu vậy chơi, chụp không có cho có cái mẫu đó cho mình lên gió hàng. Nhiều khi bữa nay nè, cái nhà mình mai, cái nhà mình vô, cái nhà mình đặt coi nó hết liền thôi, nó nhanh lắm luôn. Dạ, tại vì mai một mẫu là từ khách sỉ khách lẻ, nhanh lắm cục vàng, cho nên là nó nhanh lắm, nó nhanh hết lắm luôn á. Bên em chụp về là bắt đầu nó chụp rụp lên gió hàng xong là mừng rồi đó. Là ngày mai, có nhiều khi ngày mai cái nhà mình vô đặt cái coi có không, không có, nó hết mau lắm. Dạ, bên em thì nhiều trang, 50 mấy trang mà cả nhà mình ơi. Em đang mặc E10 cục vàng, E10. Dạ, 73kg số 5, 77kg đặt số 5 cục vàng. Ôi, cái nào cũng mê hết trơn á. Chị có 95 cành là cục vàng. Dạ, bên đó là để lại cái này giùm em. Chị không thấy để ống to. Ống to là cái mã mấy ha. Để em coi ống to mã mấy nha. Ống to là mã mấy, để em coi ống to cho mình là mã mấy nha. Chị vô chị đặt như cục vàng. Ống to, điểm coi mã máy. Chị đợi tí là nhân viên em nó ghim cái điện thoại, nó sạc pin cái nó coi mã máy. Nè, cái nhà mình thấy đều nhỏ hàng bên em nè. Có rất là nhiều mẫu luôn á nhà mình. Nè, thấy không? Có rất là nhiều mẫu luôn các cục vàng. Dạ, mà chụp là chụp tại cửa hàng có nhiều mẫu á. Có nhiều cái mẫu, ví dụ như những cái mẫu căn bản, những cái màu này á, thì bên em nhân viên em nó sẽ là mặc ha. Còn những cái bông này nè, những cái bông này nó mau hết lắm luôn. Ví dụ bữa nay về cái bắt đầu cái mai lên cái 1-2 bữa là đã hết rồi. Cho nên là không thể nào mà chụp mẫu lên cho nó rõ được. 77kg 76 là 77kg 56 số 5 nó cũng vàng. Trời ơi bà đẹp mặt là nó thúc phúc. Nhanh tay giúp vô hàng nha chị Min Min ơi. Dán chị mặt là trời ơi sang lắm tình yêu. Đặt số 5 cũng vàng. Đặt số 5. Chị đặt số 5, chị yên tâm đi. Chị mua đồ bên em mà chị kiếm em mà bà không có bỏ em được đâu. À, của ông rộng má mấy con cho khách luôn. Quần ống rộng bên em là mã 2 mấy chị yêu ơi, nhanh tay giúp vô cửa hàng là mã 2 nha mấy chị. Cái này mã 10 nha các cục vàng. Cái này là nó có kim tuyến nha, nó có kim tuyến đẹp lắm nha các nhà. Nó lên hình không thấy mấy chị, mấy chị nhận hàng về là mấy chị mới thấy cái áo. Thấy nó lung linh lấp lánh lắm nha. Mấy chất lượng nha. Dạ. Mấy chị nhìn thôi là thấy mê rồi đó mấy chị. Mấy chị nhận hàng là mấy chị mới thấy cái áo nó chất lượng. Đẹp lắm. Dạ. Chị có là 95 cành một áo như thế này, cái nhà mình đẹp chưa? 95 cành một áo thôi nha mấy chị. Vậy sao đặt hàng em vô với hàng đặt giùm em cục vàng. Vô với hàng đặt cái gì nhiều bỏ dịp ơi. E09 bông đỏ C3. Chị thì giống để lại cái này giùm em cục vàng. Dạ. Đặt hàng để lại cái này giùm em cục vàng ơi. Cục vàng phải có cái này mới được. Bên này mà cứ nhắn không để lại cái này là không có đơn cục vàng. Em không có dám đọc tên này lên được. Dạ. Tên là nó phi phạm vàng. Quá xinh đẹp luôn cả nhà mình. Mấy chị nhanh tay vô hàng nha mấy chị. Đồ xinh giá còn hời nữa nha mấy chị. 95 cành. Chỉ 95 cành thôi nha. Chất liệu vải thun coi vậy thoải mái nha mấy chị. Hỏi vải gì là chưa mua đồ với em rồi đó. Dạ. Vải thun lưới coi vậy thoải mái. Cái này là mã 10 nha các nhà. Mã 10 nha mấy chị. Em mặc 2 ba áo trong này nè cả nhà mình thấy không? Ha, cái nhà mình mua một áo nó còn đẹp dữ nữa. Dạ. Nếu mà mình không biết cái đó, không biết đặt hàng cục vàng, cục vàng để lại cái này giùm em ha. Dạ. À, cô tôi có áo em không? Có áo em không? Có dạ chứ. Có chị. Em like mà em không có thì sao em like được. Bên này khó lắm. Like mà mình không có mình ghim vô hàng mình like là vi phạm là đi Bình Dương bánh Bình Tương. Dạ. Dạ chị có. Cứ co dạ. Lên chiều cao cân nặng để bên em tư vấn sai cho chị nha chị Bến Tre. Đặt hàng phải để lại cái này nha chị. Chị ơi chị Võ Điệp ơi chứ chị nhắn về hoài, chị nhắn vậy là em không có chốt đơn cho mình được nha cục vàng. Để lại để giỏ hàng để mà giữ lại cái này giùm em nếu không biết đặt. Dạ. Cái nhà mình á có con em dù của mình nó nhã nó hướng dẫn cho mình, cả nhà mình nó hướng dẫn cho mình cái sau đó là mình biết đặt hàng nó dễ lắm. Dạ nó hướng dẫn cho mình một lần là bữa sau mình biết đặt hàng, hướng dẫn cho mình là nó sẽ có cái chị có 95 cành một áo thôi nha chị, quá hời quá rẻ cho mình luôn nha. Nhanh tay vô với hàng nha mấy chị. Cái màu mình cái size của mình là ok. Dạ còn bây giờ mình chưa biết thì mình để cái này hoặc ở nhà mình có con em không thì em đưa màu lại cho mình xem nè. 95 cành hộ nó đẹp quá trời luôn cái nhà mình ơi, quá xá đẹp luôn các cục vàng của em ơi. E01. Em mặc size 1 với em nè, E1 nè chị ơi. E02. Xem mà chị, em mặc cái là nó nhiều. E03. Dạ. E04. E05.
Chị đặt 6 áo. Okay, E06 E07 E08 đẹp quá trời. E09 nha mấy chị. Rồi cuối cùng là E010. Dạ. Yeah. Mê luôn cả nhà mình. À. Cả nhà mình thấy chưa? Màu nào cũng đẹp mê chưa? Thôi để em mặc cái này lên cho bái bà xem nó đây mấy chị nhà ơi. Trời ơi nó ghiền bà đừng có kia mặc làm kia mặc lại ghiền cái mặt. Hết trơn luôn á, cục vàng. Dạ, yeah, mê quá trời luôn. Em sẽ lên cái mẫu khác nha. Ủa, cái màu khác cái mã khác nha mấy chị. Cái mã em sắp lên là mã E06 nha mấy chị. Bông nào cũng đẹp hết trơn. Bông nào cũng rất đẹp luôn nha mấy chị. Tại vì em á, em chụp cái giỏ hàng á là em chụp đại vậy đó. Áo chỉ có 95 cành một áo thôi nha, quá hời, quá rẻ, quá xinh luôn. Mấy chị nhanh tay ép vô giỏ hàng để có được hàng xinh nha mấy chị. Còn mấy chị nào không biết size của mình thì cứ lên chiều cao kèm cân nặng để bên em tư vấn size cho mình luôn nha. Chất đây, E06 đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi, cả nhà mình thấy có bỏ lại cái nào được không? Các cục vàng của em mấy bà thấy mà có bỏ lại cái màu được không? Ui cái bông này nó tím tím nó đẹp quá trời luôn vậy mấy cục vàng của em ơi. Quá đẹp luôn nha. Cái màu em đang mặc đẹp là cái màu à. E06 nha mấy chị. E06 cái nhà mình. Dạ. 95 cành nha các cục vàng, 95 cành. À mình bên này thì mình để lại cái đây giùm em ha. Còn bên trên tới Tết thì cái nhà mình vô với hàng, cái nhà mình đặt hàng có đơn ha. Đẹp chưa? Cái nhà mình thấy nè. Mê chưa? Ôi là trời, cái bông nào cũng mê hết trơn cái nhà mình. Bông nào cũng mê hết trơn các cục vàng của em. Mấy chị chỉ còn để lại chiều cao kèm cân nặng để bên em tư vấn size cho mình nha. 53 kg là C2 cục vàng. Ôi mặc xe 2 á chị yêu ơi. Cưng xỉu luôn cục vàng ơi. Dạ em lấy bộ đang mặc. Em lấy bộ em mặc. Cái này là em đặt vô mấy gió hàng á chị em khỏe ơi. Nè, cái nhà mình thấy em mặc 2-3 áo trong này nè. Dạ em trồng vô đại mà cái nhà mình thấy khuôn dáng nó đẹp chưa? Vải nè cái nhà mình thấy nè. Mê chưa? Nè bà ba bán rất là nhiều mà lý do sao mấy bà mê bà ba bên em đâu. Em cảm ơn cái nhà mình nhiều lắm luôn á. Dạ. Các cục vàng của em thấy nè, cái bộ bà ba nè, nó đẹp chưa cả nhà mình? Quá à, đẹp nha mấy chị. Nó đẹp từ cái phun dáng, từ cái đường kim mũi chỉ ha. Dạ, mà xay bên em là từ 40kg đến 85kg nữa. Cá bộ như nè. Vậy. Dạ 170 cành đó nha chị. Cái áo là chỉ có 95 cành là cục vàng, cái quần 85 cành cục vàng. Dạ 170 mấy. Áo chị đang mặc E06 á chị Kiều Kiều E06, ơi. Nhanh tay ấp vô nhỏ hàng nha chị. E06 nha chị Kiều Kiều. Bông màu tím hoa cà nó đẹp quá trời luôn. Quá các cục vàng ơi. E06 tình em. E06 nha chị Kiều ơi. Đẹp không cả nhà mình? Ôi ta nói chị em phụ nữ chúng ta mà không mặc bà ba là nó có lỗi với bản thân mình lắm luôn á. Đúng không? Nó có lỗi với bản thân mình lắm luôn. Cái nhà mình thấy cái phun dáng nè. Nó đẹp mê không cả nhà mình? Ôi cái bông tím tím dễ thương, bông nào cũng mê hết trơn. Một bộ như vậy chị. Dạ. Cái quần là 85 cành, quần là 85 cành cục vàng. Còn áo là 95 nha chị. Dạ. 55 ký mặt sao gì? Chị lên cho em cái chiều cao đó đi chị Nguyễn Diệp ơi. Cao bao nhiêu cục vàng chịu khó lên chiều cao quan nặng giùm em ha, để bên em tư vấn cho mình. À, mình mặc cho nó đẹp tôi mới chịu. Mấy bà mua đồ bên em mà mấy cục vàng em mặc đẹp tôi mới chịu. Dạ. Mặc đẹp tôi mới chịu. Mua sao mà kiếm em hoài mới chịu nha. Mua một lần là ghiền luôn nha mấy chị. Rồi chị Nguyễn Diệp lên cho em cái chiều cao để em tư vấn size cho mình luôn nha chị Nguyễn Diệp ơi. Lấy áo không đặt sao chị? Em đang ghim áo cho mình đó cục vàng. Chụp lại đi con. Em đang ghim áo cho mình đó cục vàng. 65kg 1m58 C4. Trời ơi bà mặc cái dáng của cục vàng mặc đẹp xỉu luôn. Mấy chị tròn tròn ha. Mặc đồ ba nhìn nó phúc hậu lắm luôn. Trong giỏ hàng không có màu đăng. Không sao. Dạ sao không em có chị ơi. Em hết 22 rồi hả khớp. Chị coi giùm em còn cái gì thì lấy mà hết là nó hết cục vàng. Nặng 50kg cao với 50 C2 tình yêu. Dạ. Ê bông nào cũng đẹp hết chị. Nó hết cái này mình lấy cái bông khác cục vàng thôi. Bông nào cũng đẹp hết trơn á chị. Bông nào cũng rất đẹp luôn dạ, nha. Dạ con chụp chưa. Dạ rồi. Nè em đưa bông lại cho mình xem nè. Bông nào cũng đẹp hết chị. Chứ không cần thiết phải là chị lấy cái bông này hết C2, bông kia hết C2. Trời ơi bông nào cũng đẹp với cục vàng thôi. Chị đặt nguyên bộ đang mặc. Chị nặng 50. Chị đặt nguyên bộ đang mặc thì chị phải theo giao hàng nha. Dạ. Chị cao 250. 1m54kg C3 nha chị ơi. Bà cao 250. Bà lộn rồi hả? Bà cao bà hôm có chị kia là bà là 1m57 mà bà nói là bà cao 1m75. Bên em không chút đơn gì bà đăng nỉ đã rồi hỏi ra là bà 1m57. Bây giờ bà cao 1m250. 150 đúng không?
Em biết bà lộn mà, em biết lộn đạm chọc chơi. Chị phải 1m50 không cục vàng? 1m50 mà 56kg là xe 3 cục vàng. Em biết lộn chứ, trời ơi, ai mà 50. 1m50 50kg là xe 2. 1m55 mà 54kg là xe 1m50 mà 54kg xe 3 cục vàng. Cho chị coi mã 104 đi, em đưa cho đủ cho mình xem luôn nè. Nè, 01 này ha. À, 02. Và 03 nha mấy chị. Là 04 của chị nè chị ơi. Này cục vàng. Nè, bà nhìn cái 04 nè. Quá đẹp luôn nha chị. Bà nhìn cái bông nào cũng mê chưa? Dạ, bộ em mặc 05. Có. Cái này là 06. Ê, cái áo là em đang ghim cái áo cho mình nha, để mình đặt 50 cái áo về, mình đặt cái quần là một cái quần để em ghim bộ cho mình, là mình phải mua đủ hết 50 bộ, là nó 50 bộ nó nhiều. Em ghim lẻ cho mình á, để mình mua cái áo là 95 cành, mà cái nhà mình cái áo là 95 cành nha mấy bà. Nói ủa sao có, em có một cái chị khách kia rồi á, chị đặt cái áo á, hổm cái áo bà ba kia là 119.000, bà đặt cái áo, giao cái áo, bà nói sao cái áo tôi đặt cái áo 119 cành không có cái quần, tôi thấy ngồi lai là nguyên bộ mà sao giao tôi cái áo. Trời ơi, ngồi lai thì tôi mặc nguyên bộ, không lẽ tôi mặc cái áo tôi không mặc cái quần trời. Không lẽ cho tôi mặc cái áo cho tôi mặc cái quần. Chị buồn cho số phận là 62kg cao 1m6 là xe 3 cục vàng. Bên đó thì dễ lắm, bên đó chị để lại 03 có áo lẻ không có quần hả? Dạ cái này là áo lẻ thì sao có quần được chị? Chị cứ phải nhấp vô gió hàng một lần nữa mà chị mua quần nha chị. Chị ơi, cao lẻ mà chín có 95 cành nhè cục vàng, một bộ có 170 mấy cành cục vàng. Nếu mà mua nguyên bộ là mình vô gió hàng mình à, mình sẽ thêm gió hàng, mình thêm gió hàng cái quần, cái mình thêm gió hàng cái áo, cái mình kích lại hai cái mình đặt nguyên bộ. À, còn mà đặt nè, ở bên nhà mình có quần sẵn hay gì á, hoặc là mình không biết. Chắc vải gì, trời ơi, bà nhìn vải bên em nè cục vàng ơi. Dạ. Bảy thùng lấy không sáu 45kg thứ một, chị lấy vậy rồi làm sao em lấy cho mình được, vô gia hàng đặt được có đơn cục vàng ơi, lên nguyên bộ à, cho chị hiểu mua hơn nguyên bộ không được cục vàng, nguyên bộ trong gia hàng nó có nhiều cái nguyên bộ lắm, trong gia hàng có nhiều cái nguyên bộ còn cái này lắm là có nhiều chị mua là mười mấy cái áo luôn á, mua lên bộ sau mà nguyên lên bộ được cục vàng, em lên nguyên bộ là chị mua 5 bộ là chị phải mua 170 mấy ngàn, bà phải mua 5 bộ như vậy luôn á, nó khó. Còn em lên lẻ là chị muốn mua bao nhiêu cái áo lẻ à, rồi bà mua 10 cái áo lẻ cũng được, bà mua chỉ có quần thôi là được rồi. Dạ, 1m56 mà 55kg là chị chọn xe 2 giùm em. Xe 2 chị Nguyễn nè, Diệp em đưa ơi. Đưa lại màu cho nè. 01. E01 nha mấy chị. E02. E03. E04. Ôi đẹp quá trời. E05. Nè, cái nhà mình thấy chưa? Mê chưa? E06. E06 là như cái áo em đang mặc nè. Nút nè, nút ngọc nè. Quá đó đẹp luôn nha mấy chị, nhanh tay biểu hiện nha. E07. E08. E09 nha mấy chị. Đây là E010. Cả nhà mình thấy nè. E010 có E010 có kim tuyến có nha. Có kim tuyến mấy chị. E010 có kim tuyến nha, cái cục vàng ở trong hình mấy chị không thấy á. Vậy mấy chị nhận hàng rồi mấy chị mới thấy nó đẹp nhất cái nắp. Đẹp nhất cái nắp luôn. Dạ, áo lẻ 53kg. Cái này của mình chị Trần Trần nó bị ẩn rồi cục vàng. Cái này của mình nó bị ẩn mà cho lại giùm em, nó bị ẩn rồi kìa. Thấy chị không, cho cái này giùm em cắt ra một cái, cắt ra một cái. Sao mấy mẫu áo không có trong giao hàng? Trời ơi, không có làm sao like được. Dạ có à, chị ơi. Không có, không like được đâu tình yêu. Có mới like, không có, không like được đâu cục vàng ơi. Sao em không thấy E01 à? E01 không, cái nào cũng có hết trơn. Dạ, mẫu E01 của chị. Sao không, cái nào cũng có hết trơn cục vàng. Áo vải thun thôi, đó chị Hạnh Phạm ơi. Không ghim chưa? Không ghim sao đâu, thấy ghim đâu. Chắc là nó phải bỏ gì. Mà con phải để ý cái đó nha. Đâu E01, con lấy đi coi, chị nói E01 có nhà hàng xong có được. Dạ nè E01. Nè chụp cái này lại đi con. E01 này cũng vậy. À có nhiều khi chị thấy trong giao hàng nó đậm hơn, đúng không? Bà thấy trong giao hàng nó đậm hơn đúng không cục vàng? Dạ, yeah, nhiều khi trong giao hàng nó đậm hơn. Nó đậm hơn. Phải gì em? Hỏi vải gì em là chưa mua đồ bên em đâu cục vàng. Bà mua thử một áo bên em đây rồi bà kiếm em nha, bà không có bỏ em được đâu. Dạ yeah. Bà mua của em một áo thôi là bà kiếm em, bà sẽ ghiền em. Nó chờ gì mà khách bên em mà mua là kiếm em hoài là cục vàng, không bỏ em được đâu. Dạ yeah. Cảm ơn cái nhà mình nhiều lắm. Chị đặt rồi 65kg 1m56 là xe 4. E4 là đúng không em? Xe số 4. Cái này là chị đặt xe số 4 mà không biết là chị lấy em mấy thì không biết, nhưng mà đặt là cái này là cái chiều cao cân nặng của cục vàng của em á. Chị Hà vui vẻ, trời ơi, nghe cái tên bà là tự nhiên thấy vui thấy phái rồi trời. Bà đặt cái tên gì bà mê thích gì, tôi thích mấy người mà đặt cái tên gì lắm luôn, mà tôi cũng thích mấy người mà vui vẻ lắm luôn á. Dạ yeah. Cái này là số 4 này cục vàng. Buồn cũng một ngày mà vui cũng một ngày,
Em vậy rồi, chị Hà vui vẻ này nhấp vô cho hàng giúp em đi, chị Hà vui vẻ ơi. Đặt E4 thì vô đặt E4 ha. Và cái size của mình á, cái size của mình cũng là size 4 luôn nha, cũng là size số 4 luôn. Size 4 rồi, mã E4 luôn nha chị. Cái này là E6 nè chị. Mã này là mã E6 nha mấy chị. Ôi sao mà nó đẹp quá trời luôn cả nhà mình. Riêng luôn các cục nhạc, riêng luôn cả nhà mình. Nè, còn cái này là E1. Chị Hà vui vẻ, chị đặt rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị Hà vui vẻ nha. À E09. Rồi ok chị Cẩm Thu. Dạ. Đẹp quá à. Dạ. E02 áo đang mặc 56 cây đỏ. Làm sao E03 cho? Em cũng muốn cho mình lắm nhưng mà làm sao cho được, cục vàng vô giá hàng đặc biệt em. Nếu không biết vô giá hàng rạc á để em tự em hướng dẫn E05 mình, đưa màu để hướng dẫn cho. E06 ở nhà mình có con em gì đó E07 kêu á con ơi cúc dưỡng đang E08 mà thích quá trời luôn á, mà rẻ mà đẹp nữa, con đặt cho mẹ ha. E09 ơi, cái E09 là không thể nào bỏ qua như mấy cục vàng. Thích bộ em đang E010 nha mấy chị. Bà vô bà đặt cho đi để có đơn, để nó hết uổng lắm luôn. Dạ. Cái bông nào nó cũng đẹp hết trơn cục vàng ơi, cái bông nào nó cũng đẹp hết trơn á. Dạ, mình thích là mình nhích liền. Nè, em mặc hai báo trong này 95 cành một áo thôi nha mấy chị. Ôi mặc cái bộ đồ quá rẻ luôn nha, nhanh tới vô giá hàng nha mấy chị. Nó duyên dáng lắm luôn nè, em nói cục vàng em nè. Mấy bà đi đám đi tiệc mấy bà mặc cũng đẹp ha. Rồi á, đi đám đi tiệc mặc bà. Ở nhà mình nghe em kể không? Em mỗi làm đi đám em chốt lần cả trăm bộ bà ba. Trời ơi, gì lấy cho chị bông ba bộ nha, bông xanh hay bông đỏ nha, bộ em đang vải gì mà shop dạ vải thun coi dáng mềm mịn đó nha chị ơi. Hai bộ nha, về ở chị năm bộ nha, cúc dưỡng về kêu nhân viên gửi cho chị nha. Tôi nói mỗi lần tôi đi đám mà tôi mặc cái bộ bà ba nó vui lắm cả nhà mình. Tôi nói nó được khen cả nhà mình ơi, tôi nói lỗ mũi nó nở lên cả nhà mình ơi. Lỗ mũi nó nở lên cả nhà mình rồi, biết cái gì nữa không? Dạ áo em đi mặc là size 2 nha chị. Ờ chút đơn. Đi đám mỗi lần đi đám chút đơn. Mà nói thiệt cả nhà mình. Đồ vậy nè, các cục vàng em đi đám chị cái mặc cũng đẹp ha. Nó duyên dáng, nó sang ha, nó không có lỗi mốt lỗi thời, nó đẹp duyên dáng nha. Rồi đi chợ cầm vô sách nè, cầm bộ đồ nhà cầm vô sách đi chợ nè. Trời ơi, bữa đó cái nhà mình đi hả, tôi nói là được khen lắm luôn. Có nhiều ông xã chở mấy bà đi chợ xong mấy ông có gì tự điện cho bên em mua đồ. Dạ. Em không sáo hết hàng hả, em không biết nữa. Dạ, để coi em xong hết nè. Mã 10. E010. E09. Dạ. E08. E07, E06, E05, E04, E03, E02, cuối cùng là E01 nha mấy chị. Đẹp chưa? Áo em đang bận đẹp quá. Dạ rồi, em cảm ơn chị Phan Kim bông nha. Bông nào cũng đẹp với cục vàng. Bông nào cũng đẹp với cục vàng. Cái này là E06. Ông làng ơi, cái bông nào nó cũng đẹp quá trời luôn. Có bán áo không? Em đang bán áo này cục vàng. Em đang bán áo cục vàng. Để em bán áo lẻ luôn ấy, chị ơi. Vô lên dựng mặc cái áo này cho con. Ô đẹp quá trời luôn mấy bà ơi. Chiếc cái nắp luôn á, E01 khác size 2. Hết size 2 lấy size khác cục vàng. Hết size 2 lấy size khác. Em sẽ lên mã khác cho mấy chị nha mấy chị. Hết xe 2 lấy xe khác. Cái bông hết xe 2 thì lấy xe khác nha mấy chị. Bông khác cục vàng. Bông khác, bông nào cũng rất đẹp luôn nha. Cục vàng lấy bông khác chứ không phải lấy xe khác. Bà phải lấy đúng size và bằng như vừa. Bông lấy bông khác. Bông nào cũng rất đẹp luôn nha mấy chị. Bông nào cũng mê lắm. Bông nào cũng rất là mê. Bông nào cũng rất là mê. Rất hung là chắc không co giãn nha mấy chị. Thoải mái cho mình luôn nha. Mấy chị nào không biết size của mình thì cứ lên chiều cao kèm quan nặng để bên em tư vấn size cho mình luôn nha. Bông rất là mấy cái này là mấy. Ôi ôi cái áo nó duyên ông làng ơi. Mã 04 mấy cục vàng của em, thấy mã 04 thì mấy bà chốt đi. Để nó hết rồi mấy cục vàng của em nói. Ôi hết mã 04 rồi em, hết rồi em. Nó nhanh hết lắm. Dạ. Trời ơi nó đẹp quá trời luôn. Nè E04. Ôi, áo em đang mặc size mấy? Chị này size 2 nha chị. Em mặc size 2 nhưng mà bên em có size tới 5 size luôn. E06 hết rồi. Dạ. Từ đúng rồi chị. 85 rồi chị lượng cái bông khác đi chị, bông nào cũng rất đẹp luôn nè, nha chị. Cái này nè. Cái này là E không mấy con? Dạ em mặc. E phải không? E04. E04 nha mấy chị. Nè. Cái nhà mình thấy nè. Các con vàng em thấy full dáng bên em nè. 54kg mặc mấy 55 C2 giống C2 như em. C2 chị ơi. Mặc C2 giống như em. Nhanh tay vô cho hàng chọn cho chị em C2 nha chị. Bà coi thì cái này còn không? Còn C2 không? Chốt đi để nó hết. Dạ. Yeah.
số 1 bao nhiêu vậy chị? 20 bộ, chị lấy 20 bộ. Cục vàng lấy sỉ thì cục vàng để lại cái này giùm em. Cục vàng lấy sỉ là để lại cái này giùm em. Bà nó hỏi sỉ bên em đúng chỗ đúng nơi. Cục vàng đúng chỗ đúng nơi đó. Bà hỏi sỉ bên em là xứng bên em mai 20 mấy năm rồi cục vàng. Dạ. Đứng nhạc coi nè, đứng nhạc coi nè. Đặt ba cái đứng từ sáng nha. Dạ chị Hương à, ẩm ẩm thực ơi, lên cho em cái chiều cao đó nha chị Hương. Dạ. Ẩm thực ơi. Nè. Đẹp chưa? Dạ. Chị lên chiều cao cho em nữa là em tư vấn sai cho mình luôn nha chị Hương, ẩm thực. Nè, cái nhầm cái bộ đồ nè. Số 1 2 3 4 5 1m55 52 kg size 2 của em. Size 2 nha chị, đen hi kim ơi. Số đặt 3 cái đi em, 52 2 kg em số 2. Nhưng mà chị Hương ẩm thực á, chị vô với hàng đặt mới có đơn. Chị vô với hàng đặt mới có đơn nha chị. Chị lấy 3 cái 5 cái mà chị không vô với hàng đặt là mình đâu, em đâu có giao cho mình được. Dạ. Hết size 2 còn mỗi 08 thôi. Còn mấy cái cầm đây thôi. 08 với còn 08 với không còn cái 08 với 09 này cũng như là hết trơn rồi đó. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Là nó hết trơn rồi. Ở sẽ, còn còn nhưng mà mấy kia còn phải không? 08 là cái nào? Dạ 08. Mà còn còn mấy size số kia thì còn đúng không? Bởi vậy nó mới cục giảm cái còn nào, cái nào còn mấy bà đặt đi, mấy bà đi hết rồi. 08 là cái nào? Cái này. Không, nó chỉ hết size 2 thôi đúng không? Mấy size kia nó còn mới mai hồi chiều mà, mới mai hồi cái này. 08 nha mấy chị. Không chín đâu rồi, không chín đâu rồi. Ôi, màu đỏ nữa. Mã 09 nha. 09 còn có mấy áo à, trời ơi. Nhanh tay nha mấy chị, chỉ còn có vài áo thôi, nhanh tay vô cái hàng nha. Mới mấy ngàn áo mà sao nó nhanh dữ vậy. Trong vỏ hàng sao không thấy vậy khắp. Dạ rồi, vậy em ghim lại cho chị thấy nha chị ơi. Cái này là 09 nè. Còn này không mấy, còn 08 đúng không? Dạ đúng rồi. 08 09. Chị sẽ hết xe 2 thôi mà nó còn có mấy cái. Dạ rồi em mới ghim lại cho chị luôn á chị ơi. Chị vô giới hàng chị coi con gót cho chị đúng không? Nè 08 nè. Ôi là trời, 08 nè có cục vàng. Bởi vì em nói rồi cái giải nè. Mê chưa? Em nói là có còn cái nào mà nhà. Cái nhà mình đặt đi để nó hết uổng lắm luôn á. Em đã nói rồi. Dạ chị cái bộ em đang mặc không em? Có cục vàng em đang bán mà em đang ở trong giao hàng có em mới like được. Không có em không có like được. 1m55 có bộ em đang mặc không em? 1m55 58 kg size 3 cục vàng size 3 chị muốn size 3 nha chị ơi. Không biết mua sao, không biết mua sao em chỉ cho mình nè. À. Em muốn mua sao này cục vàng em, bà để lại cái này giùm em đi. Bà để lại cái này giùm em, bỏ cỏ con cái con đầu ra giùm em, còn con chín con còn lại. Dạ. À. Còn á hả, bữa nay thôi bữa khác kêu nhân kêu á mà con của mình mấy bé nhà nó hướng dẫn cho mình cục vàng, nó đặt giùm cho mình. Nó đặt giùm cho mình sau này á là bắt đầu là mình đặt hàng khỏe lắm luôn. Chứ bây giờ mình mới mình ghi thông tin đồ nhiều khi mình không biết à, nó kêu nó đặt cho mình giùm ha, sau này là dễ lắm cục vàng. Sau này áo bà mặc là... chọn size chọn màu là được, nhắn vô đặt hàng là ok ấy... dễ lắm em ấy gì dạ. Em dạ, mã 08 mã 08 nè, mã E08 nè cục vàng, E08 nè. Ôi, mã đang mặc là mã E04 nha chị. E08 rất đẹp luôn nha. E08 nè, mê chưa? Nó giận thì nó hết mặc, rồi cũng hết. Ôi rồi trời, nó đẹp chiều không có nói nó đẹp. 75 kg vừa không em? Dạ rồi, chị lên cho em cái chiều cao nữa nha. 75 kg size 5 cục vàng. Size 5 nha chị Ngọc Thúy ơi. Đây tôi lên bộ cho mấy bà này, mấy bà nhanh tay để nó hết rồi nó uổng rồi la làng em nữa nha. Hết rồi la làng em nữa nha. Sao chị đặt không có được nha? Ủa sao đặt không được vậy cục vàng? Sao đặt không được? 50 kg 1m 1m54 mà 50 kg là vô với hàng đặt xe 2 giùm em. Vô với hàng đặt xe 2 giùm em. Nè chuẩn bị em lên bộ cho mấy cục vàng của em nè. Chị đây thì con coi trong giao hàng á. Chị nhận hàng là đẹp lắm. Cảm ơn chị Lan Anh nha. Cảm ơn cực nha. 60kg xe máy. Đừng có lên cái này, đừng có lên cái này gì trơn á. Bà 60kg bà cao mấy mấy bà nhắn giùm em cực nha. Dạ, bên em bán cũng 20 mấy năm rồi, chứ nhà mình chỉ lên chiều cao cân nặng giùm em, khỏi cần lên cái này gì trơn, em đọc nó bị vi phạm tội nghiệp em. Mã 08 sao không giống vậy? Ở trong hình nó đậm hơn, đúng không? Dạ, nó chụp hình nó nhiều khi nó không có bắt đèn lên nó cục vàng. Nó chụp ban ngày đó, nó không có bắt đèn lên nó hơi mà tối hơn ở mà mình like. Dạ, nó chụp hình nó không có đúng. Nó chụp hình nó không có bắt cái trời ơi, em nói bên em mà nó chụp nó mang bật hồi đó bác sĩ nó quen rồi. Bây giờ mà tao nói nó, cái lại cái bông này nè,
cái bông này nè, mỗi đợt gì nó nhanh hết lắm luôn đó. Nhà em làm có phiên lan cái nó muốn gần hết mất tiêu rồi, cho nên là nó mặc lên co ba cam nó chụp đại cho cái nhà mình đặt hàng vậy thôi, chứ mà nó không bắt đèn lên á, ban ngày nó không bắt đèn lên, cái điện thoại nó hơi tối, cái màu nó hơi sậm hơn. Dạ, ở ngoài ở này thì nó sáng hơn. Dạ, còn bên em like làm sao, là cái nhà mình coi thực tế nè, mình đang coi là mình đang coi trực tiếp mà. Dạ, mình đang bây giờ cái nhà mình kêu em giao cái khác, mình cũng có cái khác đâu mà giao nè. Ai mua đồ bên em rồi, có nhiều chị nó trời ơi mua rồi nhận hàng đẹp còn hơn trên like nhiều, tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng, giá rất là mềm mại. Cái đó là cảm ơn cái nhà mình rất là nhiều, bán hàng mà được cái nhà mình nó hài lòng là một điều rất là hạnh phúc với cái nhà mình. Một áo lẻ, áo em nào mặc mã mấy, em đang mặc là mã không không mấy trời, em mang mặc mã không mấy trời, đem đưa là áo là con đứa nào đưa lại đưa cho Dưỡng cầm lên cái rồi ghi lại đây, cầm này lên cho Dưỡng cái, đem coi về mã mấy, đem coi mã mấy mình quên rồi, cầm cái này cho Dưỡng lên coi, cầm hết cái đó lên cho Dưỡng, đem đưa màu lại cho cục nhà. Vải gì về chị nè, bà nhìn vải nè, vải hồi mặc hai ba áo trong ngày được nhà mà nó đẹp vậy đó, mấy bà mặc một áo nó còn đẹp dữ luôn nha. Đó, 01 nè, mã 01 nè cục nhà. 02. Ôi nó đẹp ông làng ơi, 03. Nè, 04, mã em đang mặc 04 cục nhà. Mã em đang mặc là 04. Dạ, 04. 05, 05 là chiếc lá nè. Mê chưa? 1m54 55 kg là size 2 cục vàng. Hello chị yêu của em. Hello chị yêu của em, hello Thành Cang, hello cục vàng. Nè. Hello cục vàng xinh đẹp của chị. Cưng trắng nõn nà. Ở đây mấy đứa nó là cục vàng xinh đẹp á, trắng nõn nà. Chị thấy em gì cũng nói cục vàng luôn mà sao cưng trắng quá à. Cưng trắng nõn à. Em mặc không một cái chị xem. Trời ơi nó gần hết rồi cục vàng ơi, đợi cho bà xem cục vàng ơi. Em chuẩn bị lên mã mới nữa nè. Dạ. Chuẩn bị em lên cái này nữa nè cục vàng. Mã 01 bà thích cái nào bà vô bà đặt hàng để nó hết uổng lắm luôn á. Nó gần hết hết trơn rồi, cái nhân viên nó kêu còn mỗi size, mỗi áo còn có mấy, mỗi màu nó còn có mấy áo à. Em sợ online là mày mai là nó bảo đơn nó không có hàng luôn á nè. Bà còn cái nào bà đặt đi, nó hết rồi. Ít sao mà cái nhà mình muốn cái bông này nó cũng không có. Em đã nói cái này là cái hàng nó nhập, hàng nhập giải nhập mà à, cho nên là mỗi được phải về nó khác nhau hết trơn à. Bây giờ ha, cái bông này phải không, mấy ít ngày nữa cái nhà mình kêu cái bông này nữa, đâu có, nó qua được rồi nó hết. Dạ, yeah, cho nên là cái bông nào mình thích là mình đặt đi. Dạ yeah, nè, 01 nè. Trời ơi, có 95.000 cái nó đẹp như thế này mà bà còn chần chừ nữa. Cục vàng ơi là cục vàng ơi. Cục vàng ơi là cục vàng à. Con này nguyên bộ nè. Để em mặc, để em sẽ like cái nguyên bộ này cho cả nhà mình xem nè ha. Nguyên bộ cái này xem nè. Mã 04 hả? Mã 04. Em chưa chịu nữa chị. Trắng nữa, chưa chịu nữa hả? Chưa chịu. Trắng vậy được rồi, trắng gì nữa, trắng vậy là đẹp lắm luôn rồi em cục kìa. Để đen em vừa bỏ qua là mã mấy sao không đọc. Cái này hả? Cái này chưa. Cái này em chuẩn bị lên bộ nè, em chuẩn bị lên bộ nè, chị đợi em một tí. Chị đợi em một tí, nó đứng lại nó che cái màn hình cho em cái, em làm một lần nhóc nhóc cái này luôn. Em làm một lần rất là nhiều trang nên có một vàng, đợi em một tí nha. Để em một tí. Nó che lại em mới mặc lên được để em đi phạt nè. Chuẩn bị em lên cái này lên cho cái nhà mình, mấy bà chuẩn bị nha, cái nguyên bộ này cho mấy chàng em dễ em đặt. Sẽ lên bộ cho mấy chị nha mấy chị. Đồ rất đẹp luôn nha mấy chị, nhanh tay đây là chiều cao kèm cân nặng để bên em tư vấn sai cho mình nha mấy chị. Mấy chị nào không biết cách đặt hàng cứ lên không biết cách đặt hàng để bên em có người tư vấn cách đặt hàng cho mình luôn nha. Cái hộp vàng của em vải này nó khó lắm cái nhà mình, cho nên cái hộp vàng em cái nào vừa ý, bông nào vừa ý cái nhà mình đặt liền đi. Dạ, để nó hết uổng lắm luôn. Rất đẹp luôn nha mấy chị, nhanh tay ép vô giỏ hàng nha mấy chị. Đây cái nhà mình ơi. Đây nè, các hộp vàng của em ơi, ghim cái này lên con. Ôi nó đẹp quá trời. 40 kg số 1 cục vàng, 40 kg số 1, eo 80. Cứ mã hả, lên chiều cao cân nặng giùm em. Dạ, đừng có lên vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì hết, cái nhà mình cứ lên chiều cao cân nặng giùm em. Em bán cũng hai mươi mấy năm rồi cả nhà mình ơi. Sao nào vừa em nói cho mình lấy, sao nào không vừa em báo cho mình không vừa. Dạ, của Dung đó con.
Để em ghim cái này lên cho các cục vàng em đặt ha. Em ghim cái này là mã mấy đây? Đây. 179 nè. Vậy rồi em ghim cho mấy chị rồi đó mấy chị yêu ơi. 179 rồi ôi nó đẹp nhất cái nắp luôn ông làng ơi. Vậy, chị đặt 07 không biết cách của hàng cái cách em ơi. Của không biết hả? Cách của chuyện. 55 kg 1m5 55 kg 1m58 size 2 trời bà bạn em cục vàng. Size 2 chị ơi. Sao hết cái cách sao hết cái chị... chị tư vấn khách cảm ơn em. cảm ơn chị Thành Ken nha. Cảm ơn tình yêu của chị. Chị cũng học hỏi, chị cũng còn học hỏi nhiều lắm cục vàng. À. Mà mình bán thì cứ có sao mình nói vậy à cục vàng. Có sao mình nói vậy, mình chia sẻ thật tình, có sao mình nói vậy thôi. Nè, như mỹ phẩm cũng vậy mà cái này cũng vậy đó, mình sao mình nói y rang vậy à. Đó, và mình bán mình thật tình là nó là sẽ khách sẽ thương nha. Sẽ thương à cục vàng. Nè, đẹp chưa? Cái nhà mình thấy nè, bộ đồ nè. Mê chưa? Ôi là chè. Em bán mã này là nguyên bộ nha mấy chị. Ký dạ. Từ 40 kg tới 85 kg nha. Rồi, cái này đẹp quá trời luôn nè. Quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Ít bữa nay đồ bán luôn Thành Can. Bắt lại đi con. Ôi đẹp quá trời. Cái này là 179 cả nhà mình. Chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Nguyên một bộ luôn, nguyên một bộ luôn. Dạ, nguyên một bộ luôn này cả nhà. Đồ đẹp giá đẹp còn chưa? Rẻ nữa nha mấy chị. Nhà mình thấy nè. À cái này mã mấy không biết, mã mấy con? Nút này là nút đo nha các cục vàng. Tất cả nút là bên em đóng chắc chắn cho mình hết luôn á. Dạ. Nè. Nè con đưa con cứ đưa đủ 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 màu luôn nha. Con cứ đủ màu. B01 nha mấy chị. 01. B02. 02. 55 kg 1m40. Ủa có 1m40 hả cục vàng? Có lộn không? Em phải hỏi cho rõ nha. Nếu 1m40 thì đặt C3. Mã hả 1m mã hả 50 mấy trở lên là phải mặc C2 nhưng mà có lộn không? 1m40 thì mặc mai giúp cao lên giùm em nha. À, em lấy đồ cho thầy giao đi học. Ok ở đâu cũng giao cục vàng ơi. B03 nha mấy chị. Cục vàng ơi. Ở đâu cũng giao. B04 nha. B05 nè mấy chị yêu ơi. B06. B07. Dạ cùng là B08 nha mấy chị. Nhanh tay giúp vô giỏ hàng nha mấy chị. Ôi đẹp mê chưa à. Ưng mã nào thì nhanh tay giúp vô giỏ hàng nha mấy chị yêu ơi. Nhà mình chỉ có 8 màu các cục vàng. Chỉ có 8 màu cả nhà mình. Bông nào cũng mê luôn cả nhà mình. Bông nào cũng rất trời đẹp luôn nha. Mấy bà ha, đi đám đi tiệc đông mấy bà mặc bộ bà ba này cho em cả nhà mình ơi. Tao nói á, bà ba này nó duyên dáng mọi lúc mọi nơi. À, mà cả nhà biết gì không, mấy bà mặc nó thoải mái lắm. Nó thoải mái lắm luôn. Nó đẹp mà nó phải thoải mái biết đồ. Nó đẹp mà không thoải mái sao đồ. Chỉ có 179 cành cho mình thôi nha mấy chị. Mặc đi đám về ha. Tao nói á, trời ơi, tao nói bữa nào mặc đi đám này về ha. Ta nói là chốt cả 100 bộ bà ba cái nhà mình mà ha nó duyên cái nhà mình có nhiều khi cái đầm mấy triệu luôn, có nhiều cái đầm có khi á hả tôi cũng ngựa bà trời lắm, tôi có đầm 5-6 triệu tôi cũng dám mua nó cái cục vàng. Mà có nhiều khi mặc cái đám ít có người khen á, mà có nhiều khi mặc bộ bà ba cái nhiều người khen cái chồng nhiều khen. Tao nói bởi vì em nói mỗi lần mà em đi đám về cái nhà mình có lỗ mũi tôi nó nở ra mấy bà vui á mấy không phái á mấy không mừng á, nhiều người khen á trời ơi, mỗi lần đi đám về cái lỗ mũi nó to ra một chút xíu trời ơi, vui lắm luôn đó cục vàng. Dạ B04 này B mấy? B04 theo bạn giữ mặt là B07 thôi. B07 hay B06 hai cái giống nhau. B07 B06 hả? Cái bộ em đang mặc là B06 còn cái này mã chế đang mặc mấy dạ mã B06 chị Viên ơi. Cái này là B0 cái màu đỏ cục vàng trời ơi mặc quá đẹp luôn nha chị Viên nhanh táp vô giỏ hàng nha chị Viên ơi. Có size 3 cục vàng, bên em có tới size 5 luôn. Bên em từ 1 tới size 5 nha chị. Từ số 1 tới số 5 luôn. Mã chế đang mặc là mã mấy ạ nè, mã B06. Mã 06 nha chị Viên. Chị Ngọc Châu 60kg 16 này C3 cục vàng. C3 nha chị Ngọc Châu ơi. Bên đó bà để lại cái này là được. Bên đó bà để lại cái này là được. Em like 50 mấy trang là bà để lại cái này là được. Còn bên tớp thì mình mới vô cho hàng mình đặt. Dạ, màu hồng, màu hoa nền trắng, không chị.
màu hoa nền trắng. Trời ơi, bây giờ em lên cái nào, cái bông nào thì em lên cho mình này cực vàng. À, cái bông này cực vàng, còn bà nói cái bông khác thì chắc chờ chị bộ với không sao sao. Dạ rồi, chị Kim Hương nhanh tay vô giới hàng nha chị Kim Hương ơi. Chứ chị Kim Hương nói vậy là sẽ không có đơn cho mình nha chị Kim Hương. Cho chị bộ có size 3, 06 có size 3, size 1, 2, 3, 4, 5 luôn cục vàng. Bà vô với hàng bà đặt có đơn cục vàng ơi. Bà nhắn vậy nó không có đơn cục vàng ơi, cục vàng của em ơi. Nè, mấy bà nhìn cái quần bên em nè. Mấy cục vàng nhìn cái quần bên em nè. Nó cái quần không nó cũng xứng đáng đồng tiền không. Có bà ba nữ hoàng, bà ba nữ hoàng ở trong giao hàng đó cục vàng. Bà ba như hoàng em mới mai nhóc luôn tình yêu ơi. Bà vô bà đặt hàng đứng hết bông uổng lắm cục vàng ơi. Cái này là của vuông nè, còn nữ hoàng á thì á ha, cái này là của vuông. Dạ 179 B06 size 5. Nó đẹp nè trời. Ê con cái này B06 phải không đã? Dạ đúng rồi. B06 dạ nè 179. Có vẻ màu trên hình tốt hơn trên lai nhĩ. Có vẻ màu trên hình tốt hơn trên lai nhĩ là sao ta? Tại sao con không biết, không hiểu. Phải ngược lại chứ không phải giống gì. Không hiểu cục vàng ơi, cục vàng ơi. Rồi B04 nè cả nhà mình. Rồi ơi. B04 nha mấy chị. Rồi ơi nó đẹp nè cả nhà mình ơi, nó nhấc cái nắp luôn các cục vàng. Cả nhà mình thấy đẹp chưa? Chị ơi vô đặt áo lẻ hết size 2 rồi ha, em đặt không được. Dạ bà hết bà đâu đặt được. Hết rồi là, sao đặt được gì yêu ơi. Hết đặt được cục vàng. Đổi qua cái qua khác qua đi khác. Chị, qua nào cũng rất đẹp luôn chị. Qua nào cũng đẹp mà. Hết qua này mình đổi bao khác. Tha hồ cho mình lựa chọn luôn chị. Hết rồi bà đặt rồi lấy đâu tôi giao mà biểu đặt cho được. Hết rồi là lấy giao em đeo giao em cho bà chịu không? Em giao em cho bà chịu không? Bà chịu là tôi cho vô giao hàng tôi giao cho bà. Cái bông nào cũng đẹp hết trơn á. Dạ bông nào hết thì mình lấy bông khác cục vàng. Dạ. Bông nào cũng rất đẹp nha chị. Bông nào cũng đẹp mấy không bà còn bông này thì lấy bông khác cũng không sao nha mấy chị. Bông nào cũng đẹp, trời ơi đẹp lên đi mấy mai chứ không đẹp mấy mai được luôn, không đẹp đâu có mai luôn. Biết không nè. Này mấy đây mà mấy mã 05 nè, trời ơi. B05 nó đẹp như cái này nè trời. Nhập vào giỏ hàng. Mấy ba kho lẻ không? Cái này không lẻ chị, lẻ là chị để lại cái này giùm em. Chị Kim Hương, để bên em còn cái này là không lẻ kìa, cái này là nguyên bộ. Chị Kim Hương ơi. Nguyên bộ. Nè, cái nhà mình mua nguyên bộ thế này đúng không? Cái chị Kim Hương mua là giờ bên góc cái này là có cái vỏ hàng á, chị bấm vô vỏ hàng là mấy bà mà rồi ba cái sản phẩm em có ghi mà chị bấm vô chữ mua thêm cái quần đen mua giờ chị bấm vô cái ví dụ chị muốn hết B nào thì chị bấm vô cái mã B đó và chị bấm vô cái size của mình rồi chị bấm vô mua hàng xác nhận này là rồi chị điện thông tin vô là chị sẽ có đơn nha chị Kim Hương ơi. Mã lẻ lúc đầu mã gì em, mã lúc đầu mã gì con coi thì mã lúc đầu mã gì con áo lẻ nè. Cái này là mã 07 nè các cục vàng. Nè, tất cả BD là đều nút đo như thế này nè. Dạ, một bộ có 179 là cục vàng. Ôi mấy bà thấy không? Đồ mã 26 á chị yêu ơi. Đồ này mấy cục vàng của em mua 200 mấy ngàn bộ đồ nó cũng xứng đáng đồng tiền cả nhà mình đúng không? Lẻ quần lúc đầu mã gì? Dạ, các cục chị sen cao ơi, áo lẻ quần lúc đầu là mã 26 chị sen cao ơi. Tiền mấy bà. Cái bà mua nè, bữa nay có 179 nha. Quần có túi nha, quần lưng bản nha, có túi nha, túi là túi sâu và túi rộng nha. Dạ. Túi là túi sâu và túi rộng nha cái dòng mẫu này. Ôi nó đẹp quá trời luôn. Không thể nào diễn tả được. Mã 05 nha mấy chị, cái mã hình ảnh mới 05 nha mấy chị. Mã 07. Mã 07. Mã 07. Ôi nó đẹp quá trời. Đi đám với tiền đâu các cục vàng em mặc bộ đồ này giùm em ha. Mấy chị nào mà không biết size của mình thì cứ lên chiều cao kiện mã nặng để bên em tư vấn size, hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn nha. Nó nhức cái nắp luôn mấy bạn ơi. Dạ. Đẹp chưa? B03. Ôi là trời. B03 nha mấy chị, nhanh tay vô giỏ hàng. Ôi B03 là... nha mấy chị. Quá trời đẹp luôn nha. Trời luôn, cái nhà mình chỉ ơi. Có 179 dạ. Cành thôi nha mấy chị, nhanh tay vô giỏ hàng nha. Bên em nè, các cục vàng em thấy cái quần nè. Mấy chị nè, mấy chị thấy nè. À, mấy cục vàng em thấy nè. Cái quần nè. Mê chưa? Nó là cái quần không là cái nhà mình thấy xứng đáng đồng tiền cho. Bộ đang mặc bao nhiêu chị? Có 179 cành. Dạ 179 cành đó nha chị. Nhanh tay vô giỏ hàng nha chị. Có 179 cành là cục vàng. Đồ nó vừa đẹp vừa rẻ cho mình luôn nha. Trời ơi cầm bộ đồ vô là muốn mặc liền luôn đó. Tôi mặc vô luôn nè. Tôi mặc vô luôn nè. Trời ơi trời. Thiệt chứ cầm bộ đồ là muốn mặc vô liền nè. 179 cục vàng. Cho 1m55 xe 3 tình yêu xe 3 nha chị yêu ơi. Nhanh tay vô cho hàng nhắn vô xe 3 là sẽ có đơn nha.
179 cục vàng. Trời ơi, tôi mặc 2-3 bộ vô này luôn. Chị này lên phải để như lại. Má tình yêu mặc một bộ nó sẽ đẹp nữa. Chị chính bé ơi. Chị là cho dưỡng mặt cái quần ấy thôi. Một bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị, nhanh tay giúp vô cho hàng nha mấy chị. Còn mấy chị nào mà không biết cách đặt hàng thì lên là không biết cách đặt hàng để bên em tư vấn là sẽ chỉ mình hướng dẫn mình cách đặt hàng luôn nha. Mấy chị nào mà không biết size của mình thì cứ lên chiều cao kèm cân nặng để bên em tư vấn size luôn nha. Cái này mã mấy con? Dạ 03. Ồ đẹp hết trơn luôn. Đây 03 gì? Ôi là trời. Nè, 1m55 62 62 kg size 3 cục vàng. Dạ xe ba chị yêu ơi, nhanh tới nhà mình nha chị. Em nói với các cục vàng của em là cái bông nào nó cũng đẹp hết trơn á mấy bà ơi. Dạ. Em nói là cái bông nào nó cũng đẹp hết trơn á. Thấy chưa? Quá dạ. Trời đẹp luôn nha, mã 03 nha, B03 nha mấy chị. Em mặc 2-3 bộ trong này. Cái cục vàng em mặc một bộ nó sẽ đẹp nữa. Nè. Từ cái phôn dáng em mặc 2-3 bộ trong này. Từ phôn dáng nó đường kim mũi chỉ. Đẹp chưa cả nhà mình? Mã 03. Cổ dạ. Là cổ vuông tay phồng nha mấy chị. Dạ. Mã 03 nha các cục vàng. Mã 03 nha mấy chị, nhanh tay vô cho hàng nha mấy chị. Đẹp chưa? Nhất cái nắp chưa? Một bộ chỉ có 179 cành thôi nha. Bộ bà ba cổ nữ vàng đi em. Dạ cái này là bên em đang like cái bộ mẫu em này rồi chị. Em like nữ hoàng vô là nó bị lên đường toàn quân. Chị muốn mẫu nữ hoàng chị vô giá hàng chị đặt hàng cục vàng. Chị vô giá hàng á chị. Giá hàng em là có bà ba cổ nữ vàng luôn chị. Ê nó nè. Hôm nay nha. Mấy cục vàng của em mà đặt chỉ cần một bộ đồ thôi, chỉ cần một cái áo thôi cũng có kèm quà cho các cục vàng của em nha. Dạ. Hello chị Hoa Văn Hoa nha. Chị chín bé lên cái này giúp em nha chị chín bé ơi. Mấy chị nào mà không biết size của mình thì cứ lên chiều cao kiểm lên chiều cao cân nặng giùm em. Chiều cao cân nặng là sẽ có size cho mình nha mấy chị. Đẹp quá trời luôn cả nhà mình. Dạ. Đẹp quá trời luôn các cục vàng. Bộ đen bật mã 03 nha chị Lê Nguyễn ơi, nhanh tay vô gió hàng nha chị Lê Nguyễn ơi. Mã 03. Mã 03 nha chị Lê Nguyễn. Ồ đẹp quá trời luôn á chị. Để em đưa nè, em đưa cái bông lên cho mình xem nè. Em đưa bông lên cho mình xem nè. Dạ, mã 03 cục vàng, mã 03 cục vàng. Nó đẹp nhất cái nách luôn bà. Nó đẹp. B01 nha mấy chị. B01. B02. Dạ. B03. B04. B05. B06 nha mấy chị. B07. Để cùng là B08 nha mấy chị, nhanh tay vô cửa hàng nha đó, mấy chị. Cái nhà mình thấy bông nào cũng mê chưa? Dạ. Ưng mã nào thì nhanh giúp tay. Mã nào thích cái bông nào cái nhà mình nhanh tay, cái nhà mình thao tác và giao hàng, cái nhà mình đặt hàng rồi 179 cành. Chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Nguyên bộ thế này nè. Cái các cục vàng của em biết chị không mấy bà, đặt thêm cái quần. Đặt thêm cái quần đen hay là cái quần trắng nữa là mình thành 3 bộ luôn. Một bộ mà mình đặt thành 3 bộ luôn. Dạ. Về cái nhà mình phối cái bộ đồ này, cái nhà mình muốn phối với quần đen, quần trắng như các cục vàng của em phối ha. Quần dạ. Đen quần trắng gì cũng rất đẹp luôn nha mấy chị. Dạ. Mình mặc nguyên bộ rồi cái mình phối quần đen quần trắng cũng rất là đẹp luôn cái nhà mình. Chỉ có là 179 cái nhà 179 cành thôi nha mấy chị. Quá dạ. Hời luôn nha. Đồ đẹp còn giá lại vừa hời cho mình nữa, nhanh tay vô cửa hàng nha mấy chị. Mấy chị nào mà không biết cách đặt hàng thì cứ không biết cách đặt hàng để bên em có hỗ trợ đặt hàng cho mình, cách đặt hàng chỉ cách mình đặt hàng luôn nha. Cái này là B04 này các cục vàng. B04 nha mấy chị. B04. Quá đẹp nha mấy chị. Ôi. Nè. Mê không cái nhà mình. Cái nhà mình đi đám hay tiệc đâu mấy bà mặc cái bộ đồ này á. Ồ nó sang lắm luôn nha các cục vàng. Cổ là cổ vuông tay phồng có đó. Đính dạ. có nút ngọc đôi nha mấy chị. Em mặc 2-3 bộ trong này nè mấy cục vàng, em mặc một bộ nó sẽ đẹp nữa nha. Tôi mặc 2-3 bộ trong này luôn á. Dạ. Ồ đẹp quá trời luôn. Quá trời đẹp luôn nha mấy chị. Nhất cái nách luôn mấy cục vàng của em ơi. Màu đen mặt là B03 nha mấy chị. Nhanh táo vô cửa hàng B03 nha. Chị vừa đặt hàng thành công. Dạ rồi em cảm ơn chị Kim Sơn cảm nha. Cảm ơn tình yêu của em. Cơ 1m6 B04. Chị Trúc Nguyễn cơ 1m6 63kg size gì vậy ạ? À? Bộ B04 cái này là cổ vuông, cái nhà mình bên kia là các cục vàng của em á. Chị Trúc Nguyễn ơi, nhân viên em nó chốt đơn cho mình là nói cái bộ này á là hả cổ vuông ha. Cổ vuông. Ê cái bộ này Dưỡng đang mặc bộ nhảy quên à. Không 03 gì? 03 B03
À, cái nhầm thấy chị mê nào? Shop em dạ rồi, em cảm ơn chị Kim chơi. Kim Sơn. Em báo phải có người mê vậy chứ không có người mê là chích luôn á. Cảm ơn chàng em nha. Bà gì bà mặt đẹp và mắt bà bổn hộ gì em nữa nha. Dạ đem lột ướt bộ ra nè, tôi bật 2-3 bộ trong này. Ê cái này là B05 nha cả nhà mình. Ê cả nhà mình thấy cái bông nè. Cái bộ đồ nè, đẹp chưa? Cổ vuông tay phòng nha mấy chị. Em nó bả nhà cả nhà mua đồ bên em cái nhà mình nó xứng đáng đồng tiền mấy cục vàng của em lắm luôn á. Dạ, đúng không? Đồ đẹp giá lại còn xinh nữa nha. Em nó mình ở nhà mình hỏi xem nhà. Em mẫu này cũng đẹp, em mẫu nào cũng đẹp dạ con. Em cảm ơn chị Kim Sơn. Cảm ơn vàng của em. Cái cục vàng của em bây giờ mua đồ khỏe không? Cái nhà mình ngồi nhà mấy bà lướt thôi. Cái bà chỉ cần đặt hàng cái hàng giao tới nơi, có nhiều khi mình đi mua chưa chắc nó đẹp như thế này, chưa chắc mày hàng nó rẻ như thế này đúng không? Dạ. À, những cái mà hài lòng cả nhà mình á là em sẽ có nhiều cái động lực, em sẽ ra nhiều mẫu cho cả nhà mình. Mã 33 em xem lại cho chắc được không? Mã 33 vô với hàng xem giùm em cục vàng. Vô với hàng xem giùm em cục vàng. Và vô với hàng mà xem giùm em. Ô đẹp quá, màu đỏ nữa nè cả nhà mình. Màu đỏ nè các cục vàng. Trời ơi, vải bên em bà hỏi vải gì bà chưa mua đồ bên em rồi. Bà mua đồ bên em thử đi cục vàng. Ôi, vải nó mặc nó mát lắm cả nhà mình. Em đã nói rồi mà nó đẹp mà nó phải thoải mái, nó đẹp mà mặc nó mát lạnh rồi cục vàng. Ôi. Chứ nó đẹp mà mấy bà mặc cái loại nhiều loại vải mà nó nực quá, nó không có đồ co giãn mặc nó hầm lắm. Còn cái này ha, mặc bộ đồ 5-7 năm chưa hư bộ đồ nó trời. Này bé thun là nó mát lắm nha mấy chị. 55 là số 1 cục vàng mà bên đó để lại cái alo là đồ cục vàng. À, em lột ra bớt cái một cái gì lại dùng lột bớt ra bụng con. Hỏi mặc 2-3 bộ trong này luôn mấy bạn. Mà nó không hề được nha cái nhà mình. Khỏe lắm. Dạ. Đây rồi. Đi. B06 nè. Em sẽ lên cái bộ khác nha. Qua nó sẽ khác một xíu nha mấy chị. Mấy chị nào để lại cần chỉ là chiều cao cân nặng nha mấy chị. Tôi lột bớt bộ nè. Cái này là B06 nè. Ồ đẹp quá trời luôn cả nhà mình ơi. Các cục vàng của em thấy đẹp không? Chứ em mê lắm luôn á. Em mai mỗi ngày em bám mỗi ngày mà em còn mê quá trời luôn các cục vàng. Dạ. Yeah, bộ đen mặt là B06 nha mấy chị. Yeah. Nhanh tá vô giá hàng nha mấy chị. B06 các cục vàng. Dạ. B06 cái nhà mình. Nhà mình thao tác với hàng, cái nhà mình đặt để có đơn nha. Đẹp không? Cái nhà mình thấy bộ đồ nè. Thao tác cho cái hàng để mới có đơn nha mấy chị yêu ơi. Dạ 179 nha các cục vàng. Chỉ có 179 nha các cục vàng của em. Nè em đưa màu lại cho cái nhà mình xem nè. Em đưa màu lại cái nhà mình xem nè. Bữa nay tiếng đạt phát triển. B01 đạt la như dưới dưỡng 3 bữa là tiếng đạt sẽ phát triển rất là mạnh. B02 nha mấy chị. Em rõ. Em xem rõ B02. Đây B02 nè cục vàng ơi, nó đẹp lắm bà ơi. Nè bộ cục vàng nguyên một bộ. Dạ đúng rồi nha. Chị Nhung Trần ơi, nguyên bộ luôn á chị Nhung Trần nguyên ơi. Nguyên một bộ luôn chứ không phải áo lẻ nha cục vàng. Nguyên một bộ nè, B02 nè, nè B01 nè. Trời ơi B01 nó cũng nhất cái nắp luôn cả nhà mình ơi. Quá đẹp luôn nha mấy chị. Nhanh tay giống như nhỏ hàng nha mấy chị. Bà nhìn B02 nè chị. Trời ơi, đồ qua wow, là qua nhí rất đẹp luôn nha. Từ 4kg đến 85kg, số 1, 2, 3, 4, 5. B03 nha mấy chị. B03. B04. B05. Ôi, ai nè ha, ai mà thích nhu nhu nha. Các cục vàng của em, ai mà thích nhu nhu á, thì cái nhà lấy. Mua cho mẹ, mua cho bà gì cũng rất là đẹp luôn nha mấy chị. Trời, mình mặc cũng đẹp. B06. Trời, nhu nhu với mấy bà mặc lên đẹp lắm á nha. B07. Để cùng là B08 nha mấy chị. Dạ. Nguyên một bộ thế này nè. Dạ nguyên một cái bộ thế nè. Mà chỉ có là 179 cành thôi nha mấy chị. Đây bà coi lại B02 nè 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 nè. Trời ơi B02 nó đẹp nhất cái nách nó cực vàng. Vàng nè. Nè. B02 nha mấy chị. Nè nhìn bộ đồ này cực vàng. Quá đẹp luôn nha mấy chị. B02 ôi là trời. Nó đẹp quá trời luôn cái nhà mình ơi. Quá xinh. Nè. Mê chưa? Lúc là bên em đóng ngọc 2 hộp luôn á. Dạ B01. Trời ơi B01 cái quần xanh ông làng ơi nó đẹp lắm một vàng ơi. Cả nhà mình thấy 7 màu không có thể nào bỏ qua màu nào luôn á đúng không? Nè, mấy chục vàng của em thấy cái quần chưa? Mấy bà có thấy cái quần chưa? Mấy bà có thấy cái quần lưng bảng nè, nó xịn sò chưa? Nó tỉ mỉ từng mũi kim đường chỉ không? Đẹp chưa? Nhất cái nách không? Có 179 cành hà. Dạ. Cả nhà mình ai đang xem like cả nhà mình cho em xin một nút tim tim giùm em. Ôi là trời, tôi mặc kia luôn, tôi trọng vô luôn, tôi mê quá trời luôn rồi. Tôi mê quá trời luôn rồi. Để bên này để là cái alo giùm em không? Một áo bao nhiêu? Cái này là nguyên bộ cục vàng. Còn áo là 95 cành cục vàng.
áo là trong cái bả áo là bên em có lẻ này 95 cành, còn này nguyên chân con 65kg vừa không em, 65kg là size 4 một kìa. Dạ vừa, chị size 4 của mình là vừa đẹp với mình luôn nha mấy chị. Rồi đem lên cái mã B02 cho mấy chị xem nha. Đẹp quá, cầm bộ đồ muốn mặc lên liền. Mã bông B02 là bông nhí nha mấy chị. Có đính 2 nút ngọc luôn nha mấy chị. Quá đẹp cho mình luôn nha. Một bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Nhanh tay chốt đơn nha mấy chị. Mấy chị nào mà không biết size của mình thì cứ lên chiều cao kèm cân nặng nha mấy chị. Quá đẹp luôn nha mấy chị. B02 nè, B02 nha mấy chị. B02 các cục vàng của em ơi, nó đẹp quá trời mấy bà ơi. Dạ, đi đám rồi tiền đâu mấy cục vàng, em mặc cái bộ đồ này nè, trời ơi là trời, ta nói hen. Nó duyên ha. Bộ đồ sao mà nó duyên nè, cái nhà mình thấy tai phòng nè, cái bông mình nó duyên quá trời. 0204 đỏ màu sậm hơn ạ. Dạ cái này là do chụp hình đó chị yêu ơi. Đúng rồi, do chụp hình. Hồi nãy gì em nói sao? Nó chụp hình nó mặc lên con Barakam nè, chụp cửa hàng nó không có bắt đèn lên. Dạ. Chị đừng có coi qua hình ảnh, chị coi qua trực tiếp luôn nè mấy chị. Dạ, trực tiếp là, màu sao là nhận đơn nó sẽ là màu y chang như vậy luôn á. Em mặc lên cho mình có cái hình đó là mình mua thôi. Trời ơi, có nhiều khi chụp có hình lên 2-3 bữa là đã hết hoàn hàng rồi. 53kg được không em? Dạ chị ơi, em có size từ 40kg đến 85kg. Bà 53kg mặc size 2 giống em á. Dạ, chị user mặc size 2 chị user ơi. Ồ đẹp quá trời luôn. Ôi cái bông nào cả nhầm thấy không? Ồ đi đám nó thiệt đâu mấy bà mặc bùa ba này cho em ha. Nó trẻ trung duyên dáng mà nó đẹp, những cái mẫu này cái nhầm thấy không? Mình mặc hoài hả? Mặc vô là chỉ có thích thôi nha mấy chị. Đâu thể nào mà nó lỗi mốt mấy cái mẫu này cái nhà mình mặc cái duyên dáng. Ôi cái mẫu này 02 đẹp quá trời luôn cái nhà mình ơi. Mấy chị mà đi đám tiệc là người ta nhìn lé mắt luôn nha mấy chị. Thiệt á. Duyên. Chị em phụ nữ chúng ta là đẹp duyên dáng. Chị em phụ nữ chúng ta mà ta nói hổng mặc bà ba nó có lỗi với bản thân mình lắm luôn á cả nhà mình. Đúng không? Dạ. Yeah. Cảm ơn tình yêu của em nha. Nè. Vừa được Huy tặng cảm ơn nha. Có tặng quà em cảm ơn rất là nhiều. Ta nói ha, chị em phụ nữ chúng ta là không có gì mà bằng đẹp duyên dáng đúng không? Chị em phụ nữ chúng ta mà ta nói không có mà ha, mặt bà ba nó có lỗi với bản thân mình lắm luôn á trời. Nó có lỗi với bản thân mình lắm luôn á. Dạ. Yeah. Đẹp không? Quá đẹp luôn nha mấy chị. Vải nè. Mã là B02 nha mấy chị. Dạ. Lên chiều cao giùm em. 55kg cũng lên chiều cao giùm em ha. Chiều cao kiểu cân nặng để bên em hỗ trợ tư vấn size cho mình nha. 55kg mà cao mấy 55 thì size 2 thôi. Mà 55kg mà cao mấy 55 thì size 2 thôi. Chị Thanh Thủy là một bộ là chỉ có 179 cành thôi nha chị Thanh Thủy ơi. 55kg là chị cao bao nhiêu? Bà chịu khó bà lên chiều cao cân nặng giùm em. 179 cành thôi nha chị Thanh Thủy ơi. Chịu khó lên chiều cao cân nặng giùm em. Mã em đang mặc là B02 nha chị Thanh Thủy. Ví dụ em 54-55kg nè nhưng mà chị Ngọc Duyên vải gì vậy bạn? Do vải thun á chị Ngọc Duyên ơi. Nhưng mà em lên 3 cân nữa vẫn vừa tại vì nó có đồ co giãn. Vải thun co giãn thoải mái cho mình lắm nha chị Ngọc Duyên. Cao cân nặng giùm em, chịu khó lên chiều cao cân nặng giùm em. Dạ. Tất cả trong giao hàng đều có cái bản màu bản size nhưng mà cái nhà mình lên chiều cao cân nặng. Dạ cái này là tùy vào tài khoản của mình đó nha chị. Phí ship là tùy theo tài khoản của mình cục vàng. Tùy vào tài khoản của chị á, chị Thanh Thủy chứ ơi. Em, bên em là không có nhận một cái ngàn phí ship nào của mình trơn. Trời ơi, tôi mặc 2-3 cái quần trong này. Em mặc 2-3 bộ trong này nè, các cục vàng. Tôi mặc 2-3 bộ trong này nè, mấy cục vàng em mặc một bộ nó sẽ đẹp nữa. Dạ. 65kg cao 16 là đặt xe 4 giùm em, tình yêu Thí Lê. Dạ. 56kg cao 58 là xe 2. Dạ. Chiều khó lên chiều cao cân nặng giùm em. 49kg có xây không? 49kg là thường mặc xe 1 có cục vàng. Chiều khó lên chiều cao cân nặng giùm em nha. Mấy chị lên chiều cao cân nặng để bên em hỗ trợ tư vấn size cho mình nha mấy chị. Bà mặc nó đẹp ông làng ơi. Dạ, đặt xe 3 giùm em. Mấy chị tròn tròn mặc mấy cái bộ đồ này thôi chứ nó sang ai mà chịu cho nổi cái nhà mình ơi. Dạ. Nó sang ai mà chịu cho nổi đồ bà ba nè. Vải là vải thun á nha mấy chị nên rất là thoải mái cho mình vải luôn á. Vải thun lưới ở nhà mình. Mình cả nhà mình thấy không? Thun lưới bán rất là nhiều. Đây là có tay dạ, phòng nha mấy chị, đính nút ngọc, hai nút ngọc luôn nha mấy chị. Trời mặc bộ đồ 575. 47kg cao 155 số 1 cục vàng. Dạ, lấy chị 27 20 bộ. 77kg cao 16, 77kg 16 là đặt xe 4 nhưng mà chị comment dạ không có đơn. Dạ. À, chị vô giá hàng đặt mấy có đơn cục vàng. Một bộ là chỉ có 179 cành thôi nha dạ. Mấy chị. Đồ vô, đẹp còn vừa rẻ cho mình nữa nha mấy chị. Lấy chị thì em lấy được mà em đâu có biết đổi với mình sao bây giờ. Chị cho chị xem màu lại 4, em ơi nè. 54kg cao 54kg xem đến 53 xe 2 cục vàng. Xe 2 nha chị ơi. Xe 2 chị Thanh Thủy ơi, nhanh tép vô giá hàng nha chị Thanh Thủy. B01. Mặc quần trắng được không? Được. Dạ được á chị.
cái này là mình nguyên bộ nguyên set nè. Cái mình muốn mặc cái quần trắng mình mặc, mình muốn mặc cái quần đen là mặc. Em mới nói đó, có nhiều chị mua bộ đồ, trời ơi chị mua một bộ, chị mua một cái quần trắng, một quần đen bên em, chị mặc thành ba bộ luôn. À, nè, chị mặc cái quần trắng, chị muốn mặc quần trắng, chị mặc quần trắng, bà muốn mặc quần đen là mặc cái quần đen, ba bộ luôn, thành ba bộ luôn. Dạ. Yeah. Nè, 01. B02 nha mấy chị. B02. B03. B04. B05. B06. B07. Dạ, cùng là con B08 nha mấy chị. Cái nhầm thấy đẹp chưa? Nhanh tám với cái hàng nha mấy chị. Đủ màu luôn, có nhiều chị lấy đủ màu, còn cái tua mai nữa. Bây giờ là tôi nói là nhân viên em nó công nhân nó mai 2-3 giờ sáng không cái nhầm mà. Dạ. Hít mà, biết hít má nào thì đừng ngần ngại mà ơi. Không chốt đơn nha mấy chị. Chị biết đặt hả? Ok. Dạ rồi, chị vô dịp nha. Dạ. Chị biết đặt vui với hàng đặt giùm em. Chị đặt là 77kg là sẽ 5 nha cục vàng. Là màu đen mặc hả? Dạ đúng rồi chị. Màu đen mặc là màu B02 chị Trung Dung Trần ơi. Nhanh tay vô gió hàng chị Dung Trần. Không biết đặt. Nhắn hoài á, em mà không nhắc là bà tưởng là nhắn vậy là có đơn á. Có gì chị đâu. Em đang mặc là B02 luôn nha chị Dung Trần ơi. Có gì chị đâu có biết đâu. Có gì chị tưởng là lấy cho chị hai bộ. Size 5 nha em hay size 2 nha em. Tưởng là vậy là có đơn, đâu có đơn được. Dạ. Mấy chị mình chỉ mấy chị phải cần thao tác chưa? Dạ rồi. Cảm ơn chị Dung Trần nha, chị đặt mình đặt được rồi. Dạ rồi. Em cảm ơn chị Dung Trần nha. Cảm ơn cục vàng. Đẹp quá trời luôn á. Đẹp quá trời cái nhà. Ủa chị không biết đặt hả? Mặt sai mấy. Dạ chị Khải Trần lên cho em cái chiều cao đó nha chị Khải Trần ơi. Bỏ con không đầu lại giùm em nha. 61kg cao bao nhiêu cục vàng ơi? 61kg. Lên cho em cái chiều cao đó nha chị Khải Trần ơi. 61kg lên chiều cao. Cái nhà mình chịu khó lên chiều cao cân nặng giùm em. Dạ. Size 3. Trời ơi, size 3 chị Khải Trần ơi, size 3 là góc đẹp vừa đẹp với mình luôn nha. Vừa đẹp rồi bà có lên 2-3 cân nó mặc vẫn vừa cục vàng. Ồ đẹp quá trời luôn cả nhà mình. Đồ này cả nhà mình ngon thiệt đó. Đồ em đang mặc là mã B02 nha mấy chị. Nhanh tay view cho hàng nha mấy chị. Ê, tôi mặc 2-3 bộ trong này nè mấy cục vàng. Mặc 2-3 bộ trong này nè cả nhà mình, cả nhà mặc một bộ sẽ đẹp nữa ha. Mặc 2-3 bộ luôn á. Phải thoải mái không? Đồ mặc nó thoải mái gì đâu luôn á. Bãi là bãi thôi, bãi thun co giãn mềm mịn cho mình luôn nha mấy chị. Nó đẹp mà nó phải thoải mái mới được cả nhà mình. Nó đẹp mà nó phải thoải mái mới được cả nhà mình. Có 179 cành. 179 cành một bộ thôi nha mấy chị. Đồ vừa xinh lại còn vừa hời cho mình luôn nha. Đồ này cả nhà mình thấy không? Cả nhà mình mua 200 mấy cành nó cũng xứng đáng đồng xiềng mấy cục vàng của em đúng không? 200 mấy cành nó cũng xứng đáng đồng xiềng mấy cục vàng của em nữa. Chị hôm nay chị có 179 mà đặc biệt hôm nay nha. Đặc biệt hôm nay cái cục vàng em cho dù mấy bà đặt có một cái áo thôi. Em cũng có kèm sản phẩm cho mình. Dạ. Kèm quà tặng cho còn mình luôn nha. Cái nhà mình đặt một càng nhiều thì nó cái quà càng nhiều, quà 8 tháng 3 nha cả nhà mình nha. Dạ. À của ít lòng nhiều, em có lòng á em kèm cho mình nha các cục vàng. À, chúc cả nhà mình nè 8 tháng 3 nè nhiều sức khỏe nè, nhiều hạnh phúc nè, nhiều thành công nè, được nhiều được trọng thương nhiều nè. Rồi đặc biệt một điều biết gì nữa không? Mãi xinh đẹp nha. Mãi xinh đẹp tôi mới chịu nha. Nè, còn mình thích cái gì mình nhích cái nhà mình. Mình thích cái gì mình nhích cái cục vàng. Có quần trắng áo đỏ không em? Dạ có chị. Quần áo đỏ trong cái hàng. Nhanh tay giúp vô cái hàng nha chị. Trong cái hàng có chị ơi. Trời ơi áo bên em đủ màu luôn cục vàng. Báo bên em đủ màu luôn bà. Áo bên em đủ màu luôn. Màu thì thon nhiều lắm luôn. Dạ, vô coi cái mã máy. Vô coi cái mã máy tình yêu. Ồ, cái bộ đồ nó đẹp thật trời. Không có gì quần trắng gì. Quần trắng là con quần trắng là trong cái mã quần đen á, rồi bắt đầu nhắc vô là sẽ có quần trắng quần đen. Không chờ đông chờ, hiểu chưa? Đó từ từ các bạn biết các bạn như bạn hướng dẫn cho khách. Trời quần trắng là mã 2 chị yêu ơi, nhanh tới vô cửa hàng nha chị yêu. Mã 2 của mình á. Rồi bộ đồ nè. Nhầm thấy nè, từng cái đường kim mũi chỉ ha, tay là tay phòng giữa nhà mình ha. Đẹp chưa? Có đính nút ngọc luôn nha mấy chị. Có đính nút ngọc đính đôi cho mình luôn nha cả nhà mình. Nè. Đồ xinh giá lại còn rẻ. Co giãn nè. Dạ. Mê ha các cục vàng, chỉ có là 179 cả nhà mình. Chỉ có 179 các cục vàng. Dạ. Nhanh tap vô cho hàng nha mấy chị. Đồ xinh giá lại còn rẻ nha. Dạ, B2 70kg. Dạ rồi chị Linh. Để lại cái này giùm em. Bà để lại cái chị này để lại cái này giùm em nha chị yêu ơi. Cái đó là không biết chút đơn cho mình. Chị để lại cái này giúp em nha chị yêu. Tôi mặc mấy bộ trong này nè trời ơi là trời thiệt chứ. Mấy cục vàng em mặc một bộ sẽ đẹp nữa. Em mặc 2-3 bộ trong này. Má em đang mặc là mã B02 nha mấy chị. Thấy phù dáng không? Mặc 2-3 bộ mà cái nhà thấy có mắc phọt không? Dạ,
đẹp lắm luôn nè, vải nè, cái mắt lạnh luôn cả nhà, vải thun co giãn mềm mịn cho mình luôn nha, đẹp mê chưa. Chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị, quần lưng bản nha, cái cục vàng áo trơn trong cho hè nhóc luôn, cục vàng áo trơn. Hello chị Xiến Quỳnh nha, đẹp không? Ôi, cái nhà mình quá trời đẹp nha mấy chị, cái đẹp luôn, cái nhà mình nhanh tay nhấp vô gió hàng nha mấy chị, để có được đơn cho mình nha. Vàng áo trơn bên em nhiều màu lắm luôn á, dạ áo trơn bên em nhiều màu lắm luôn á, có nhiều chị là mua đủ màu bên em luôn á, tình yêu đủ màu bên em luôn á, cục vàng áo trơn là bên em là mã số 5 á chị yêu, mã số 5 á cục vàng. Trăm lẻ chín không? Dạ đúng rồi, cái áo rồi. Áo công bên em á, con công là xứng đáng cho mình luôn. Con công là bên em là xứng đáng cho mình luôn, cục vàng. Mã 14 á nha chị yêu ơi, chị nhấp vô chỗ hàng chị coi mã 14 là sẽ có cái áo lẻ đến đá công nha chị. Đá công là mã 14 cục vàng. Trời ơi, con công bên em là xứng đáng luôn á cục vàng. Đá con công bên em là xứng đáng luôn cục vàng. Ôi đẹp quá cái nhà mình ơi. Quá chị đẹp luôn nha mấy chị. Hình như là muốn hỏi tiếp á, nói kia nó bị đi phải. Nè, ồ đẹp quá trời luôn. Rồi cái này mã máy mà đẹp quá vậy con. B08 này các cục vàng. Mã B08 nha mấy chị. B08. Quần á, một cái quần màu ngói nè. Quần màu ngói nè cả nhà mình. Cái nhà mình ai đang xem, cái nhà mình cho em xin một nút tim tim giùm em các cục vàng. Xin một nút tim tim vào màn hình nha mấy chị. Đẹp quá trời luôn nha mọi người. Tôi nhấp cái nắp luôn mấy cục vàng của em ơi. Quá trời đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Nhanh tay nhấp vô gió hàng nha mấy chị. Nè, cái quần bên em là cái nhà mình thấy nè, nó nặng tiểu nè. Nó đẹp như thế này nè, cái nhà mình, thấy không? Quần lưng bản cho mình nè, mê chưa? Dạ. Đó. Mã này là mã B08 nha mấy chị. Mẹ, đẹp. Còn mã em đang mặc là nè, mã B02 nha. Những cái bộ này nha, những cái màu này nó nhu nhu với cái mầm, cái nhà mặc lên nó đẹp dứt cái nách luôn nha, cục vàng. Này B08 phải không? Dạ đúng. Nè. Nó nhu nhu vậy nè ha, chứ đẹp nhất cái nách luôn nè. Bộ che lại với mặt bộ đây, tôi không thấy. Tôi không thấy bộ nào cũng mê hết trơn mấy bà. Thấy cái màu nào cũng mê hết trơn mấy cục vàng. Dạ. Nó đẹp nhất cái nách luôn cả nhà mình. Dạ rồi, em sẽ lên mã B08 cho mấy chị xem nha. Mấy chị nào, mấy chị chỉ cần để là chiều cao kèm cân nặng để bên em tư vấn size cho mình nha mấy chị. Còn mấy chị nào không biết cách đặt hàng thì cứ lên là không biết cách đặt hàng để bên em có người tư vấn cách đặt hàng cho mấy chị luôn nha. Chỉ có 179 cành một bộ thôi nha mấy chị, nhanh tay rồi gói hàng nha mấy chị. Mã em đang đưa lên là mã B08 nha mấy chị. Chất liệu là chất vải thun co giãn mềm mịn mát mẻ cho mình luôn nha. Áo được nín nút đôi nha mấy chị, nín ngọc đôi nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Cổ là cổ vuông, tay là tay phồng nha mấy chị. Đồ xin giá lại còn rẻ, nhanh tay vô hàng nha mấy chị. Rồi, đây đây. Ôi ôi, em đã nói rồi, em nói làm sao. Em đã nói là cái mẫu này nó nhu nhu nhưng mà nó rất rất là đẹp. Đúng không? Em đã nói cái mẫu này nó nhu nhu và nó rất rất là đẹp như các cục vàng. Dạ. Cái nhà mình thao tác vào giao hàng nha. 179. Ôi, cái nhà mình chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Thao tác nhanh vô giao hàng nha mấy chị. Nó nhu nhu nhưng mà nó rất là đẹp nha các cục vàng. Mã em đang mặc là mã B08 nha mấy chị. B08 cái nhà mình. Mà trong khi mặc 2-3 bộ trong này nè. Các nhà mình thao tác vào giao hàng, các nhà mình đặt hàng để có đơn ha. Mấy chị chỉ cần để lại chiều cao cân nặng để bên em hỗ trợ tư vấn size cho mình nha. Chỉ có 179 cành một bộ thôi nha mấy chị, quá hờ cho mình luôn nha. Đồ đẹp giá còn vừa rẻ nữa thì nhanh tay nhấp giao hàng nha mấy chị. Nè. Đó. Cái này không biết đặt, để lại cái này giùm em cục vàng, để lại cái này giùm em. Cái chủ dưới xưa này hình như bữa nào tôi thấy cũng thấy chị xem mà chị không bị đặt hoài ta. Phải không? Chị dưới xưa chị bữa nào dưỡng nghe con nói dưới xưa, dưới xưa đứa nào bữa nào dưỡng nghe nói chưa? Chắc nhiều ẹp lắm mà nó không có đặt con này, đặt con này dưới xưa. À cũng nhầm tên phải không? Hèn chị bữa nào dưỡng nghe nói dưới xưa chưa? Dạ. Hèn chị, có mấy cái trùng nheo á. Dạ. Nó chỉ khác cái số sao. Bà không biết đặt, bà để lại cái này giùm em một vàng, để lại cái này giùm em nha. Dạ. Nè, cái này là chỉ có là 179 nha cái nhà mình, em nói chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Là áo lẻ thì công cao hàng có một vàng, ở trong giao hàng có áo lẻ là vui chị đặt giùm em. Ở trong giao hàng có áo lẻ á. Ồ nó đẹp này trời.
Cái này á là 179 là nguyên bộ, hồi nãy mấy bà cứ đòi tụi em lên nguyên bộ chứ để áo lẻ họ không biết kích cái quần sao sao nè. Đó, một bộ thế này chỉ có là 179 nguyên bộ nè. Rồi cái nhà mình muốn lẻ ha, các cục vàng của em muốn lẻ là cái nhà mình nó sẽ là mua áo lẻ ở trong giao hàng. Mã áo lẻ mã mấy con? Dạ mã có áo lẻ chị, áo lẻ chỉ có 95 mã 33 nha mấy chị yêu. Rồi tôi mặc mấy cái quần trong này nè ông ơi. Công nhận cái màu này, cái bông này ha. Một áo hay một bộ vậy sao? Dạ em đang bận là một bộ nha chị yêu. Cái này mã mấy con? Dạ mã 08. Mã 08. B08 nha mấy chị. Cái này là B08 nha các cục vàng của em. B08 nha cả nhà mình. Cái nhầm thấy không? Cái áo nó nhu nhu vậy đó. Nhưng mà mặc lên nó rất là đẹp. Thấy chưa? Quá trời đẹp luôn mấy chị yêu. Nó đi đám nó tiệc đâu, cái nhà mình mặc cái bộ đồ ba này cho em. Ôi là trời. Dạ. Nó đẹp lắm luôn mấy bà ơi. Dạ. Áo nguyên bộ cục vàng, nguyên bộ có nguyên một, bộ chị Hiếu Đoàn ơi. 179 nha chị. Chỉ có 179 cạnh thôi nha mấy chị, nhanh tay lên cho hàng nha mấy chị. Size là từ 40kg đến 85kg luôn. Để em đưa màu lại cho xem nè. Em đưa màu lại cho xem nè. B01 nha mấy chị. B02. B03. B04. B05. B05 là bộ em đang mặc. B06. Ồ đẹp mê không cái B07 nha mấy chị. Để cùng là B08 nha mấy chị. Dạ. Yeah. Mê chưa? Một đó. Bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. 179 cành này được nha. Đồ đẹp giá. Giá lại còn vừa rẻ cho mình luôn. Nhất nha, nhanh tay vô giỏ hàng nha mấy chị. Mấy chị đẹp không biết size của mình thì cứ lại để lại chiều cao kèm cân nặng để bên em tư hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn nha. Cái nhà mình thấy full dáng bên em không? Full dáng bên nó đẹp chưa? Size là số 12345. Dạ. Số 12345 từ 40kg đến 85kg nha cái nhà mình. Đẹp mê chưa? Đẹp mê chưa? Cái nhà mình thao tác vào giỏ hàng, cái nhà mình đặt hàng để thao đơn tác nha. Vô giỏ hàng nha mấy chị, một bộ chỉ có 179 cành thôi nha. Đồ đẹp giá lại vừa hời cho mình luôn nha. Còn mấy chị nào không biết cách đặt hàng lên, không biết cách đặt hàng để bên em hỗ trợ tư vấn cách đặt hàng cho mình luôn nha mấy chị. Yeah. Mấy chị chỉ cần để lại chiều cao cân nặng để bên em tư vấn size là mấy chị dễ đặt lắm mấy chị. Em tư vấn size là chỉ có vừa đẹp cho mình luôn nha. Nhận hàng trước khi mấy chị được nhận hàng trước khi kiểm tra hàng nha mấy chị. Mấy chị được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em luôn nha mấy chị. Mẫu đúng với mình yêu thích thì mình cứ nhận. Cái nhà mình vô giới hàng, cái nhà mình đặt giùm em nha. Dạ. Ồ đẹp quá trời luôn, mấy cái bông này cái nhà mình biết không? Nó mấy cái giải này nè, cái nhà mình thấy có nhiều khi qua được cái mấy cục vàng em. Trời ơi, bữa hôm chị thấy em like đó mà chị chưa có kịp đặt luôn á, bữa nay hết trơn rồi. Nó qua là nó hết cái nhà mình ơi. Cho nên là mỗi đợt mỗi về là mỗi cái bông nó khác nhau. Bởi vì cái nào mà vừa ý là cái nhà mình đặt hàng để nó hết uổng lắm luôn nha. Ôi quá xá đẹp luôn. Cái này là B05, em đưa lại cái mẫu, em đưa lại cái bông màu cho cái nhà mình xem nè. Dạ. Còn áo lẻ là 95.000. Dạ, áo lẻ chỉ có 95 cành là các cục vàng. B01 nha mấy chị. Đẹp chưa? B02. B03. B04. B05. B06. B07. Dạ cùng là B08 nha mấy chị. B08. Quá đẹp nha mấy chị. Cái bông mà nó ngọt quá trời luôn ha cả nhà mình. Cái bông gì mà nó ngọt ngay à. Nó sang quá trời sang luôn. Dạ. Ha. Giờ là những lột có răng bộ. Giờ là những lột có răng. Chất liệu là chất vải thun mềm mịn co giãn cho mình luôn nha mấy chị. Mấy chị mặc lên là chỉ thoải mái cho mình luôn nha. Đặt một lần là mấy chị muốn đặt thêm một lần nữa nha mấy chị. Cổ là cổ vuông, tay là tay phồng nha mấy chị. Có đính nút gọc đo luôn nha mấy chị. Đó, một. Nè. Cái này là B07 à. Thì bảy B06 con. Dạ B06. B06 này các cục vàng. Trời ơi, đẹp chưa? Mấy bà thấy bộ đồ đẹp chưa các cục vàng của em ơi. Đồ xốp này đẹp chắc phải mềm mịn mà vừa ý. Được đồ vừa ý, cảm ơn chị Diễm Kiều. Dạ rồi, em cảm ơn chị Diễm Kiều nha. Cảm ơn vàng của em, mặc mát lắm cả nhà mình. Dạ. Đồ mà ví dụ như bây giờ em nói thiệt nha, mình mặc đẹp đó, mà mình mặc nó không có mát, có hầm, nó nực đó là cũng khó chịu lắm. Dạ. Đồ mà nó đẹp mà, bởi vì em nói nó đẹp mà phải mặc thoải mái mới được. Nó đẹp mà phải mặc mấy thoải mái mới được các cục vàng. Cảm ơn chị nhiều lắm luôn á. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Mình đã đặt rồi, chúc bạn ngày phụ nữ
được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, luôn phải xinh đẹp nhé. Trời ơi. Rồi rồi, em cảm ơn chị rất nhiều nha. Bà đặt hàng bà còn chúc em nữa, em chưa chúc bà mà bà chúc em nữa. Cảm ơn cục vàng của em nhiều lắm cảm luôn. Cảm ơn cái tình yêu. Trời ơi. Nhiều cái trái tim to bự của em sao mà nó dễ thương quá trời luôn nha. Dạ, cho nên là em sẽ là cố gắng ha, em sẽ mai nhiều cái mẫu ra. Em phục vụ với chị em phụ nữ chúng ta. Cảm ơn cái nhầm nhiều lắm. Em cảm ơn tình yêu của em rất là nhiều nha, chị Susie nha. Cảm ơn chị Susie nè, chứ chúc chị Susie á là tất cả chị em phụ nữ chúng ta. Dạ, nhiều sức khỏe nha. Dạ, nhiều sức khỏe nè, nhiều hạnh phúc nè. À, mãi xinh đẹp nha. Dạ, cảm ơn nhiều lắm lắm luôn á. Lần thì uống hello cục vàng, hello cục vàng. Ê, bữa nay mấy cục vàng của em có được quà không ta? Chúc các cục vàng của em, ai có quà thì chúc cả nhà mình nha. Ai không có quà thì tự mình thưởng cho mình nha. Nè, bữa nay mình mua đồ bên này mình thích nè là cũng tự mình thưởng cho mình rồi đó. Không. Một bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Đồ đẹp còn giá lại vừa hời cho mình luôn nha. Chỉ có 179 thôi cục vàng. Chỉ có 179 thôi cục vàng. Mấy chị cứ lên chiều coi kiểm ngân nặng để bên em hỗ trợ tư vấn sai cho mình luôn nha mấy chị. Còn mấy chị nào mà không biết cách đặt hàng nên là không biết cách đặt hàng để bên em tư vấn cách đặt hàng cho mình luôn nha. Một bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Vô sơ không biết đặt hả cục vàng? Vô sơ không biết đặt hả? Đồ đẹp giá cả vừa túi tiền. Công nhận hay, cảm ơn tình yêu của em. Rồi, em cảm ơn chị Diễm Kiều nha. Mà cái sự hài lòng của quý khách hàng á, cái sự hài lòng của quý khách hàng là một điều hạnh phúc của em, một điều thành công của em. Cảm ơn cái nhà mình nhiều lắm luôn á. Em sẽ làm chị Ngọc Loan, chúc mừng chị có nhiều sức khỏe nhé, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong công việc nhé. Dạ rồi. Cảm ơn, tình yêu cảm ơn Ngọc chị Ngọc Lan nha. Cảm ơn chị nhiều lắm luôn á. Cảm ơn chị Ngọc Lan. À, chúc chị em phụ nữ chúng ta là mãi xinh đẹp nha cả nhà mình. À, cái nhà mình phải là mãi xinh đẹp nha. Nhiều sức khỏe nha, nhiều hạnh phúc mới được nha. Dạ, à, mình hạnh phúc là cũng mình tạo cho mình đó cả nhà mình, đúng không? Nè, em nói cái cục vàng của em á, vui cũng một ngày, dạ, mà buồn cũng một ngày. Bây giờ mình có buồn quá, mình có như thế nào cũng là hết một ngày chứ nó cũng đâu có. Đó, cho nên là các cục vàng em có cho dù là vui, cho gì buồn, cho dù là hả như thế nào, vui vẻ của một ngày, buồn phiền của một ngày là cả nhà mình phải chọn cái vui vẻ nha. Dạ. em sẽ là cố gắng hết sức, em sẽ ra nhiều mẫu cho cả nhà mình để cả nhà mình ủng hộ. Cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm luôn á. Nè cả nhà mình thấy không? Cái phun dán bên em, cái cục vàng của em thích lắm luôn. Còn ai mà chưa hài lòng á, ví dụ như ai chưa hài lòng cái việc như thế nào, cả nhà mình cứ góp ý ha. Góp ý em sẽ đón nhận và em sẽ là miễn sao mà các chị yêu mình hài lòng là cảm thấy rất là vui cả nhà mình. Cảm thấy cuộc đời nó rất là hạnh phúc khi mà các cục vàng của em, các chị yêu của em, quý khách hàng của em mua mà hài lòng nha. Một cái điều mà hạnh phúc nhất là khi khách hàng thì hài lòng. Một cái điều thành công của em là nhờ khách hàng hoàn hài lòng ở cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm. Nè, em đưa lại màu cho cả nhà mình xem nha. Dạ. B01 nè. B02. Cảm ơn tình yêu của em. Ồ đẹp. Cái nhà mình thấy bộ đồ em măng máng như thế này thôi, cầm cầm như thế này chứ mặc vô nó đẹp lắm luôn nha. Tại vì em máng như thế này thôi á. B03. B04. B05. B06. B07 nha mấy chị. Ở cùng là B08. B08. Ồ đẹp quá trời luôn. Quá đẹp luôn nha mấy chị. Dạ. Nhất cái nách luôn mấy bà. Nè B01 nè, em dơ cái bộ đồ. Em dơ cái bộ đồ B01 cho các cục vàng của em xem nha. À, B3, chị Kim Huệ B3 để lại cái alo giùm em cục vàng. Dạ. Cái mẫu này chị Diễm Kiều đặt cho cục vàng, mẫu này đẹp lắm đó chị đặt thử bộ thôi. Bà đặt chưa hay là có nhiều khi bà đặt rồi á? Nãy bà kêu đặt rồi. Cảm ơn cục vàng. Rồi B01 này cả nhà mình. Quá đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Nhanh tám vô cho hàng nhắm vô B01 nha mấy chị. Ôi cả nhà mình ơi. B01 nè. Dạ. Nè. Cái quần nè. Đó. Thấy hôn. Đẹp chưa. Dạ. Một bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. 179 nè. Đồ đẹp giá còn vừa rẻ cho mình luôn nha. Nhanh tay vô cho hàng nha mấy chị. Ồ đẹp quá trời luôn. Dạ đẹp quá trời luôn á. Chị Kim Quệ ok cục vàng. Ui khi nào mình bị rớt cái đầu. Ui xin bị rớt nó luôn con. Thấp chiều đụng. Chiều đụng cái nó rớt nó luôn vậy.
mình thao tác và giao hàng, cái nhà mình đặt hàng giúp em nha. Để có đơn nha, cái nhà mình ơi, chuẩn bị em gần xuống đây rồi. Nhân viên của em nó vặn về rồi, cái nhà mình ơi. 9 giờ là nhân viên em nó về hết cái nhà mình. Dạ. Đồ đẹp giá còn vừa rẻ cho mình luôn nha mấy chị. Nhanh tay em vô giỏ hàng nha mấy chị. Cái màu em đang đưa lên là màu B01 nha mấy chị. Sáng chị đặt sáng chị đi chợ mặt bà ba nhà em ai cũng khen. Chị giới thiệu cho shop em rồi đó. Trời ơi. Cảm ơn cục vàng của em nhiều lắm. Bởi vì em nói á, nè bà đặt cái này có lại chưa? Chị Thu Phượng, bà đặt cái mẫu này chưa cục vàng? Cái mẫu này cũng nó còn đẹp nhất cái nách nữa chị. Rồi mặt nó đẹp mà nó mát không? Quan trọng là mấy cục vàng của em á, mặt nó đẹp nhưng mà cái nhà mình thấy vải mặt nó có mát không hả? À, cái nhà mình không hài lòng cái gì các cục vàng của em cứ góp ý nha. Nhưng mà đặc biệt một điều á, ví dụ như vậy nè, góp ý mà số lượng nhiều, dạ ví dụ góp ý 1-2 người thì em sẽ coi lại ha. Tại vì á, cái sự hài lòng của cái nhà mình rất là nhiều, nhưng mà có ví dụ 1-2 người mà có ý của nhà 1-2 người chưa hài lòng cái gì á thì em sẽ là cân nhắc lại, chứ không phải là dạ. Tại vì cũng nhiều khi là nó cũng không phải là hài lòng hết tất cả mọi người. Chị Lâm Nguyễn Tùng là lên cái alo giúp em nha chị Lâm Nguyễn Tùng ơi. Hài lòng lắm luôn á. Nhớ chị khách sĩ này nó bán đắt lắm luôn. Mấy bà đắt lắm luôn, mấy bà mua riết rồi mấy bà bán đắt lắm luôn. Có nhiều chị khách sĩ bên em mà mười mấy năm luôn. Tới giờ hai mấy năm luôn, có nhiều chị mua tới giờ hai mấy năm luôn. À, B601 bao nhiêu gì vậy em? B601. Là chị hỏi này hả? Chị hỏi này hả cục vàng? 179.000. Bên đó hai bộ là được miễn ship á cục vàng. Và đặt hàng bên đó hai bộ là được miễn ship á tình yêu. Dạ. À, màu em đang cầm có mấy màu mà em đang để em đưa màu cho xem nè. Cái này á là mã B1. B1. Nè cái quần này em đưa cái quần cho xem nè, các bạn đưa đủ màu cho mình xem cục vàng. Đưa đủ màu xem làm gần xuống like được. 9 giờ là mấy đứa nhân viên nó về hết rồi. Chuẩn bị nó về rồi cục vàng. Nè. Và nhìn cái quần nè. Trời ơi là trời nè, chị nhìn nè chị, bà thấy nó đẹp không cục vàng? Đẹp mê chua. Mê chua. Cái này là mã B01179 của Dung. Dạ, B01179 của Dung. Nè, em đưa màu này cho xem nè. B01 nè. B01. B02. Ôi B02 nè cả nhà mình. Cái bông này các cục vàng. Nó đẹp mê luôn á. B03. B03. B04. B05. B06. B07. Để cùng là B08 nha mấy chị. Đó, 8 màu này cục vàng. Ôi nó đẹp nè chị. Đẹp mê chưa? Dạ. Bên tiếp tớp thì cái nhà mình vô giới hàng, cái nhà mình đặt hàng giúp em nha. Dạ, còn á hả, bên kia cái nhà mình để lại cái alo là được. Bộ em đang mặc 60kg vừa không? Bên em có size từ 40kg đến 85kg là cục vàng. Dạ. 60kg mình cao bao nhiêu? Nhắn chiều cao giùm em. Gái ơi đứng lên chị xem nào. Đây này cục vàng. Đứng lên cho bà xem nè. Quá đẹp luôn chị Thanh Ý ơi. Nhanh tới gió hàng nha chị Thanh Ý. Mà em đang mặc là màu B06 nha chị Thanh Ý ơi. Chị ơi. À. Nè cái phone đồ bên em nó đẹp lắm cục vàng. Dạ. Cái phone đồ bên em nó đẹp lắm cục vàng. 1m5 56 cái trời ơi, chị Quyền Lê lấy cho em là C3 nha chị Quyền Lê ơi. 1m50 56 cái đúng rồi, C3 chính xác. Ủa, em đang mặc 5kg rồi. Còn chị Hòa bé là chị 60kg mình cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu chị Hòa bé ơi? Chịu khó lên chiều cao cân nặng giùm em. Dạ. Của chị Huyền Lê là C3 nha chị Huyền Lê. Bà không biết đặt hàng em hướng dẫn cho mình, bà cũng không làm theo em biết làm sao bây giờ. Dạ. Em biết làm sao bây giờ chị user ơi. Dạ. Tại vì mà đặt hàng thì mình phải vô giới hàng mình đặt. Dạ. Tại vì mua đồ bên TikTok này là phải vô giới hàng đặt. Còn mình không biết chưa giao hàng thì mình phải để lại cái này. Chị xem mà em nói hoài mà cục vàng không làm thì bây giờ em biết làm sao bây giờ? Em đã chỉ cho mình hết mớ lòng rồi. Dạ. Chị xem mã 08 à. Đây. Mã 08 của chị yêu đây chị yêu ơi. Ôi là cục vàng mà nó lấy cái bạch cho kỹ nè cục vàng. Nè. Nè chị. Nè chị. B8 của chị nha chị Diễm nha Kiều ơi. B8 này cục vàng. Nhanh tay em đưa giao hàng nha chị Diễm Kiều ơi. Thấy chưa? Dạ để nó hết cái màu nó ủ lắm luôn. Em mai hết xanh đâu có mai lại nữa đâu, lấy món nha Dũng ha. À, đẹp chưa? Dạ. Bên kia thì cái nhà mình cứ để lại cái alo ha. Còn á hả? À. Chị Diễm Kiều biết size của mình không chị Diễm Kiều? Không, vâng, không chị không biết size thì chị cứ để lại chiều cao cân nặng cho bên em tư vấn cho mình nha chị Diễm Kiều. Mê hôn. Dạ. Cái này là 08 nha.
Trời ơi, bông nào cũng đẹp hết chị. Mã B08 của chị Diễm Kiều nha chị. Bông Diễm nào ơi. Cũng đẹp hết, gục vàng. Mê hôn. Nhất cái nách luôn, gục vàng. Em đặt hàng. Biết rồi em, dạ rồi chị biết cái size của mình rồi, chị vô giỏ hàng đặt liền đi chị Diễm Kiều ơi. Bên đó bà để lại cái này giùm em. Bên đó bà để lại cái này giùm em là được. Cái này nhanh tay để lại sao? Nhanh tay để lại. Em đang like TikTok mà em nói cái này là vi phạm. Nhanh tay bấm vô giỏ hàng nha chị Diễm Kiều. Đẹp không có nhau à? Quá đẹp luôn nha. Quá xinh đẹp. Mà em đang mặc là màu B06 nha chị yêu, mấy chị yêu. B06. B06 vô với hàng đặt giùm em. Vô với hàng đặt là có đơn, có thuộc vàng. Vô với hàng đặt là có đơn. Vô giỏ hàng đặt là sẽ có đơn cho mình luôn nha mấy chị. Con cái mẫu mà áo lẻ 95 là nó có chỗ đó thôi chứ đâu còn chỗ nào nữa không? Hết trơn. Ở trong đây là cổ tiêu không, ngoài đây nó có mấy cái áo của gì. Trời, công nhận cái đó mau hết đúng. Mấy cái mẫu nó mau hết lắm luôn cả nhà. Mau lắm luôn. Dạ. Nó mau lắm luôn cả nhà mình. Đó. Ồ, nó đẹp nè mấy bà. Đẹp. Quá đẹp luôn nha. Mẫu em đang mặc là mẫu B06 nha mấy chị. B06 nhanh tay nhanh giao hàng nha mấy chị. Nhanh tay giao hàng cái nhà mình. À, cho em cho mấy trang viên em nó về cái nhà mình. Cho viên nó về các cục vàng. Dạ. Tới giờ nó rồi cả nhà mình. Chốt cho chị mã 01 nặng 60 kg. Dạ. Chị Lâm Trung, Lâm gì? Nguyễn Tùng. Lâm Nguyễn Tùng, bà để lại cái này giùm em, bà chốt bà không để lại cái này rồi sao chốt cho cục vàng. Lên cái alo đi chị Nguyễn Tùng ơi. Bà chốt qua thì để lại cái này, bên đó là phải để lại cái này. Dạ. Bên đó không có cái này là sao chốt với mình được. Còn bên TikTok là cái nhà mình vô giá hàng, cái nhà mình đặt hàng cho em nha. Vô giá hàng đặt hàng mới được có. Ê, có hàng nha mấy chị. Hồi nãy con có gửi vô nhóm mình chưa? Được rồi. Ờ bữa hôm Diễm Lao mình nó cái một có một số chụp rồi con quên rồi. Cái chụp tôi quên rồi. Mấy em đang mặc là mở B06 cho mấy chị, nhanh tay vô giỏ hàng nha mấy chị. Còn mấy chị nào không biết size của mình thì lên chiều cao kiểm cao nặng để bên em tư vấn size cho mình luôn nha. Một bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Đồ đẹp giá còn lại vừa rẻ nữa nha mấy chị. Nhanh tay vô giỏ hàng nha mấy chị. Mấy chị nào mà không biết cách đặt hàng á thì lên là không biết cách đặt hàng để bên em hỗ trợ cách đặt hàng cho mình luôn nha. Chất liệu là chất vải thun nha mấy chị. À, cao 1m53. Nặng 68. Dạ em lấy C5 á chị Kim Thủy ơi. C5 á chị Kim Thủy. Nhanh tay vô cửa hàng nha chị Kim Thủy. C5 của mình là vừa đẹp với mình luôn nha chị Kim Thủy ơi. Dạ rồi, ok chị Kim Thủy nha. Chị Kim Thủy đặt hàng được rồi, quay ra báo cho em biết nha chị Kim Thủy. À, 68 kg hả? Mấy trăm ba C5. Nãy con nói xe máy. Có màu tím không cưng. Có màu tím hả? Nè em đưa màu lại cho mình xem được một vàng. 1m49 và 57 kg là đặt C3 giùm em. C3 nha chị Trần Diệu ơi. Nóng á, việc nóng trong người. Nóng trong người uống nước nhiều vô, ăn rau nhiều vô. B01 nha mấy chị. Ăn mì nhé. B02. Chị không biết đặt hàng em ơi, trời ơi bà để lại cái này với bên đó bà biết khi bà đặt hàng bà đặt bà kiếm cái giỏ hàng có ra đâu, bên đó đâu có gặp gì đâu. Em nói chị để cái đó bà không để bà cứ không biết đặt hàng hoài cố quá đi thôi. Dạ. B03 nha mấy chị. B03. B04. B04. B05. B05. B06. B07. Cuối cùng là con B08 nha mấy chị. Đẹp quá trời. Nhanh tay vô giỏ hàng nha mấy chị. Mê luôn tình yêu. Dạ, mê luôn tình yêu. Cái nhà mình á, thao tác với hàng, cái nhà mình thao tác với hàng, cái nhà mình đặt hàng giùm em nha. Thao tác với hàng, cái nhà mình đặt hàng giùm em nè. Thằng Tiến Đạt mà nó la với chị chừng 3 bữa là nó phát triển à. Tại vì không chỉ cho nó, không chỉ cho ổng á, không biết. Rồi con Thắm nó đâu có dám la ổng. Ổng làm sai con Thắm nó không dám la, con Thắm nó hiền. Mày gặp chữ nằm mà chết rồi. Ký đầu. Nhưng mà chỉ với con cho con mới biết chứ không là con sao con biết đó thì chờ dưỡng chỉ con bữa nay con rành rồi đó nha, con lanh rồi đó bây giờ. Và vải thun cục vàng nè, vải thun quá mấy chị yêu đó, gặn tôi chỉ này lên đó. Nè vải bên em là nó có đồ co giãn cục vàng, nó có đồ co giãn thoải mái lắm luôn á. Dạ, cổ là cổ vuông nha mấy chị, tay là tay phòng nha. Dạ. Có đến nút ngọc hai nút cho mình đúng hai nút luôn nha mấy chị, chắc chắn cho mình hết đó cục vàng.
nó đẹp lắm chị ơi. Quá đẹp luôn nha mấy chị. Mà, đẹp mê lắm. Mà em đang mặc là màu B06 nha mấy chị. Nhanh tới với giao hàng nha mấy chị. Dạ. Còn này là B01. B01. Màu em đang dơ lên là màu B01 đó nha mấy chị. Nhanh tới giúp vô cửa hàng nha mấy chị. Ôi cái màu xanh, cái quần xanh mà cáo này nữa. Trời ơi cái nhà mình ơi, các cục vàng của em á. Nè đồ này không những cái nhà mình đi đáp thì cái nhà mình mặc đẹp ha. Rồi các cục vàng của em đi chợ đi quán mấy bà đẹp có ôm không dạ? 62kg cùng 16 xe 3. Không, không có ôm. Dạ, chị nó có đồ co giãn rồi cục vàng. Bà lấy xe 4 hơi rộng, còn chị muốn lọt thoải mái thì chị lấy xe 4. Nhưng mà chị ơi, chị lấy xe 4. Chị ơi, em có xe 4 mà. Dạ. Chứ đâu em, bây giờ em có không có xe 4 này nữa. Em cũng không có lấy, nói cái xe nào vừa nói mình lấy. Mình về á, mình mặc đẹp à, bước sau mình mới quay lại, mình ủng hộ bên em tiếp. Bên em like mỗi ngày cho mình luôn á. Chứ đâu phải bên em báo một lần lại bên em trốn đâu. Cho nên là có cục vàng ơi, cái nhà mình em tư vấn cho mình mà bán 20 mấy năm rồi, cái nhà mình ơi. Dạ 20 mấy năm rồi. Cho nên là cái nhà mình nói chiều cao răng nặng lên là em quá là biết, quá là rành rồi. Sao nào vừa là em nói mình lấy, sao nào không vừa em nói là. Ví dụ có nhiều chị hôm nay cái chị kia bà 90kg mà bà cứ bao đời mua hoài. Em nói là 90kg là không có say. Bà đặt đại luôn, bà mê quá, bà đặt đại luôn. Bà nói, bà chụp hình qua nói trời ơi cưng không cho chị mua, mà chị mua chị mặc nè. Mà cái đó là 90kg là em không có say nha. Các cục vàng thích quá, tại vì biết xong do cái chị đó là cái xương bà nó nhỏ, nó gọn đó. Dạ là chỉ mít 6 á, cho nên là chỉ mặc là số 5 là vừa, chứ thường thường em nhận đơn là 85kg trở lại thôi. Dạ chị như sơ nè, còn 62kg đó đẹp quá em, C3. Đó đẹp quá. Đồ nào đồ đẹp quá em. Chị đang mua một bộ, giờ chị mua thêm một cái áo nữa được không? Chị mua thêm là không, chị đặt rồi, đã lên đơn rồi. Chị mua thêm, chị đặt một cái đơn hàng nữa, nhiều khi chị đặt đơn hàng nữa biết đâu nó được miễn ship cho mình sao. Dạ có nhiều chị đặt 4-5 đơn được mà, tức cho mình đặt 5 đơn trở lại, 6 đơn không cho đặt, 5 đơn trở lại thôi. Dạ 5 đơn trở lại thôi cả nhà mình, không cho đặt 6 đơn, 5 đơn là bước tham đặt nữa, chứ nó không cho mình đặt 6 đơn. Dạ B06 chị Lê Thủy, B06 xây 4, ok cục vàng. Dạ rồi chị Lê Hỷ có đơn nha, chị Lê Hỷ ơi. Đây B06 là dưỡng mặt năng mặt không? B06 cục vàng, lấy chị B06 lấy cho chị sao được, bà vô cho hàng và đặt có đơn. Em đâu có lấy cho mình được cục vàng, em lấy cho mình để em gửi cho mình đâu giờ. Dạ mình vô với hàng mà đặt mới có đơn nha. Nè hả, không ấy giữ nói cái bé đẹp nè. Ê mà cái chữ đó không được nha, cái chữ đó con nói là trong đây nghe đó, nó vi phạm á. Quần lẻ nó nhỏ mà cũng nghe ông lòng nó nghe hết á. Quần lẻ mua riêng cũng size 3 đúng không? Đúng rồi, dạ đúng rồi chị, cái size bên em nó rất là chuẩn, cho nên là mình đặt ví dụ áo size 3 là quần phải size 3 ha. 75kg xe 5 cục vàng. Xe 5 á chị, bé đẹp ơi. Nè, cái này á là hả? Chị mới đợi đâu có gì vậy. Dì kia đây. Một bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Đồ yeah. Đẹp, giá lại còn vừa hời cho mình luôn nha. Ngại gì mà nhanh tay giúp vô hàng nha mấy chị. Đẹp quá trời. Mê lắm luôn, quay tôi mặc cái mẫu B01 cầm cái nào đó. Cầm cái nào cũng mê hết trơn đó nha mặt. Em tôi có bệnh nên rì nha, trời ơi trời. B01 nha mấy chị. Ôi cái mẫu B01 nữa nè, nó đẹp nè. Vô lên những mặt cái mừng vô coi. Đây mặc cái mẫu B01 cho mấy cả nhà yêu coi nha mấy chị. Cái bông nào nó cũng đẹp chưa? Cái bông nào cũng mê chưa? Cổ là cổ vuông tay phòng nha mấy chị. Mẫu người của mình nó cũng văng rồi nè. Ôi đẹp quá trời luôn cái nhà mình ơi. Đây B01. Trời ơi là trời, nó đẹp quá trời. Nó đẹp quá trời, chị cắm mê không cái nhà mình. Đồ gì mà nó mê quá trời luôn á. Dạ. Nói em đem là mẫu B01 nha mấy chị. Nhanh tay vô cho hàng B01 nha mấy chị. Đẹp không cái nhà mình? Chỉ có 179 cành một bộ thôi nha. Cái nhà mình cái bộ đồ này ha. Ủa em mặc 2-3 bộ luôn á con chàng. Mấy bà đừng cười, tôi mặc 2-3 bộ cho nó nhanh lẹ để mấy chị chờ đợi lâu á. Biết gì không? Đồ này á, cái nhà mình đi đám thì cái nhà mình mặc cũng rất là đẹp ha. Rồi mấy bà đi chợ đi quán, trời ơi, ta nói nãy giờ mấy chị á, mấy chị thấy không? Chị đi chợ chị mặc ai cũng khen, chị giới thiệu cho shop em. Nè. Đẹp không cái nhà mình? Quá đẹp luôn mấy chị yêu. Nhanh tay giúp vô gió hàng nhắm B01 nha mấy chị. 179 cành một bộ thôi nha. 179. Đồ đẹp giá cũng vừa hời cho mình luôn nha. Số 1 2 3 4 5. Bye bye, bye bye, về đi em.
Vậy giờ em để cho chị một cái áo mẫu em đang mặc nhé. Ôi là trời, để cái gì mà để được, bà vô đặt hàng mới để được. Bây giờ chị chưa đặt hàng cũng vậy, mà chị đặt hàng cũng vậy. Bên tớp tớp là mình vô với hàng mà đặt mới có đơn chị. Chị Trúc Nguyễn em đâu có làm gì mình được, em đang bán cho mình, em muốn mình mua được chứ em đâu có để đây làm cái gì. Em đang ngồi đây bán hàng cho mình mà. Trời ơi, để là biết bà ở đâu mà giao hàng. Đơn hàng tớp tớp là cục vàng vô đặt hàng, cục vàng có đơn, bên em đâu có biết thông tin của mình. Tớp tớp đâu có cho em biết thông tin của khách hàng. Dạ. Và đặt hàng là tự mình thao tác, tự mình đặt hàng. Tự mình đặt có đơn, còn mình không biết đặt là mình không có đơn thôi. Chứ bên em không có làm cho mình gì được hết trơn á, bên em không có làm gì mà cho mình được hết cục vàng. Chị Trúc Nguyễn mình vô mình đặt nữa đã đặt mình, được 4 món rồi nha chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị Trúc Nguyễn nha. Dạ. À, mình vô mình đặt có đơn chứ bên em đâu có làm gì mình được. Tớp tớp là phải vô giá hàng đặt có cục vàng. Dạ, chứ mà em cũng không có lấy cho mình được. Trời ơi, đâu phải em làm thiệt chứ. Chị đặt chị nhấp vô gió hàng nha chị. Chứ chị nói vậy là chị sẽ không có đơn. Em mà tự lấy cho cả nhà mình được là em lấy cho cả nhà mình chứ. Dạ. Chị vô đó mua một áo được. Dạ được chị yêu. Mua một cái quần cũng được, một cái áo cũng được, bạn mua bao nhiêu cũng được hết trơn. Chị mua cái áo lẻ cũng được nha chị. Chứ bên kia là phải nhiều mới chốt nghe, một cái áo đâu có ai chốt cho mình. Dạ, chứ bên này là một cái áo cũng chốt. Áo lẻ là mẫu 33 nha chị. Thầy cắm điện thoại gì vậy luôn vậy? Cầm đâu mà cầm. Sao chị không thấy trong giỏ hàng cưng? Sao không thấy cục vàng? Có giỏ hàng chứ. Không coi đi coi sao mà không có giỏ hàng. Em mặc hai ba cái quần trong đây. Tôi mặc hai ba cái quần trong này. Để em ghim lại cho chị coi dễ nha chị. Nhiều khi nó ghim nó bị ấy. Dạ rồi, em mới ghim lại cho mình rồi đó chị mà yêu. Mặc cái đó không? Nhiều khi nó nhiều mẫu quá, nó làm hai ba cái. Bên này con ghim cái nè. Dạ con ghim cái bộ á. À đúng rồi. Đúng gạo. Vậy rồi em mới ghim lại cho mấy chị yêu rồi đó mấy chị. Đó ghim lại cho mình á, mình đặt cục vàng 75kg số 5 á, cục vàng. Số 5 mấy chị Quỳnh Thúy ơi. Chị mua một cái áo gì cũng được hết trơn á nha, cục vàng. Chị gì Tâm Phong gì đây, 86 nè cục vàng. Dạ 75kg là mình vô đặt size 5 cục vàng. 75kg là size 5 với mình luôn nha chị. Dạ yeah. Vừa đẹp với mình luôn nha chị Quanh Thí ơi. Mấy chị nào mà không biết size của mình thì cứ lên chiều cao kèm cân nặng để bên em tư vấn size cho mình luôn nha. Mấy chị nào không biết đặt hàng thì cứ không biết đặt hàng để bên em hỗ trợ đặt cách đặt hàng cho mình luôn nha mấy chị. Một bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Đồ đẹp giá còn lại vừa rẻ cho mình luôn nha. 40kg hồi cái màu, cái mã 01 này nó đẹp quá. Cái nhà mình thấy không? Em đã nói rồi. Cái bông nào nó cũng đẹp hết trơn rồi. Cái màu xanh là đẹp quá trời luôn. Cái nhà mình thấy không? Cái cục vàng của em thấy mê chưa? Dạ. Thấy mê chưa cả nhà mình ơi. Đẹp quá. Nhanh tới vô cái hàng nha mấy chị. Mã em. Ê, đang em mặc là B01 em nha. Em mặc 2-3 bộ trong đây. Tôi mặc 2-3 bộ trong này nè. Và mặc một bộ nó sẽ đẹp nữa. Nhìn cái túi quần nè. Đã không? Dạ. Đẹp lắm cái nhà mình. Mê lắm cái cục vàng. À, em có thấy chị không? Ok chị Vinh Huệ. Lấy chị bộ đang mặc nha. Dạ rồi cái này là chị phải nhấp vô cho hàng nha chị. Cái này chị nhấp vô hàng mới có đơn cục vàng. Cái này chị nhấp vô cho hàng mới có đơn cho mình nha chị Quanh Thí ơi. B01. Chị nhấp B01. B01. Chị dạ. Cái này là có cái giỏ hàng này chị bấm vô cái giỏ hàng. Là bên em nó sẽ ghi ở trên á. Bên em sẽ ghi ở trên là nguyên một bộ vậy, chị bấm vô chị mua. Rồi chị bấm vô B01 của chị, rồi chị bấm vô cái size 5 của mình á. Chị bấm vô cái size 5 chị mua nhanh chóng. Rồi chị điền cái thông tin của chị vô là chị sẽ có đơn nha chị Quanh Thí. Em mặc 2-3 bộ đó. Mấy cục vàng em mặc một bộ nó sẽ đẹp nữa nha. Em mặc đại cho nó nhanh lẻ. Dạ, có nhanh lẻ cái nhà mình. Rồi cái nhà mình thấy nè. Bộ đồ này ha. Bộ đồ này mấy cục vàng của em đi đám nó thiệt gì mấy bà mặc bộ đồ này nó duyên. Đúng không? Nó duyên dáng, mặt nó trẻ trung mà nó sang đó nha cái nhà mình. Mặt nó sang đó đúng không? Dạ. Cái nhà mình thấy ai nói bà ba lỗi mốt không? Cái nhà mình thấy trời ơi. Hồi đó vợ chị chưa bao giờ mặc bà ba luôn. Chị mua bà ba bên em bây giờ hiện tại bây giờ một cái tủ đồ bà ba bên em là hả 70-80 bộ luôn á. Ông xã chị ông nói là ít bữa nữa like bán như cúc dưỡng luôn đi. Trời. Ít bữa nữa like bán như cúc dưỡng luôn đi. Quá trời luôn á. Mà mặc đi đám đi tiệc đi chợ đồ ai khen cái nhà thấy mặc bộ đồ này đi chợ đi quán không mình đi đám mới tiệc xong ha
À, cái mình đi chợ đi quá anh mặc được, mua bán hàng ngày cái nhà mặc bộ đồ này nó cũng rất là thoải mái luôn ha, mà nó đẹp. Trời ơi, một bộ đồ mặc lâu lắm, cái nhà mình lâu lắm luôn á, mà đặc biệt một điều cái nhà mặc không, nó thoải mái, nó đẹp mà nó mới thoải mái mới được mấy cục vàng đúng không, nó đẹp anh thoải mái mới được. Dạ một bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị, nhanh tay để lại chiều cao cân nặng để bên em tư vấn sai cho mình nha. Vô với hàng mình đặt để có đơn cả nhà mình. Nhanh tay vô với hàng bấm là mã B01 là sẽ rồi mấy chị điền thông tin của mấy chị vô rồi là mấy chị sẽ có đơn. À, chị đổ thơm chị 162 kg cao 1m53 được. Size 4 nha chị đổ thơm ơi. Nhanh tay vô rõ hàng B01 size 4 là sẽ đẹp nhất cái nách luôn tình yêu. Là đẹp lắm nha chị, vừa đẹp với mình luôn nha. Mấy chị nào mà không biết á, lên màu chị xem. Dạ rồi, em sẽ lên lại bán màu cho chị xem luôn nha chị Đỗ Thơm ơi. Đây, lên màu cho mình xem được nha. Kệ đi, không đưa từng cái, không đưa không trùng thì cũng B01 nha mấy chị. 01 này cục vàng. B02. Nè. B03. Đẹp quá. À. B04. Trời thun coi giả mặt khỏe lắm tình yêu của em ơi. B05. Mặt khỏe lắm cục vàng của em. B06. B07. Vậy cuối cùng là B08 nha mấy chị. Là chị như chị Đỗ Thơm ơi. Ồ, chị chốt được cái mã nào thì chị nhấp vô giỏ hàng nha chị Đỗ Thơm. Thành công rồi cưng, trời ơi. Bà đặt thành công rồi, trời ơi. Bà không biết đặt mà tưởng bà đặt được hay vậy trời. Trời dạ rồi. Chúc mừng em sẽ kèm quà cho cục vàng. Hay hay. Đó. Còn... hồi nãy chị không biết đặt mà bây giờ bà đặt thành công rồi cưng. Chúc mừng tình yêu của em nha. Màu đỏ là mã B004 á chị. Là hả? Là đơn hàng thành công rồi. Là tự bắt đầu là không cần ai phải chốt đơn. Để đặt hàng tới tớp là tự đơn đó. Mình đặt là đơn nó thành công thôi. Là nó giao tới nơi cho mình. Nhưng đặc biệt là cái nhà mình cũng để ý cái điện thoại nha. Để là nghe máy. Để là bưu tá nó giao cho mình. Chứ không để ý đó, không nghe là nó chị bán. Giàu lắm, xe 3 nghe chị giàu lắm ơi. Dạ dơ màu đỏ chị xem, màu đỏ này cũng nha. Nè màu đỏ này, để tôi lấy cái bộ đồ màu đỏ này tôi đưa chị xem. Màu đỏ là mẫu B04 á chị Đỗ Thơm ơi. Hồi nãy em mặc cái màu đỏ nè. Trời ơi, để mà đặt màu đỏ mà bà đặt đơn. B04. Màu đỏ là B04 là cục vàng. Trời ơi, màu đỏ nó đẹp lắm luôn á, cục vàng. Nè. Nè, chị nhìn nè. Bà nhìn nè, bộ đồ màu đỏ này cục vàng. Nó đẹp chưa, nó sang lắm luôn. Trời ơi, đồ mà nó đẹp mà mặc nó thoải mái nữa cả nhà mình mới là điều quan trọng. Đẹp mà mặc nó thoải mái nữa mới là một điều rất rất là quan trọng. À, khe hôm quá đẹp luôn á chị Đỗ Thơm ơi, nhanh tay nha chị. Cái quần nè. Mặc lên dạ. Chị xem nè. À, 62 kg, 1m63, xe 2 cục vàng, mặc xe 2. Chị Tú Quyên, chị bên đó chị để lại cái alo là bên em nó tư vấn cho mình thôi. Bên đó là để lại cái alo, bên đó không có giao hàng. À, bên tiếp tiếp thì có giao hàng mà vui với hàng mình đặt. Còn bên đó là cục vàng chỉ cần là à, trời ơi, mặc 2-3 bộ trong này. Trên đó là mình chỉ cần là để lại cái alo là được. Vô dưỡng lục ra bớt bộ đi con. Hồi cái nhầm thấy đâu. Ô là tròn. Không kể. Không mặc cái ấy mình thích được. Chất liệu là chất vải thun nha mấy chị, cổ là cổ vuông tay phòng nha mấy chị. Bông nào cũng đẹp. Bông nào cũng rất đẹp luôn nha. Trời ơi, mười mấy màu luôn. Mấy chị nào mà thích mẫu nào rồi thì vô nhấp vô mã của mình và bấm vô cái size của mình vừa. Màu gì đâu. Đó. Đẹp chưa? Thôi là trời nè, cái này là B06. B06 nha mấy chị. B06 nè các cục nhà. Theo. Nhầm thấy phun dáng bên em nè. Dạ. 179 cành một bộ thôi nha mấy chị, nhanh tay. Nó đẹp chưa? Chốt đơn nha mấy chị yêu ơi. Hay không? Trời ơi, đi đám đi tiệc đâu mặc cái bộ đồ này ha. Rồi mấy bà đi chợ đi quán mấy cục vàng em mặc bộ đồ này ha. Tao nói nó thoải mái lắm luôn á. Dạ, mặc bộ đồ nó đẹp mà nó thoải mái. Mấy bộ đồ này cái nhà mặc không? Nó đâu có lỗi thời. Dạ. Cái nhà mình á có nhiều chị mặc bộ đồ bên em á xong rồi á vài năm rồi đem vô tủ cất. Xong 3 năm sau nó lấy ra mặc nó còn mới tanh. À, có nhiều chị nói trời ơi chị mua đồ bên em, có nhiều khi chị lấy ra chị mặc cái mấy chị cứ hỏi mua ở đâu vậy ạ. Ủa mới mua hả, mua ở đâu vậy, mà thiệt sự mua đồ rất là lâu rồi đó. Dạ. Đó, cái nhà mình thao tác của giao hàng, cái nhà mình đặt hàng. Thao tác cho giao hàng nha mấy chị.
cái bộ mà em đang mặc là mã B06 nha mấy chị, nhanh tới view cửa hàng mã B06 nha mấy chị. Còn mấy chị nào mà không biết chiều cao, không biết size của mình ha, thì lên chiều cao kèm cân nặng để bên em tư vấn size cho mình luôn nha. Còn mấy chị nào mà không biết cách đặt hàng thì nói là không biết cách đặt hàng để bên em hỗ trợ cách đặt hàng cho mấy chị luôn nha. Một bộ là chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị, đồ đẹp còn giá lại vừa rẻ cho mình luôn nha. Chất liệu là chất vải thun nha mấy chị, cổ vuông tay phồng nha mấy chị, có đính nút ngọc ha, có đính nút ngọc đôi luôn nha mấy chị. Chất vải thun co giãn mềm mịn thoải mái cho mình luôn. Mấy chị nào thấy ưng rồi nhanh tay vô giỏ hàng luôn nha mấy chị. Mã em đang mặc là mã B06 nha mấy chị. Một bộ chỉ có 179 cành một bộ thôi nha, quá hời cho mình luôn nha mấy chị. Ôi đẹp quá trời, đẹp quá trời luôn. Dạ rồi đó, cái nhà mình ai chưa đặt hàng thì cái nhà mình follow bên em, follow bên em. Nếu mà ai chưa biết đặt thì mình follow bên em rồi á, sau này á mình có cái trang bên em á, cả nhà mình chia sẻ ha, cái nhà mình chia sẻ, cái nhà mình follow à, rồi á cái nhà mình xem trong cái size của trong cái giỏ hàng á, là cái nhà mình thích cái nào cái nhà mình vô giỏ hàng cái nhà mình đặt nha. Hoặc là bây giờ mình không biết đặt đúng không, mình follow bên em cái góc vàng em á, con em của mình á, con em của mình nó biết đặt á, nó đặt giùm cho mình. Khi mà đặt giùm cho mình rồi á, sau này dễ lắm cái nhà mình, sau này mình đặt hàng dễ lắm. Chị Trần Thị Dung lấy cho em C3 nha, chị Trần Thị Dung ơi, C3 là vừa đẹp mình đúng nha chị Thị Dung. Là mình nhắn vô đặt hàng là có đơn à. Dạ, 1m55-58 cái C3 đúng rồi, C3. Có anh nào tên Bảo không chị ơi? Có không biết nữa, không nhớ, nhân viên đông quá, có nào tên Bảo không? Có hai đứa tên Bảo. Hai đứa lận, có hai anh lận. Hai anh lận cục vàng. Một bộ bao nhiêu? 179 cục vàng, 179 cành thôi nha mấy chị. Có lẻ trong giỏ hàng cục có vàng. Có lẻ luôn vậy, dạ. Trong giỏ hàng mà. Mã 33 chị yêu ơi. Mình vô giỏ hàng mình thao tác rồi mình đặt hàng giùm em để có đơn nha. Hàng có đơn nha. Đó, chú với hàng đặt giùm em. Có nghe chị Khánh Ngọc ơi. Cho nó đẹp quá trời luôn á, em cũng không muốn tắt like luôn á, có cục vàng. À. Một bộ chỉ có 179 cành thôi nha mấy chị. Nhanh tới giúp giới hàng nha mấy chị, cái mẫu em đang mặc là mẫu B06 nha mấy chị. Cho em xem lại B5 hả? Em xem lại cho bạn cái này nè cục vàng. À, bên này mình đặt hàng làm để là cái này giùm em mới có đơn dạ. Chứ mình chỉ nhắn nhà không là mình không có đơn cục vàng dạ. Nè, trời ơi B5 này trời. B5 hồi nãy em mặc nè. Trời ơi, hồi nãy mặc B5 ta nói ha, cái áo cái đồ cái này nè ha. Nó nhu nhu nghe mà mặc nó đẹp lắm luôn cục vàng. Nè, trời ơi, B nào cũng mê hết trơn á chị. B nào cũng mê hết trơn cục vàng. Nè. Nè, đẹp chưa? Nè, quá đẹp luôn nha chị yêu ơi. Nè. Nó nhu nhu mà mặt nó rất rất là sang ha. Nè, thấy chưa? Xem kỹ chưa? Thấy B5 chưa? Đó, nó đẹp vậy á. Dạ, 179, xay là từ 40kg đến 85kg. Nhất cái nách luôn cục vàng, thấy không? Nè. Quá đẹp luôn nha. Cái bộ sau lưng chị đẹp quá. Đẹp lắm cục vàng. Nè, đó, B5 này em đưa màu lại cho mình xem cái nữa nè. B01 B02 B03 B04 Dạ, đẹp quá ha cái nhà mình. B05 B07 B08 nha mấy chị yêu. Mấy chị hết cái mẫu nào rồi thì nhanh tay vô giỏ hàng nha mấy chị. Không ngần ngại là hết uổng lắm á. Là hết uổng lắm á mấy chị. Tại vì cái bông này á nó sẽ nó hết qua được rồi nó hết. Đẹp mê chưa? Còn cái bộ em đang mặc là B06, bộ em đang mặc là B06. Ồ sang cái nhà mặc bộ đồ. Mấy chị nào ưng mẫu này rồi thì bấm vô giỏ hàng là B06 là sẽ cái nhà mình cứ follow bên em ha. Rồi ai chưa đặt hàng cái nhà mà thao tác giùm đặt hàng để nó được cái giá ưu đãi như thế này ha. Dạ, rồi đặc biệt một điều á, trong cái hôm nay á, cái nhà mình đặt hàng với tớp á, đặt hàng trong giỏ hàng á là các cục vàng của em á là hả có kèm quà cho mình nha. Dạ, còn bên kia thì cái nhà mình hai bộ là được miễn ship nha.
Dạ, bên kia là các cục dạng của em hai bộ là được miễn xếp, còn bên top top thì các cục dạng của em á đặt hàng á là thao tác giao hàng, cái nhầm đặt hàng là có đơn, phí ship thì tùy theo cái tài khoản của mình, và đặc biệt á là ha, cái nhầm biết đặt hàng bên top top thì bên em sẽ có kèm quà cho mình ha, còn bên kia là hai bộ là được miễn nha. Dạ. À, lấy thêm B5, trời ơi B5 nó đẹp, B nào nó cũng đẹp mê cục dạng. B không? Cái bộ đang mặc là B6, cái bộ đang mặc là B6 cùng dạng. Áo lẻ chị có áo lẻ ở trong giao hàng có cái có một áo lẻ chị. Nè, quần bên em có túi nè. À, quần em có túi nè, cả nhà mình thấy nè. Quá đẹp luôn chị. Cái quần nè, quần là quần lưng bản nè, đẹp mê chưa? Dạ. Cả nhà mình thấy quần lưng bản nè, quần túi nè, thấy không? À, túi là túi sâu và túi rộng như cái cục vàng. À, đẹp mê chưa? Nhất cái nắp chưa? Nhất cái nắp chưa? Dạ. Đó. À, một bộ đi 06 có để lại cái đó không chị Diêu Sơ, cái này chị nhấp vô rõ hàng mới có đơn cho mình nha chị Diêu Sơ, chứ chị nói vậy là sẽ không có đơn cho mình luôn nha chị Diêu Sơ. À, chị đang mặc còn không, cái này là nguyên bộ cục vàng, cái này là nguyên bộ tình yêu, nguyên bộ này em đang like cho mình đó, có 179 cành là cục vàng, 179 cành à. Dạ, 179 tình yêu, chị có 179 cành một bộ thôi nha mấy chị, tranh thủ mình vô đặt để nó hết uổng lắm cả nhà mình. Ôi, đẹp này trời. Mẫu em đây ngon, mẫu B6 nha mấy chị. B6, B06 các cục vàng. B06 các nhà mà. Dạ. Mấy chị lên chiều cao kèm cân nặng để bên em tư vấn size cho mình luôn nha. Chỉ có 179 cành một bộ thôi nha. Đồ vừa đẹp giá lại còn vừa rẻ cho mình luôn nha mấy chị. Nhanh tay nhấp vô cho hàng để chốt đơn nha mấy chị. Dạ. Mấy chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mấy chị. Nếu đúng mẫu đúng màu mà mình thích thì chỉ mấy chị cứ quyền nhận nha mấy chị. Mấy chị nào mà không biết cách đặt hàng thì là không biết cách đặt hàng, để bên em hỗ trợ cái cách đặt hàng, chỉ mấy chị đặt hàng luôn nha. Size 1 với chị Diêu Sơ ơi. Vô giỏ hàng B6 size 1 nha chị Diêu Sơ. Rồi con gom này hay con gom này qua bỏ gọn gọn nó đi rồi về đi con. Rồi ok cục vàng chị lấy 4 bộ, bye bye quần di. Dạ mình vô với hàng mình đặt để có đơn nha các cục vàng nè, cái này cái đó, cái này áo lẻ nè con, mấy cái đứa mà nó mới này sợ lắm luôn á, mình giữ sợ nè, mấy cái này áo lẻ nè, cái này là cái này nè. Đúng rồi, con quấn để mình sợ lắm luôn. Rồi cái con gươm đó, con để trong góc kìa, là mấy đứa nó xếp lại. Dạ. Nhân viên em 9 giờ là nó về, cái nhà mình 7 giờ rưỡi nó làm, 9 giờ nó về là có phục nhà. Cho nên nó là. Quậy nhiên vô đi. Chưa đầy cũng có việc chín rồi đó bay. Đi về chưa? Gì cho nó nữa. Bên em làm việc là từ 7 giờ cho tới là từ 7 giờ rưỡi cho tới là 21 giờ cái nhà mình. Dạ. Cái nhà mình chưa có ai chưa có mà ai chưa có follow em thì cái nhà mình follow bên em ha. Dạ. 179. Đẹp quá. Ồ, đẹp chưa? Anh nhầm thấy bộ đồ nè. Mê không? À, áo lẻ ở trọng á cục vàng, áo lẻ ở trọng á chị thao tác vào giao hàng chị đặt hàng giúp em nha. Dạ. Đẹp mê luôn. Còn áo luôn tùy. Cái đó là áo này áo gì à? Cái này áo lẻ hả? À, cái này là hình như là vẫn nhớ rồi. Biết cái này là có cái áo nào á. Giờ không, nãy vẫn nhớ nhưng mà cáo mà quăng quăng coi văn nè. B05 hay gì á? B02. B02. À, chị vô vợ hàng không có lẻ, trời ơi bà nãy giờ bà kiếm cái ông lẻ đồ hoài mà sao ai đặt cũng có, mà sao cục vàng đặt không có hoài vậy? Có dạ. Thôi chị follow em đi. Rồi á, ở nhà mình á, nhiều khi mình lớn tuổi là chị thấy khó lắm luôn. Cái nhà mình, trời em bán online là em bán mười mấy, 20 năm rồi đó. Nhưng mà bên nền tảng TikTok này em mới bán có năm mấy, em mới biết đặt hàng cũng ngon năm mấy ngày á.
Mà cái nhà mình thấy bên laptop, cái nhà mình thấy bên em bán mới có 5 mặt mà thấy cái nhà mình thấy có lượng đơn hàng, cái nhà mình ủng hộ rất là nhiều, cảm ơn cái nhà mình nhiều lắm. À, nếu mình không biết thì mình cứ follow bên em rồi mình hỏi mấy đứa bé con của mình, con cháu mình, mấy đứa nhỏ nó rành lắm một nhà cái chị cho mình, nó hướng dẫn với mình ha. Dạ chứ có hết chứ, có em nó có chứ không có em nói không có thì làm sao được. Dạ không có mà nói có mới công việc chính, có lẽ nhiều lắm, có lẽ bên em nhiều mẫu lắm, không phải đi nhiều mẫu này đâu. Dạ xây L bên em là xây số nha. Dạ chứ không phải xây XL 1L rồi đâu, bên em xây số cục nhà. Dạ mình ồ đẹp quá trời luôn á. Dạ, em like mà em không muốn tắt like luôn. Đẹp không ở nhà mình. Đẹp chưa đẹp quá. Mình được miễn xếp, được kiểm tra hàng trước khi mình tới. Rồi, bye bye cái nhà mình nha. Các cục vàng em mà chưa ai follow bên em thì cái nhà mình follow bên em nha. Bên em like là từ 10 giờ nhẹ, từ 10 giờ tới 3 giờ rưỡi và từ 5 giờ cho tới 9 giờ nha các cục vàng. Mà Bego 5 đẹp thiệt. Em mà cái mẫu này mẫu nào cũng đẹp chứ. Mê. Đồ đẹp quá, cảm ơn cục vàng của em nha, cảm ơn chị Hồng Quyên. Dạ chị vô giao hàng có cục vàng có mà bà vô cái gì bà cũng kêu không có hết trơn. Dạ áo lẻ cũng có rồi rất là nhiều luôn mà sao cái nào cục vàng cũng kêu không có hết trơn, cục vàng buồn quá đi thôi. À chị thấy rồi nhưng không có mẫu em đang mặc, cái mẫu đây nguyên bộ mà tự nhiên bà đây tìm áo lẻ rồi đâu có. Tự nhiên nguyên bộ rồi bà đi tìm áo lẻ. Còn của người ta áo lẻ thì chị lại tìm nguyên bộ. Rồi của người ta nguyên bộ vậy bà đi tìm áo lẻ là làm sao mà có. Chị đi tìm nhiều cái nó ngược làm sao có cục vàng. Em like làm sao em bán y ra làm vậy. Dạ cái này là nguyên bộ 179 ngàn, 179 cành. Tự nhiên nguyên bộ thì chị phải đặt nguyên bộ. Bà vô đó hàng nguyên bộ không chịu đặt thì chị đi kiếm áo lẻ. Bà đi kiếm áo lẻ. Dạ rồi làm sao có. Em đặt em bán cái gì em like gì em bán cái đấy mình yêu. Rồi bà nguyên lẻ áo lẻ thì cũng vào đi kiếm nguyên bộ rồi đâu ra. Dạ không có. Dạ thì chị không biết em nói cho mình vậy đó, chị không biết em nói cho mình vậy đó, em nói mình không biết mình tại gì á. Chị kiếm nó ngược, tự nhiên em đang like nguyên vụ và cái này bà đi kiếm áo lẻ rồi kiếm ở đâu ra. Em like cái gì em bán cái đấy chứ, em đâu có bán cái khác được cục vàng, bán khác là thôi dẹp luôn á.
ai mà dám mua. Gì? À, là like cái gì phải bán cái đấy một nhà. Dạ, em đang lên nguyên bộ và đi kiếm cao lẻ. Đang nguyên bộ thì mình đặt nguyên bộ đi. Biết hồi nãy giờ 300 mấy đơn á, em like nãy giờ 300 mấy đơn rồi đó cục vàng. Mà hả, khách hàng mua quá trời luôn á mà bà không chịu mua. Em like cái gì như vậy này có bà không chịu mua. Tự nhiên đang like nguyên bộ các bà đi kiếm áo lẻ. Rồi hồi nãy đang like nguyên lẻ các bà đi kiếm nguyên bộ. Rồi cái kia không có hoài. Rồi ai cũng như vậy hết rồi, rồi sớm vậy em like không được đơn nào luôn á. Dạ. Buồn không? Chứ vừa ý thì mua không vừa ý thôi mà chị đừng có kiếm vậy. Bà kiếm cái nó trước lớp à, bà kiếm cái mà nó không có thì làm sao kiếm được. Mình kiếm những cái gì mà nó nhỏ nhỏ đang la cái bộ nó đẹp quá rồi vô đặt liền. À, có được. Tự nhiên đang la áo lẻ cái ba vô ba đang la nguyên bộ dài quá đi kiếm áo lẻ cái ba cái không có hoài là chị không biết hoài à. Đó, không biết em nói rồi đó. Rồi bây giờ biết chưa? Dạ. Dạ không sao. Thích thì đặt không thích thì thôi, không có gì hết trơn cục vàng. Nhưng mà con cái chị đi kiếm cái trái ngược là sao mà nó khó được. À hello chị Nguyễn Thịnh, chị Nguyễn Thi hả? Ok cục vàng. Chị nặng 52kg em, bộ đó bộ em đang mặc quần vàng, áo bông. Dạ cái này là chị nói là B04. Ê mấy B có mấy con? B06. Cái này nhân viên em nó gọi cho mình, chị nói là B06 nhưng mà đừng có nói bộ em đang mặc. Em like em mặc nhiều bộ lắm cục vàng. Là nó không biết cái bộ gì. Chị nói là của Dung, quần vàng B06 ha. Dạ. Đồ đẹp mà lại giá rẻ, cảm ơn cục vàng. Bữa nay chị nhận hàng loại áo mà áo bà bạn lấy hết, chị không còn mặc. Ôi là trời. Bữa nay chị nhận hàng hai áo mà bạn chị lấy hết, chị không còn mặc. Bà vô bà đặt cái khác giùm em cái coi. Bà đặt cái khác giùm em cái coi. Cái chị kia bà đặt mấy bộ bà mới có mặc lên. Bạn lấy nhưng mà bà cũng mặc được một lần rồi. Bà cũng mặc đặt rồi. Bye bye. Bye bye Hoàng Di. Lẹ. Lạ hả, mắc cười lắm chị, vui lắm. Cái chị kia bà đặt, bà đi chợ ha, bà mặc đi chợ xong cái là gì là bắt đầu bạn lấy, bà đặt hoài luôn á, cười muốn xỉu luôn. Còn có chị Hồng Thấm á, thì bà đặt hàng á, bà mua em có 150 cành, bà bán 250, có khi bán 300, nói trời ơi bà bán gì mắc dữ vậy. Bà kêu vậy mà nhiều khi chị không bán mà còn đòi nữa đó em, nhiều khi 300 mà chị không bán luôn á. Còn khi chị bán 250, cười lắm, vui lắm cả nhà mình. Cảm ơn tình yêu của em. Bởi vậy cũng là một cái niềm vui của em á cả nhà mình. Dạ. Chị mới đặt hai cái lại. Cảm ơn chị Hồng Nguyên nha. Dạ. Rồi, chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Dạ, bên em like từ 10 giờ cho tới 3 giờ rưỡi, từ 5 giờ tới 9 giờ các cục nhà. Chúc cả nhà mình ngày 8 tháng 3 nè, cả nhà mình nhiều sức khỏe nè, nhiều may mắn nè, nhiều hạnh phúc nè, mong gì ước gì là được cái đó nè, mãi xinh đẹp nè, được ông xã cưng nhiều nhiều nha. Dạ mấy bạn bữa nay mấy cục vàng em có quà không? Ai có quà hả đăng lên phe ha. Chúc mừng cả nhà mình, ai không có thì tự mình thưởng cho mình ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm. Dạ. Rồi của vuông áo vàng. Ok chị Nguyễn Thi, cảm ơn chị Nguyễn Thị Linh hả? Dạ, cảm ơn cục vàng của em rất rất là nhiều. Bye bye cả nhà mình nha.